chương 81 Đàm phán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 81 Đàm phán ngày thứ hai, giữa trưa dương quan sáng tỏ trong núi đồi, ào ào gió thu gợi lên phương xa lá cây. Trời cao mây nhạt, chính thích hợp lên cao kết bạn. Tại khó được trống trải trong núi đồi bên trên, Mexico cùng Otomi trinh sát nhóm hướng tứ phương thăm dò nhìn quanh, xung quanh và dặm tình hình nhìn một cái không sót gì cây rừng xa xôi mà sơ lãng đồng thời không một chút phục binh tại xác định địa điểm an toàn sau đó tại mấy trăm tinh nhuệ võ sĩ chen chúc dưới hai quân các quan chỉ huy lúc này mới leo lên đồi chính thức gặp mặt lần này gặp mặt solot có ý mang tới trường cung vệ đội cùng jaguar chiến sĩ cái trước là vì nắm giữ chủ động nếu như đàm phán không thuận tự tập kích quan chỉ huy của đối phương cái sau là vì cam đoan tại tao ngộ phục binh tình huống dưới có thể dết ra khỏi trùng vây. Ăn mặc hai tầng giáp da, lót leo lên gò cao, lập tức con ngươi co rút lại. Hắn lần đầu tiên liền thấy đối diện Otomi trong vệ đội, có trên trăm cầm trong tay Tlaca đơn cung, mang theo đồng tiễn tinh nhuệ võ sĩ. Song phương quan chỉ huy nhìn nhau chốc lát, xấu hổ mà lễ phép cười cười, lẫn nhau cảm thấy hiểu rõ, trong lòng cẩn thận đề phòng. Thân ở chinh chiến không nghĩ loạn thế, các võ sĩ vì đạt tới mục đích luôn là hiệu quả và lợi ích hướng lên, cũng sẽ không bị đạo đức giáo điều trói buộc chặt tay chân của mình. Solot tiếp nhận bơ tát đưa tới thuẫn bài, tại một đám cầm thuẫn võ sĩ hộ vệ dưới, đánh giá đối diện Otomi quan chỉ huy. Tuy là đã sớm giao thủ qua, đây là Solot lần thứ nhất nhìn đến đối phương. Giovanni tuổi gần 40, dáng người hùng tráng, tướng mạo hy kỳ, như là lắc đầu giao lan, có một đôi hẹp dài mà sắc bén con mắt hắn hất lên thêm giày giáp da, hành động gian bộ pháp trầm ổn, hạ thân hơi rung nhẹ, duy trì tùy thời có thể lấy phát lực tư thái, hiển nhiên cũng là xuất sắc võ sĩ. nhìn đến mang theo diện nón trụ Solot, Giovanni nheo mắt lại, lớn tiếng cười nhạo. Đường đường Mexico quân đoàn thống soái, vậy mà che đậy gương mặt như là núp ở trong động sóc, không dám để cho các dũng sĩ trông thấy tướng mạo. Solot không để ý tới, loại này chế giễu hơn phân nửa là tận lực thăm dò tới nắm chắc đối thủ tâm lý. Hắn cẩn thận nhìn xem đối diện đội ngũ, vậy mà lại tại Giovanni bên người phát hiện một người quen, Guamac thành ban gào thét thổ bác thử lão tế tự. Lão tế tự nhìn già nua rất nhiều, lại như củ khí thế hùng hổ, hất lên hắc bạch sen lẫn tế tự bào, ánh mắt hung ác nhìn xem đối diện Mexica người. Solot nhìn quanh chốc lát, đối diện đội ngũ bên trong chỉ có một vị tế tự, hiển nhiên thân phận đặc thù. Trong lòng của hắn suy đoán, trong miệng cao giọng hô. Lấy Thái Dương thần Hujilifo danh nghĩa. Ta, Mexica quân đoàn quan chỉ huy, Solot, đại biểu Mexica liên minh tân nhiệm quốc vương Ahuyon, cùng bạch trú cùng hát giả chi thần con dân đàm phán, thương nghị và đàm luận nghi. Giovanni cũng nghiêm mặt đáp lại. Lấy nguyên sơ chi thần Ometon danh nghĩa. Ta, Otomi quân đoàn quan chỉ huy, Giovanni, đại biểu Otopan thành bang, vị này là hỗn độn tế tự ô ớt, đại biểu Guamak, thêm cùng di lót thành bang, cùng chiến thần con dân đàm phán, dừng lại chiến tranh. Song phương lẫn nhau tán thành đối phương chủ thần bộ phận thần chức, lại khác ý đối phương chủ thần chí cao thần vị. Loại tín ngưỡng này cự ly đại biểu cho Mexico người cùng Otomi người ở giữa, kỳ thật ở vào cùng một văn hóa giới, chỉ là có bất đồng chủ lưu văn hóa. Hai vị quân đoàn quan chỉ huy tiếp lấy chào lẫn nhau, đối địch bầu không khí liền hòa hoãn lại. Lão tế tự ô ớt cũng khác thường yên tĩnh. Hắn không có cố ý gào thét, hiển nhiên có hòa bình thành ý. Soloz tra hiệu Giovanni đi đầu nói ra điều kiện, Giao Lan Quan chỉ huy cũng không chần chờ. Chiến thần con dân. Các ngươi đối mặt chính là đoàn kết mà khổng lồ OtoMi thành bang liên minh. Các ngươi vô pháp công hạ không rơi pan thành. Các ngươi tân vương giết cựu vương, vương quốc ở vào trong nội chiến các ngươi vô pháp ở trên vùng đất này ở lâu. Ly khai đi. Song phương hòa đàm, rời khỏi chúng ta tất cả thổ địa, bồi thường ba vạn người mười tháng lương thực. Lấy nguyên sơ chi thần danh nghĩa, chúng ta cũng sẽ trả về tù binh một ngàn Mexica võ sĩ. Sô-lót gật gật đầu, lại lắc đầu. Hắn đối chọi gây gắt đáp lại nói. Bạch trú cùng hát dạ chi thần con dân. Ô-tô-pan thành chỉ có ba bốn tháng lương thực, căn bản vô lực trường kỳ tác chiến. Diêm dung dăng người tại Nam Phương mắt nhìn chầm chầm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất binh ô tô pan thành. Chi chim khuyển duệ xâm lược bắc bộ, Guamat cùng thêm vô lực chi viện. Các ngươi đã binh tận hết lương. Sông Phương hòa đàm, lấy mảnh rừng núi này làm ranh giới, lẫn nhau phóng thích lẫn nhau tù binh. Lấy Thái Dương thần danh nghĩa, ta hứa hẹn một thế hệ hòa bình. Đáng chết a z người giao ra lương thực, rời khỏi thổ địa của chúng ta. Không phải vậy, nơi này hai vạn Otomi người đều làm xong cùng các ngươi liều chết tác chiến chuẩn bị. Giovanni lớn tiếng gầm thét: "Vậy liền đánh đi, hèn yếu Otomi thổ cẩu. Cho dù nơi này một vạn Mexica võ sĩ chiến tử, sang năm còn sẽ có càng nhiều võ sĩ tới trước, đem Otomi người thổ địa triệt để hóa thành tro bụi." Solot không chút do dự cao giọng uy hiếp bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, cung tiễn các võ sĩ kéo cung cài tên, nhắm chuẩn quan chỉ huy của đối phương. Cận chiến các võ sĩ dơ lên chiến côn cùng thuẫn bài, hơi hơi thân cung xúc thế, mang lên vô hạn sát ý. Lần thứ nhất ngắn mũi giao lưu rất nhanh dừng lại, song phương tạm thời trầm mặt. Xem tới lẫn nhau đã sớm đem đối diện tình hình tìm hiểu rõ ràng, ngược lại là không có cái gì lừa gạt cùng uy hiếp không gian. Lão Tế tự cùng Giovanni đơn giản giao lưu hai câu, Liên đại biểu Otomi người lên tiếng: Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão Tế Tự ô ớt khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngữ khí băng lãnh. Di lót thét thành. Solot trực tiếp đương. Di lót thét thành là liên minh một bộ phận, chúng ta không thể từ bỏ nó. Lão Tế Tự ô ớt kiên quyết lắc đầu. Nhưng là cách sơn lâm, các ngươi không có khả năng giữ vững nó. Solot nhìn xem lão Tế Tự con mắt. Lão tế tự trầm mặt, hắn phẫn nộ trừng mắt xô lót. Thật lâu, nét mặt của hắn dần dần biến mất, cuối cùng rủ xuống con ngươi, bình tĩnh đáp lại. Ba vạn người mười tháng lương thực. Nghe đến đó, Giovanni sắc mặt đại biến, hắn kích động nhanh chân đi đến, tưởng muốn đối lão tế tự nói cái gì, lão tế tự lại kiên định lắc đầu. Giovanni, phía sau đàm phán ngươi không nên nhúng tay, đàm phán hôm nay do một mình ta phụ trách tất cả hậu quả cũng do một mình ta gánh chịu. Giovanni hẹp dài con mắt trận to, im ắng đưa mắt nhìn một hồi lão tế tự mặt mũi già nua, cuối cùng gật gật đầu, yên lặng hành lễ lui ra. Đây không có khả năng. Cho dù các ngươi không đồng ý, cách sơn lâm, chúng ta cũng có thể vây hạ di lót tét thành. Solot lót khẳng định lắc đầu. Không có những thứ này lương thực, năm nay chúng ta sẽ chết đói ba vạn dân binh, thậm chí còn có một nửa võ sĩ. Lão tế tự bình tĩnh nói sự thật. Ta sẽ để cho cái này ba vạn người toàn bộ chết tại cùng Mexico người trong chiến tranh. Ngươi chuẩn bị thừa nhận bao lớn thương vong, lại muốn lưu nhiều ít người tại Yilopet thành hạ. Ngươi không có khả năng đem ba vạn người đều tiêu hao tại cùng chúng ta trong chiến tranh. Nếu không chim dung dăng người một khi bắt thượng, các ngươi căn bản ngăn không được. Otopan thành không có binh lực phòng thủ là không giữ được. Solot đồng dạng bình tĩnh phản bác. Không có lương thực, chúng ta vốn là ngăn không được bắt thượng Kim Dung dân Người. Chờ Kim Dung dân Người công hạ ô tô pan thành, bọn hắn liền sẽ biến thành các ngươi Mexico người uy hiếp. Lão tế tự đã là quyết tuyệt cười thảm. Solot trầm mặt, tất cả mọi người đang nói sự thật, mà sự thật vô pháp bị ngôn ngữ thay đổi. Ba vạn người năm tháng lương thực trong đó một nửa dùng đồng giá trị xa xỉ phẩm tới đổi năm nay mùa đông sẽ không quá lạnh hiện tại gieo một mùa đậu ván cùng khoai lang năm tháng đầy đủ chống đỡ các ngươi đến thu hoạch thật lâu thiếu niên mới hứa hẹn đến nếu như chim dung văn người bắc thượng tiến đánh các ngươi mexico thuyền sư hội tập kích quấy rối bọn hắn lương đạo lão tế tự trên mặt tách ra thê lương cười khổ có thể lúc nào giao phó chúng ta nguyện ý hoa gấp đôi giá cả mua càng nhiều lương thực. Hơn một năm nay đến, chúng ta trên tay tổng cộng có 2.000 Mexica võ sĩ tù binh, đều có thể hiện tại giao cho các ngươi. Solok nghiêm túc điểm đầu, lão tế tự quả nhiên còn lưu lại một nửa tù binh xem như thể đánh bạc. Theo giai đoạn giao cho các ngươi, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi quá nhiều lương thực. Lương thực tổng lượng sẽ chỉ có nhiều như vậy. Đến mức tù binh, trên tay của ta có 900 ô tô võ sĩ, chúng ta bây giờ liền có thể trao đổi. Cái kia không có khả năng. Lão Tế tự lắc đầu, quả quyết từ chối. Lương thực đổi tù binh. Chúng ta chỉ cần lương thực. Các ngươi tù binh võ sĩ chúng ta không muốn. Cũng nuôi không nổi. Xô lót thở dài. Hắn trầm tư chốc lát, lại lần nữa nhìn xem lão tế tự. Cái kia thay cái điều kiện, các ngươi quân đội bên trong có bao nhiêu di lót thành võ sĩ. Ta dùng tù binh đổi bọn hắn. Lão Tế tự trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Di lót thành tại liên quân bên trong có một ngàn võ sĩ, đều giao cho ngươi, nhưng là ngoại trừ 900 tù binh bên ngoài, ta còn muốn một ngàn người năm tháng lương thực. Đi. Chúng ta ngày hôm nay tự trao đổi. Số lót trực tiếp đồng ý. Đối Mexico liên minh mà nói, này một ngàn di lót kết thành võ sĩ rất trọng yếu, là chuẩn bị chiêu hàng dẫn đường đảng. Bọn hắn bị ném ra ngoài đi gia nhập liên quân, đại đa số khẳng định là tiểu quý tộc hoặc là bình dân xuất thân. Tiếp lấy lại bị Otomi liên minh phản bội, tự nhiên lại càng dễ có khuynh hướng Mexica người, từ đó phương tiện liên minh đồng hóa. Hai người lại lẫn nhau ước định lương thực giao tiếp chi tiết. Từ đàm phán hoàn thành lên, Otomi người hội rời khỏi hết thảy đội du kích, chỉ là tại núi rừng bên trong lưu lại 500 võ sĩ cùng 3.000 dân binh, phụ trách vận chuyển Mexica người đưa tới lương thực. Song Phương lấy Sơn Lâm làm ranh giới ngưng chiến. Otopan Thành sẽ không tập kích quấy rối vây khốn di lót thành Mexica người. Lương thực phân 5 tháng giao tiếp, mỗi tháng giao tiếp một lần. Dùng 3 vạn người một tháng lương thực, đổi về 300 Mexica tù binh cùng giá trị một nửa bảo thạch, vàng bạc, vũ mau hoặc là tinh xảo y phục một lần cuối cùng giao tiếp dự tính phát sinh ở Di Lót Thành bị chiếm đóng sau đó. Ô người hội giao ra cuối cùng 800 tù binh võ sĩ. Lão Tế tự sau đó nhiều lần dây dưa, để Mexica người ngoài định mức cung cấp 2.000 Mexica tù binh khẩu phần lương thực. Solot không có so đo, tại thu hoạch được lão Tế tự thiện đãi tù binh hứa hẹn về sau, điểm đầu đáp ứng. Hắn có chút muốn cười, lại cảm thấy đến khắc cốt thê lương. Nạn đói, thiếu lương, tử vong. Những thứ này Otomi mạng sống con người tan biến, vốn là Mexica đại quân trước kia mưu đồ. Hiện tại, mưu đồ kết quả đúng hạn mà tới, hai đời Otomi người đang bị vô tình xóa đi, thiếu niên nhưng không có bất kỳ vui sướng. Đàm phán từ giữa trưa bắt đầu, thẳng đến hoàng hôn mới kết thúc. Tiếp tục một năm rưỡi chiến tranh cuối cùng kết thúc, di lót thành bị triệt để vứt bỏ, đổi về đầy đủ Otopan thành kiên thủ lương thực. Biệt ly cuối cùng, Giovanni cùng Solot tương hổ nhìn xem, lại nói không ra một câu lễ nghi tính chúc phúc. Solot vì vậy nhìn về phía thổ bác thử lão tế tự ô ớt, nhìn đối phương đột nhiên còng xuống bóng lưng, trong lòng có một loại khác cảm xúc. Hắn nhớ tới Guamart thành hạ đối thoại. Ô ớt, cho dù thiêu hủy mảng giả cỏ xanh, cũng không bằng giữ lại một khỏa thần thánh ca chấm cao. Thiếu niên lấy nón an toàn xuống, nói câu đã từng cựu lời nói nghe được cái này quen thuộc lời nói, ô ớt mở to hai mắt nhìn. Hắn lại lần nữa dò xét thiếu niên chốc lát, cuối cùng nhận ra cái kia đã từng thấy qua thổ lan tế tự. Cỏ xanh đến tột cùng là cái gì? Thiếu niên nhìn xem già nua lão tế tự, nhìn xem hắn mất đi khí thế mặt. Cỏ xanh là bình dân, là võ sĩ, là quý tộc, là tế tự, là di lót tét thành. Cũng là ta. Trầm mặt chốc lát, ô ớt hơi hơi quay đầu, dịch ra thiếu niên ánh mắt sâu kín trả lời đã dạng này cái kia a ca o đến tột cùng là cái gì thiếu niên nghĩ nghĩ tiếp tục xem lão tế tự con mắt kia là ô tô mi người kéo dài hy vọng ô ớt như là trả lời lần này hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đôi mắt của thiếu niên đối mặt chốc lát thiếu niên trịnh trọng gật gật đầu hắn hơi hơi không mình hành lễ cảm tạ lão tế tự đáp án tiếp lấy quay người rời đi. Ngưng chiến đàm phán kết thúc. Rất nhanh, mặt trời chiều chìm vào đại địa, thế giới một vùng tăm tối. Mà hy vọng, ngay tại trong bóng tối thai ngán. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Thần thụ cùng Kim Điêu Thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 82 thần thụ cùng kim điêu thượng tại Trung Châu Mỹ cao nguyên bên trên, tháng 10 là cũng không hàng lãnh mùa thu, không nhìn thấy rì rào mà rơi lá phong, chỉ có bốn mùa thường thanh tùng sam. Gió thu ôn nhu phất qua hai gò má, trong không khí tràn đầy tươi mát tùng bách hương khí, còn có nhàn nhạt đánh tới hương hoa. Solot lót đứng trên gò núi, nhìn cách đó không xa ngay tại giao tiếp tù binh quân trận. Ngưng chiến tin tức như là ánh mặt trời ấm áp, để song phương võ sĩ trên mặt, đều mang tới nụ cười nhẹ nhõm. Mexica các võ sĩ đàm luận về nhà kế hoạch, các dân binh tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sẽ không còn tại núi rừng bên trong, cùng du kích Otomi người lấy mệnh tương bác. Dưới sự chỉ huy của Bơ Tát, 900 Otopan tù binh, 1.000 người năm tháng lương thực, bị theo thứ tự đưa đến đối diện. Giovanni chưa từng xuất hiện, một tên không quen Otomi quan quân sắc mặt không đổi, đảm nhiệm loại này chú định lưu lại bêu danh việc xấu. Hắn không thấy thả ra tù binh, chỉ là tinh tế kiểm nghiệm lương thực số lượng, sau đó phất phất tay, một ngàn tay không tất sắc áo vải võ sĩ tự bị áp giải tới, giao cho Mexico người. Solot tỉ mỉ quan sát đến những cái kia di lót kết thành ban áo vải võ sĩ. Áo vải các võ sĩ trên mặt lúc bắt đầu tràn đầy bị tước vũ khí mờ mịt không rõ, tiếp theo là bị giao dịch khó có thể tin, cuối cùng là bị bán đứng phẫn nộ tuyệt vọng. Vì vậy thiếu niên hài lòng gật đầu những người này đem giao cho bơ Tát quản hạt, sau đó bị chiêu hàng ưu đãi, trở thành nhóm đầu tiên quy thuận liên minh Otomi người. Tại Solot bên cạnh, hầu tử Kuluka mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem võ sĩ trưởng bóng lưng. Những thứ này Otomi người hiển nhiên sẽ bị liên minh trọng dụng, trở thành tương lai Mexica di lót thành ban thống trị cơ sở. Hiện tại, bơ Tát có thể quản hạt bọn hắn, đối với những người này thực hiện ảnh hưởng, tự mang ý nghĩa nắm giữ trở thành một ban chi chủ tư lịch. Thiếu niên không tiếp tục nhìn nhiều. Hắn ngửi ngửi trong không khí hương hoa, dạo bước tại xanh ngắt trong rừng tùng, tìm kiếm hương thơm khởi nguồn. Thật lâu, hắn mới tại một khỏa dị thường cao lớn đại thụ trước dừng bước lại, thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát phiêu tán ở trong gió, nương theo lấy mơ hồ yếu ớt ưng gáy. Đây là một khỏa thụ tư hùng vĩ Mexico lạc vũ sam, tan thương ngừng chân tại dòng nước bên bờ độ cao của nó khoảng chừng 50m, ngực đường gần như 4m. Thẳng tắp thân cây vô tận hướng lên kéo dài, dường như thăm dò vào trên tầng mây, mà khắp cây sam dịp rũ xuống, như là vũ xà thần thần thánh lục sắc vũ mau. Tại ưu Mỹ chập chờn lạc vũ giang, là xanh nhạt trắng bệt hoa cầu, dựng dục năm sau thành thục hạt giống, tản ra thoải mái tươi mát. Xô lót gật gật đầu, đây cũng là mùi hương khởi nguồn. Viên này đại thụ lặng lặng đứng lặng giữa rừng núi, lắng nghe dòng nước giai điệu, vượt qua ngàn năm dài dằng dặc thời quan, trưởng thành là cái kia trong thần thoại đi tới tinh linh, đang ngủ say viễn cổ chi sâm. Tốt một khỏa hùng vĩ tử sam. Thiếu niên cảm thán đại thụ mỹ lệ. Tế tự thống soái, đây là Avevit, trong nước đứng thẳng trống, cũng là trong nước lão nhân, nó là quyền uy tượng trưng. Từ vĩ đại Montemuma tạ thế sau đó, chúng ta cũng gọi nó Montemuma Bách, bởi vì loại cây này có trời sinh thần hồn không biết lúc nào, hầu tử Kuluka đã tiến tới thiếu niên bên cạnh, vẻ mặt tươi cười giải thích. A viết. Thần hồn. Thiếu niên hơi sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. A huy dồn. Chính là chỉ trong nước như tùng thụ tinh linh, cái kia A viết tự nhiên là trong nước tùng bách. Đúng vậy. Tại Nam Phương Mistet cùng Gia Pot người trong thần thoại, bọn hắn có được tương đồng cao quý tổ tiên, đó chính là Ave viết thụ hồn bọn hắn tự xưng là trong mây chi dân, từ vân thượng mà đến, theo nước mưa rơi xuống. Dung nhập che trời Avevit, liền biến thành cao quý nhất tế tự, dung nhập uy vũ Jaguar, liền trở thành tôn quý võ sĩ, dung nhập bình thường thổ nhưỡng, liền xem như phổ thông bình dân, nếu như rơi vào sơn động, liền trở thành, liền trở thành. Kuluka đột nhiên dừng lại kẹp lại. Liền trở thành đê tiện nhất nô lệ. Thiếu niên theo bản năng hỏi thăm. Không, khi đó bọn hắn liền sẽ hóa thành động vật cùng người tinh quái, mang theo tiềm giác che mặt che đầu, trở thành gieo rắc tử vong dơi hút máu Kamajot. Kuluka dùng sức nghĩ nghĩ, mới đem một cái biên bức nhân hình tượng miêu tả ra tới. Solot trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó hứng thú nhiên cười một tiếng. Tử vong biên bức Kamajot, chính là hậu thế siêu anh hùng Batman hình tượng khởi nguyên. Solot khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Kuluka bả vai, hầu tử, xác thực thông minh biết đến cũng nhiều. Kuluka thì làm thiếu niên cao hứng mà cười. Sau đó, thiếu niên lỗ tai động động. Hầu tử, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Là ưng đang gọi sao? Thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía cao lớn cây cối đỉnh, nơi đó lá cây như là lạc vũ, che cản hết thảy nhầm ngó ánh mắt. Kuluka nghiêng đầu, con mắt nháy nháy. Ngay sau đó, hắn dường như phát hiện cái gì, đem vũ khí sau lưng quăng ra, hai tay nữa ông cự đại AV viết thụ, như là một đầu mẫn tiệp viên hầu, nhanh chóng vọt lên đi, biến mất tại duyên dáng lạc vũ giang. Qua ngắn mũi chốc lát, Kuluka tự từ cao 40, 50 mét đại thụ đỉnh nhô đầu ra. Hắn hai chân cuốn lấy thân cây, tay trái giữ chặt thụ nhánh, tay phải nắm cái gì, ngã ngửa đầu, kinh hỉ hướng về phía phía dưới thiếu niên hô to. Đại nhân, nơi đây có một đầu kim điêu con non. Đón lấy, hầu tử hơi hơi nghiêng người sang, cẩn thận bảo vệ tay phải, điều chỉnh thân trên tư thái. Tiếp đó hắn tay trái cùng hai chân thay thế buông ra, cứ như vậy, quạch, quạch, từ cao 50 mét ngọn cây tuột xuống. Thiếu niên mở to hai mắt, nhìn xem Kuluka thần binh thiên hàng. Tiếp đó toàn bộ chú ý lực đều bị hai tay của hắn nâng lên tiểu sinh linh hấp dẫn. Đây đúng là một đầu kim điêu con non. Nó có thuần khiết ánh mắt vô tội, phấn nộn trắng bệch ngắn mỏ, trắng noãn mềm mại ấu vũ, còn có hơi hơi màu nâu vây cánh. Cái này có thể sống 30 năm thiên không lãnh chúa, đang đứng ở nó nhất non nớt thời trẻ con. Đại nhân, cái này kim điêu con non liền sơ vũ đều không có trưởng thành, nhiều nhất bất quá 3 tháng lớn. Kuluka nhếch miệng cười, đem kim điêu con non đưa cho thiếu niên. Solot theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng tiếp nhận chỉ lớn bằng bàn tay nho nhỏ kim điêu. Cái này tiểu sinh linh dùng thuần khiết mắt đen nhìn thiếu niên một cái, tiếp đó nhẹ nhàng dùng cái đầu nhỏ cò thiếu niên trong lòng bàn tay, mềm mại tượng một đoàn bông. Đón lấy, nó phát ra yếu ớt vài tiếng ưng gáy, tự vô lực nằm ở thiếu niên trên bàn tay. Nó dường như đói rất lợi hại. Thiếu niên nhu hòa sờ lên tiểu kim điêu cái bụng, nơi đó mềm mềm, bẹp, dường như đúng là đói bụng. Nhìn tự hồ rất nhiều ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Cha mẹ của nó khả năng xảy ra sự tình, có lẽ bị ô tô mi người chập tới ăn. Kuluka thuận miệng đáp lời, trong tay tìm kiếm hành lễ, rốt cuộc tìm được một căn hồng khô lọc miếng thịt. Thiếu niên tự chấm chút thanh thủy, cẩn thận đút cho tiểu kim điêu. Nó tự bẹp ngắn mũi miệng mỏ, nỗ lực mà nóng nảy gặm thịt khô đầu, lại hoàn toàn cắn không đoạn. Thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem miếng thịt theo nó mỏ bên trong gỡ xuống đến, nhìn xem nó lo lắng vẫy mềm mại cánh. Tiếp đó từ Kuluka trong tay tiếp nhận vừa cắt tiểu khối thịt, từng điểm từng điểm cho ăn cắp nho nhỏ kim điêu. Trong bất tri bất giác, khóe miệng của hắn lộ ra hồi lâu không có vui vẻ dáng tươi cười. Nhìn xem xô lót dáng tươi cười, Kuluka cũng nhếch miệng cười, rất giống một đầu đắc ý khỉ lớn. Cho ăn xong miếng thịt cùng nước sạch, tiểu kim điêu lại lần nữa phát ra thanh thúy kêu to, lại minh hiển vang dội rất nhiều. Tiếp đó, đầu của nó méo một chút đầu, tại thiếu niên trong lòng bàn tay lại cọ sát một hồi, tự dùng cánh chồng trụ bụng, thoải mái ngủ thiếp đi. Thiếu niên khoái hoạt nhìn xem ngủ tiểu kim điêu, tiếp đó lại nhìn một chút phía trước che trời thần thụ, khóe miệng uống lượn ra một cái vui vẻ đường công. Nếu là tại A-V-Viết thụ thượng tìm tới ngươi, sau đó, ta gọi ngươi A-V-Viết đi. Tiểu A-V-Viết xuất hiện, mang cho Solo lót cực lớn khoái hoạt. Trong khoảng thời gian này chinh chiến chém giết, mắt thấy huyết tinh tử vong, từng kiện tích lũy tại thiếu niên trong lòng, kéo dài đồ lại sinh mệnh hủy diệt mà tiểu viết tự như trong bóng tối dựng dục hy vọng, như một bó thuần khiết ánh sáng, xua tán đi thiếu niên võ sĩ tâm linh trầm út. Sau đó, Solot cẩn thận dùng vải bông cùng vũ mau, cấp tiểu viết làm một cái ấm áp tổ, sau đó đem ưng tổ cất vào hòm gỗ bên trong, tại sau lưng cổng, cẩn thận chăm sóc. Cứ như vậy, ban ngày Solot là che mặt thống soái, nghiêm túc uy nghiêm, thống ngự đại quân, uy hiếp kiệt ngạo tướng lĩnh, trấn an quy hàng ô tô mi người ban đêm xô lót thì là cái 13 tuổi thiếu niên, nhẹ nhõm vui sướng, dáng tươi cười chân thành tha thiết, đùa bạch bạch nho nhỏ AV viết, vuốt ve nó mềm mại vũ mau. Hắc ám cùng quang minh, cứ như vậy tại ban ngày cùng trong đêm tối thăng bằng. Một vạn hai ngàn Mexica võ sĩ lần lượt xuất phát. Đại quân một đường hướng đông, ly khai đói khát ô tô mi người, bỏ phế dọc đường trong núi doanh trại, hướng về di lót đại doanh mà đi. Mười ngày sau, đại quân cuối cùng đến thứ tư doanh địa. Thiếu niên tại đã từng trên chiến trường nhớ lại chốc lát, ngay sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc, đưa tới thi nhân võ sĩ Paramo. Paramo, những ngày gần đây, ngươi tại hậu cần doanh địa làm như thế nào? Hai tuần không thấy, Paramo đã không còn mới gặp khi gầy gò tuấn lãng dáng dấp. Hắn râu ria xồm xoàm, đầu phát cũng không có chải vuốt, trên mặt tắt thì minh hiển mập một vòng. Không đổi, chỉ có hắn trong mắt ưu nhã u buồn. Tế tự đại nhân, hậu cần doanh địa ở rất tốt, ăn cũng rất tốt, chỉ là thực sự thái quá bận biểu. Mỗi ngày muốn kiểm kê đại lượng vật tư, tính toán tiêu hao cung cấp, còn muốn tại trên ván gỗ từng cái ghi chép. Trong lòng ta hoa đều đã hoàn toàn khô héo. Paramo thở dài, kính cẩn thành thật trả lời. Lần đầu xuất lĩnh quân đoàn, Solot không có quá sửa đổi quân đội trung thói quen điều lệ, chỉ là gia tăng đối với hậu cần độ quân nhu quản lý hậu cần quan nhiệm vụ đột nhiên thêm nặng, bọn hắn nhất thiết phải chuẩn xác ghi chép thông thường cung cấp, nghiêm ngặt chế định thực vật tiêu hao kế hoạch, tận lực đề thăng chuyển vận hiệu suất. Tại nặng nề công tác dưới, Paramo bận biểu tượng một đầu xoay tròn con quay, liền quản lý thời gian của mình đều không có. Nhìn xem kính cẩn Paramo, Solok biểu thị hài lòng, xem tới mài dũa hiệu quả không tệ, có thể lại thêm chút trọng trách. Paramo, ta cho ngươi một ngàn võ sĩ, ba ngàn dân binh. Tòa này doanh địa phía sau tự giao cho ngươi. Về sau năm tháng, mỗi tháng sẽ có ba vạn bốn ngàn người một tháng lương thực đưa tới. Ngươi cần thiết mỗi tháng cùng Otopan thành ban quân đội giao dịch một lần, dùng lương thực đổi về bị bắt Mexica võ sĩ còn có một nửa giá trị xa xỉ phẩm vật tư. Ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, làm tốt phòng ngữ. Định kỳ liên hệ Hirob đại doanh quân đoàn. Còn có, giao dịch thời điểm đem trướng tính toán rõ ràng ta sẽ giao cho quân nhu quan bê gui thử lại phép tính nhiều giao ra đây thiếu đi chính mình bổ bởi vì tiểu a đến solot gần nhất tâm tình một mực rất tốt khó được mở ra cái trò đùa vâng tuân theo ngài ta tế tự thống soái nhẹ nhõm trò đùa đến paramo trong tay tự biến thành nặng nề như núi áp lực cũng mang đến lãng mạn thi nhân linh cảm Paramo u buồn xoay người rời đi, trong miệng thật thấp ngâm tụng. Ta nâng lên ta trầm trọng tâm, nghiêm túc trang nghiêm. Trong lòng ta chôn giấu sầu bi chất thành sơn, một vùng tâm tối. Ta đang chờ đợi, chờ một trận thanh phong, đem cho tàn một lần nữa thổi đốt. À, đó chính là ta tự do tự tại yêu. Cách đó không xa, xô lót nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem đến, trọng trách thêm còn chưa đủ nhiều a. À quân đoàn ngắn mũi lưu lại, ngay sau đó tiếp tục khởi hành. Lại qua ba ngày, đương xô lại lần nữa nhìn đến di lót thành lúc, tòa này trước hàng phía sau phản ô thành bang đã bị triệt để vây khốn. Thành bang tứ phía bị doanh địa phong tỏa, nguồn nước, lương thực, muối ăn, vật liệu gỗ cung cấp bị hoàn toàn chặt đứt, hàng ngàn hàng vạn Mexica võ sĩ tại doanh địa gian trú đóng tuần tra, liền một con thỏ hoàng cũng vô pháp xuyên qua nghiêm mật phòng tuyến. Solot hơi kinh ngạc, nhìn hơn bốn vạn Mexica võ sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Qua lại hơn hai mươi ngày, Ahuit à lại còn không có xuôi nam. Thiếu niên cân nhắc chốc lát, liền đem quân đoàn giao cho Bơ Tát an bài. Sau đó tại vệ đội bảo vệ dưới, thiếu niên cổng ưng tổ hầm gỗ, vội vã đi tới bờ sông Đại Doanh, hắn nhìn đến bờ sông hội tụ khổng lồ đội tàu, còn có không đoạn tới lui vận lương thuyền, tự hồ lương thực cung ứng lại một lần khôi phục rồi. Mang theo một bụng không rõ, xô lót thẳng hướng doanh địa chính giữa vương trướng mà đi trong doanh địa một mảnh nghiêm túc lại có chủng không nói ra được kỳ quái bầu không khí thiếu niên một đường quan sát các võ sĩ nhìn sĩ khí còn có thể ngẫu nhiên gặp phải các đại quý tộc lại ánh mắt lấp lóe còn có đồng dạng ánh mắt du di thành ban các đoàn trưởng loại này bầu không khí hoàn toàn không giống như là ti dốc sau khi chết cái kia tràn hưởng yến trung vạn chúng quy tâm giống như là gió thổi báo dông bão sắp đến đến vương trướng trước đó, xô lót một thanh sốc lên, bên trong lại không có một bóng người. Liền lửa trại đều sớm đã lạnh thấu, có lẽ ngày hôm nay vốn là không có điểm. Tiếp đó hắn tiếp tục tìm được sinh hoạt thường ngày dừng chân nhà gỗ, rốt cuộc tìm được A Huyết. A Huyết không có mặt uy nghiêm quốc vương phục sức, chỉ là hất lên rộng rãi trường bào màu trắng, đặc biệt hiện ra mấy phần tuổi trẻ. Hắn nghiêng nghiêng tựa ở sau lưng trên tường gỗ, trong tay bưng lấy xô lót trong lúc rảnh rỗi viết xuống văn tự một bản, không nhanh không chậm nhìn kỹ. Xô lót trong lòng gấp quá, đoạt lấy hảo hữu trong tay một bản, nhìn lướt qua phía trên chữ hán, hàng ngũ nhớ nhất khởi đầu là Vũ Vương Phạt Trụ, phía sau tự nhiên là Chu Công Phụ Chính. Xuống chút nữa một nhóm, chính là thiếu niên lung tung dính liền, đoạn ca giữa các hàng Chu Công Nhã Mớm, Thiên Hạ Quy Tâm. A à huyết ngẩng đầu, ôn hòa nhìn xem thiếu niên, mang trên mặt chút ưu sầu dáng tươi cười. Solo, ngươi trở về rồi. Lần này Otomi người đàm phán thế nào? Solo lại cũng không đáp lời, chỉ là vội vàng đặt câu hỏi. A à huyết, ngươi làm sao còn ở nơi này? Còn không nhanh lên xuôi Nam Đô Thành, kế nhiệm quốc vương. A huyết khẽ cười khổ, hắn mở ra tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có biện pháp nào? Hai tuần trước thu được tình báo, khi chơ lão gia hỏa kia cư nhiên mời ra vĩ đại Sihukon, bảo hộ tứ đại Mexica hùng ưng thần thụ che trời, ông bệnh quy ẩn nhiều năm lão tổ tông, Mexica người bất hủ Thái Dương, ta 85 tuổi thúc tổ phụ, Lo leo. Cái gì? Bất hủ Thái Dương Lo leo lại còn tại thế? Thiếu niên khiếp sợ tột đỉnh, ngay sau đó trong lòng cảm khái. Có lẽ trên thế giới này, thật sự có vận mệnh tỏ rõ, vạn vật tại trong mơ hồ tương đối. Như vậy, lo ca chính là cây kia bờ sông thần thụ, lặng lặng đứng lặng tại đế quốc trong chuyện cũ. Mà so sánh với hắn, Solot cùng A-huyết, chính là tại thần thụ che chở dưới, vừa mới ra đời chim ưng con, nho nhỏ bạch bạch a Hai người nhất thời trầm mặt. Mà tại thiếu niên sau lưng hồng gỗ bên trong, tiểu a vừa bị tiếng kinh hồ đánh thức. Nó thò đầu ra, nhìn xem hai người, phát ra chim chip rõ ràng gáy, lúc này vây cánh chưa đầy trong lòng sơ sinh muốn bay. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Đế quốc truyện cũ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 Đế quốc truyện cũ tại AZ Đế quốc trong lịch sử, nếu như muốn chọn ra một vị cống hiến nhân vật lớn nhất, như vậy hắn không phải là khai sáng đế quốc Hắc Diệu Thạch Chi Xà, đời thứ nhất đế quốc lãnh tụ, đời thứ tư Mexico tiên quân ít cô cũng không phải khuếch trương đế quốc, phẫn nộ cao mày vương giả, đời thứ hai đế quốc lãnh tụ Montemuma nhất thế. Chân chính dành cho AZ đế quốc lịch sử người, là bất hủ Thái Dương, đế quốc tổng kiến trúc sư, Lo Đang đuổi tùy phụ tổ quá trình học tập bên trong, Solot theo thói quen đem đế quốc vĩ đại nhân vật, đưa vào đến quen thuộc hoa hạ trong lịch sử, tại một cái kinh tế chính trị tương tự hoa hạ thời đại, tìm kiếm Mexico lịch sử tương lai nếu như đem lấy phụ thuộc thành ban thân phận khởi binh, thành lập AZ-3 thành liên minh, lật đổ ti mẫu quốc thống trị ít cô côn, so sánh khởi binh phạt trụ Chu Văn Vương. Như vậy kế thừa liên minh vương vị, vững chắc liên minh quan hệ, dẹp yên ti còn sót lại thế lực, khuếch trương liên minh lãnh thổ Montemuma nhất thế, chính là thống trị thiên hạ Chu Vũ Vương. Mà Montemuma nhất thế đệ đệ, các đời Thiêu đời thứ hai tiên quân, Chimalopo, Ít Cô Côn, Montemuma nhất thế, Asecaco, Tijoc, rồng rã lục đại Mexico quân vương, tứ đại đế quốc lãnh tụ Tlocaleo, chính là đặt vững tay chu cơ nghiệp nguyên thánh, chu công đáng. Tại Solot trong lòng, trên thế giới đại đa số vĩ đại nhân vật đều có một cái điểm giống nhau, vậy chính là sống đầy đủ lâu, có đầy đủ sinh mệnh tới thực hiện chính mình to lớn mục tiêu. Mà tại người bình quân tuổi tác không quá hơn 20 tuổi Trung Châu Mỹ chiêu bộ, năm nay 85 tuổi, Lo hiển nhiên nắm giữ xem như vĩ nhân trọng yếu nhất cơ sở, bất hủ thời gian. Lo là đời thứ hai tiên quân Hu Di Thiêu Nhi Tử, sinh ra ở năm 1397, kia là hết thảy chưa phát sinh niên đại. Mexica thung lũng bá chủ vẫn là định đô -tét -cô, Cô hồ bờ tây Tipan Vương quốc, A-Z người chỉ là phiêu bạc mấy trăm năm về sau, định cư trong hồ trên đảo nhỏ phụ thuộc thành bang. Thiên hạ vương quyền. Từ trước công nguyên một thế kỷ đến năm thế kỷ Teo Thoàn Nhân Văn Minh, truyền thừa đến công nguyên lục thế kỷ đến công nguyên 12 thế kỷ Tu La Tôn tét Nhân Văn Minh, lại truyền thừa đến công nguyên 13 đời kỷ Tôn tét Ti Pan trong tay người, như là hạ thương thay thế. A Z người cải tiến chi nam phụ điền kỹ thuật, trở thành đế quốc manh nha cơ sở. Kinh người lương thực sản lượng mang đến khổng lồ nhân khẩu tăng trưởng, trong hộ thành ban dần dần biến có ảnh hưởng lớn. Lo Ca sau khi sinh 30 năm, là a Z người yên lặng làm ruộng, tiếp xúc thực lực, hôn nhân ngoại giao, kính cẩn nghe theo Tipan dạy dặn dặt ẩn nút thời kỳ. Lúc này Tipan vương quốc, do nhất đại hùng chủ Tê Dô Dô Mô thống trị, đánh đông dẹp bắc, bình định thiên hạ. Hắn tại năm 1418 quy mô tiến công Tết Cô Cô Hồ Đông Bộ, chinh phục cuộc khởi trung Tết Cô Cô thành bang, từ đây nhất thống thung lũng. Rất nhiều thành bang liền đều chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, ấn thì hướng ti vương quốc cống lên dân tặng lễ vật. Đương Tê -giô -giô -mô cuối cùng tại May lịch thứ 12 thỏ năm năm 1426 tạ thế, chờ đợi đã lâu Mexica. Tê thành bang cấp tốc cùng không muốn thần phục Tết -cô, Cô thành bang cùng đi tới, sau đó là hồ bờ Tây gia nhập từ La Côn thành bang. Năm 1428, az ba bang liên minh tuyên cáo thành lập, đồng niên vây khốn công hãm Ti vương quốc thủ đô, Agapoyac sau đó liên minh chinh chiến mấy năm, kế thừa ti bá quyền. Ba bang liên minh nhất thống Mexico thung lũng, trở thành AZ đế quốc. Ở thời đại này, Localeo là liên minh tướng lãnh kiệt xuất, cùng huynh đệ Montemuma nhất thế, teccoco thi nhân quốc vương nezahualo tịnh xưng liên minh ba vị Tlacochac, tức nguyên soái. Ở trong mắt Solo, lúc này Localeo tuy là chiến công rất cao, vẫn còn chưa nói tới vĩ đại. Hắn chân chính sự nghiệp vĩ đại, là đặt vững đế quốc văn trị pháp độ. Theo hòa bình đến, Lo Calleo từ nhiệm nguyên soái chức vị, đảm nhiệm quốc gia tổng kiến trúc sư, tức thủ tịch cố vấn. Toàn bộ hồ khu tại tổng kiến trúc sư chỉ huy hạ triệt để cải tạo, trọng yếu mương nước bị tu kiến, cao sản phù điền chi nam bị mở rộng đến đỉnh phong, đại lượng trên hồ cầu nối bị thành lập, hùng vĩ thạch đầu đô thành dần dần thành hình. Không hề nghi ngờ, loại này thời kỳ đồ đá cỡ lớn xây dựng cơ bản nhất thiết phải dùng lao công sinh mệnh xem như nhiên liệu. la Calleo ý chí cường đại mà kiên định. Hắn dùng vô số tipan các nô lệ từng đóng thi cốt đổi lấy đế quốc bá nghiệp nông nghiệp hạt tâm một cái đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng 150 vạn người Tết Cô, Cô hồ khu. Có phồn thịnh giàu có Mexica thung lũng Aztec đế quốc mới tính chân chính đặt vững bá nghiệp kinh tế căn cơ. Theo Solo, bực này cùng với Chu Công mở rộng hoàn thiện chế độ tỉnh điên. Chu hành triệt pháp Nông hộ thụ điện trăm mẫu, cũng chinh thập nhất thuế, đặt vững tay chu bá nghiệp kinh tế căng cơ. Tại nông nghiệp kiến thiết thành tựu dưới, Localeo có đầy đủ uy vọng tiến hành cấp độ càng sâu tông giáo văn hóa cải cách, từ đó thống nhất cùng ngưng tụ a người tư tưởng ý thức. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là phế lập thần minh. Hắn đem chiến thần, Mexica thủ hộ thần, Hujilifo thăng cấp vì Thái Dương thần chủ thần, mà đem nguyên sơ Thái Dương thần Tecalipta phế truất xác lập Mexica nhân thần phù hộ dân tộc địa vị. Hắn làm chuyện thứ hai, chính là sửa đổi lịch sử. Tại hắn sửa đổi dưới, AZ người không còn là đến từ Tây Bắc Ác Lan một chi nửa du mục khuyển duệ hậu đại, mà là viễn cổ tê thoan văn minh người thừa kế, huy hoàng tôn tết văn minh kế nghiệp giả, nắm giữ lịch sử quan vinh thần phù hộ tộc duệ. Mà Tân Thái Dương thần Hu-di-li-phô cũng thay đổi trở thành tôn tết người sáng tạo thần, cũng truyền đạt thần chỉ để tôn tết người gia nhập vĩ đại Mexico người bên trong. Sau đó, hết thảy ghi chép Aztec người một loại khác lịch sử điển tịch khắc đá đều bị hoàn toàn xóa đi. Nương theo lấy Montemuma nhất thế khuếch trương, hết thảy bị chinh phục thành bang đều phải giao ra truyền thừa tế bàn, tiêu hủy hết thảy, nói xấu điển tịch. Qua lại lịch sử trở thành chỉ tại vương tộc cùng cao cấp tế tự gian lưu truyền cấm kỵ bí văn. Như vậy mấy đời người, đến ngày hôm nay thần phù hộ tộc duệ lý niệm đã thâm nhập đến mexico người tín niệm bên trong thành lập được cường đại dân tộc cảm giác tự hào cùng lực hướng tâm cùng với thống trị đã biết thế giới xung động cùng quyết tâm theo solot bực này cùng với kinh thi thiên hạ quan niệm thêm vào đổng trọng thư thiên nhân cảm ứng quân quyền thần thụ dùng một câu nói chính là tin tưởng vững chắc thiên mệnh tại ta chủ định thống trị thiên hạ đây là trên thế giới hết thảy cường đại dân tộc nhất thiết phải có được căn bản tín niệm cũng là một quốc gia cùng văn minh chân chính cuộc khởi tư tưởng nội hạch. Lật ra lịch sử, bất kỳ cái gì một cái cường đại văn minh, đều sẽ có tương tự tư tưởng cường hóa. Hoa Hạ sẽ nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Chúng ta là thiên triều. Cổ Ai Cập người sẽ nói, ông là thiên thần nhi tử, tại sau khi chết trụ nhập kim tự tháp lấy thông thiên. Người Nhật Bản sẽ nói, thần đạo thiên hoàng, vạn thế nhất hệ. Thiên hoàng tổ tiên là Thái Dương Thần. Ottoman người sẽ nói, Ottoman chi mộng, thiên hạ chi chủ. Hắn khả năng mạnh như Ottoman. Người Anh sẽ nói, thống trị đi, Britannia. Thượng đế phù hộ nữ vương. Người Mỹ sẽ nói, sáng tỏ thiên mệnh. Tấn thủ cũng chi phối thượng đế ban cho châu Mỹ, lấy đại sự phó thác tại ta chi tự do quyền lợi cùng liên bang tự trị. Theo Solot phương Tây quân thực dân vô cùng tàn nhẫn nhất cây thủ đoạn, chính là lấy bất đồng cách sống cùng tông giáo tín ngưỡng làm danh nghĩa, xóa đi tạm thời lạc hậu quốc gia cùng dân tộc tư tưởng tự tin, từ đó phá hủy đối phương sau này cuộc khởi khả năng. Giết người không gì bằng tru tâm. Đối mặt Indian người, Tây Ban Nha quân thực dân thiêu hủy hết thảy điển tịch lịch sử, trắng trận tuyên dương người da trắng tại bệnh truyền nhiễm trước mặt kháng tính, là thượng đế thiên vị mà không có chút nào kháng tính bị chinh phục giả thì là loại kém vứt bỏ dân, dùng cái này tới rút đi Indian dân tộc sống lưng. Nhưng mà đối mặt tật bệnh kháng tính cao hơn Hắc Phi châu tộc duệ, loại thuyết pháp này lại biến thành Hắc Phi châu tộc duệ ngu muội vô tri, trí lực rất thấp. Trăm ngàn năm đến đây, tương tự thủ đoạn lại không ngừng bị quân thực dân ứng dụng, từ sinh hoạt, chế độ, văn hóa đến tín ngưỡng, tới tốt hơn cướp đoạt, chinh phục cùng thống trị thế giới mà một cái dân tộc một khi triệt để quỳ xuống còn muốn đứng lên tự khó chi lại khó số lót từ đầu đến cuối tin tưởng quyết định dân tộc vận mệnh cũng không phải khoa học kỹ thuật chênh lệch mà là cấp độ càng sâu nội hạch tương lai mềm yếu vô năng trung châu mỹ các quốc gia còn có suy yếu vô lực nam mỹ cao nguyên các quốc gia dùng dài dằng dặc suy thoái chứng minh điểm này bọn hắn nhất thiết phải trước tìm về tự mình mới có thể đi tới cuộc khởi con đường hắn thấy nhỏ đến cá nhân, lớn đến dân tộc, quốc gia, thậm chí một cái phát triển văn minh, đều là từ trong ra ngoài. Hắn hy vọng làm, liền cũng đúng như Lo Leo cách làm, là ngưng tụ một cái dân tộc tín niệm, tới thành lập cường thịnh Trung Châu Mỹ nguyên sinh văn minh. Vì tiến một bước đề cao AZ đế quốc khuếch trương nội khu lực, Lo Leo lại một lần nữa sửa đổi thần thoại. Thần linh trong tay hắn, chỉ là thực hiện mục tiêu công cụ. Lần này, tại trong thần thoại Thái Dương thần Hujilifo yêu cầu Mexica người hướng hắn hiến tế, thần thánh huyết dịch, tới cam đoan Thái Dương vận chuyển, phòng ngừa tận thế đến. Theo cái này một loại tông giáo quan niệm ký kết, liên tục không ngừng khuếch trương chiến tranh liền trở thành Aztec đế quốc thiên nhiên thuộc tính. Một đời mới Mexica người lấy chiến tranh vì bản năng, dùng võ sĩ làm vinh dự, lấy hiến tế vì cứu vớt. Nghe chiến tắc thì vui mừng, vui chết quên sinh. Lưng lẫy vũ lực mang đến lần lượt chinh phục, ba năm một tiểu chiến, năm năm một đại chiến. Tại thần thoại khu động dưới, nhân gian không quá 50 năm, Mexico người đã trở thành thiên hạ bá chủ. Đầu này tông giáo chiến tranh cải cách, ân, hẳn là một mình sáng tạo. Số lót tỉ mỉ hồi tưởng, đoán chừng chu công hẳn không có làm qua những chuyện tương tự. Vì đem những thứ này tân lý niệm truyền xuống tiếp, Lo mở rộng quan liêu cơ cấu cùng tế tự nhân số, cũng mở ra tầng dưới chốc bình dân tăng lên thành tế tự thông đạo vì gia tăng hiến tế nghi thức hiệu quả lo Lèo bắt đầu đại quy mô mở rộng thần miếu chế định thông thường quy mô nhỏ vinh quang chiến tranh chế độ sửa đổi qua tông giáo thế lực cũng bởi vậy càng thêm cường đại là vương quyền cùng thế tục thế lực cường lực uy hiếp nhưng trước mắt mà nói lo Lèo không có gì sánh kịp uy vọng đủ để chưởng khống hết thảy Loại này tông giáo cùng thế tục tiềm ẩn va chạm phải chờ tới Montemuma nhị thế mới có thể bộc phát, sau đó liền tế tư vương Montemuma nhị thế chủ động tiếp dẫn Vũ Sa Thần, quân thực dân tiến nhập đế quốc Hạch Tâm, tới áp chế phản đối mình thân vương, đại quý tộc cùng các võ sĩ. Đối mặt phương Tây quân thực dân, a -Z đế quốc không có phát huy ra lực lượng chân chính. Mười vạn võ sĩ phân loạn mờ mịt, ngay tại lâu dài nội bộ va chạm, phản loạn thành bang các bộ, thảm liệt bệnh đậu mùa lây nhiễm cùng với quân thực dân cùng đối địch bộ tộc trong vây công hủy diệt bởi vậy thành tựu hén nán có tết bất thế công lao sự nghiệp cũng mang cho bị ottoman lâu dài áp chế người phương tây lần thứ nhất chinh phục thế giới lòng tin cùng giả vọng thiết huyết lo cấp mexico người rót vào chiến tranh nội hạch về sau bắt đầu điều chỉnh mexico người xã hội kết cấu thành lập được một cái chân chính cổ điển quân quốc xã hội dùng tới xứng đôi chiến tranh tín ngưỡng hắn thiết lập nghiêm khắc quân công chế độ Đem tế tự chia làm cấp 5, đem võ sĩ chia làm 4 cấp, theo thứ tự hướng lên, cuối cùng tấn thăng quân công quý tộc. Đẳng cấp khác nhau có nghiêm khắc ăn mặc quy phạm, địa vị xã hội cùng thổ địa quyền lực. Cho dù lại giàu có, bình dân cũng không thể mặc đi quá giới hạn thân phận địa vị phục sức. Solot cảm thấy, điểm này có chút giống chu công lễ nhạc chế độ, lại sắp xỉ tại tầng triều quân công thủ tước. Đồng dạng, Localeo quy định. Hết thảy 15 tuổi thiếu niên đều phải tiếp nhận 5 năm cưỡng chế quân sự giáo dục, tận khả năng đem các thiếu niên bồi dưỡng thành võ sĩ cùng chiến tranh tế tự. Còn lại công tượng, thương nhân cùng nông dân thì tại trong xã hội ở vào tầng dưới chót. Tại toàn bộ trong xã hội, bình dân duy nhất lên cao con đường chính là tham dự chiến tranh, thu được quân công, bắt tù binh. Cho nên, Solot gặp được đến mỗi một cái Mexica người, đều hy vọng con của mình trở thành võ sĩ. Đây là một cái có quốc gia quân đội xã hội. Tại Localeo xã hội cải cách về sau, Mexica quý tộc cùng vương vị kế thừa đồng dạng do quân công quyết định, điểm này cùng Chu công trưởng tự kế thừa hoàn toàn khác biệt. Nó trót vào thiết huyết nội hạch, lại làm cho Mexica quyền lực truyền lại càng tàn khốc hơn cùng huyết tinh. Quý tộc con trai trưởng nếu như vô pháp trên chiến trường biểu hiện anh dũng, như vậy người kế thừa của hắn quyền đem giao cho anh dũng con thứ mà mỗi một đời quốc vương đều sẽ phát động lễ đăng cơ chiến tranh để chứng minh chính mình chiến tranh năng lực. Đồng dạng, ti dốc một khi chiến tranh thất bại, lập tức liền đã mất đi nhân tâm, vương vị lung lay sắp đổ. Mà A Huyết thông qua chiến tranh thu được vương vị, tắt thì bị võ sĩ cùng các quý tộc rộng khắp tán thành. Xô lót trong lòng sửa sang lấy vị này chu công sự tích, trên thực tế cũng tại sửa sang lấy A Z đế quốc hương thịnh cơ sở. Kinh tế bên trên, xây dựng mương nước phù điền, hoàn thành hạch tâm nông nghiệp khu, gia tăng nhân khẩu. Văn hóa bên trên, minh sát thần phù hộ tộc duệ, thành lập dân tộc lòng tự tin, ngưng tụ tín niệm. Tông giáo bên trên, tiến hành tông giáo cải cách, cung cấp trong chiến tranh khu lực, khuếch trương quốc gia. Trên xã hội, minh sát chế độ đẳng cấp, thành lập quân sự hóa xã hội, tấn thăng giai cấp. Liếc qua thấy ngay, đây là một bộ đầy đủ vừa phối quốc gia thể hệ, vậy mà hoàn toàn do một người tạo dựng lên. Có thể thành lập loại này sự nghiệp to lớn, hoặc là trời sinh hùng tài, hoặc là chính là hậu thiên người xuyên việt, còn muốn có thể sống được đủ dài. Chính là bởi vì leo đối Mexico người cải cách, Mexico văn minh mới nắm giữ thực sự trở thành cường đại văn minh thiết yếu điều kiện. Nếu như không có ngoại lai lực lượng đánh gãy, thống nhất Trung Châu Mỹ thiên hạ nhất định là AZ đế quốc. Tiếp đó cái văn minh này thể hệ hội càng thêm thành thục tân tư tưởng tại nội bộ trong xung đột sinh ra. Tại tân cơ sở kinh tế hạ một lần nữa tạo dựng quốc gia, như là chiến quốc cùng tần hán cải cách. Nương theo lấy tư tưởng biến hóa chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ, trước tiến vào hoàn toàn thời đại đồ đồng, lại chật vật tiến nhập thời đại đồ sắt. Tại kim loại công cụ trợ giúp dưới, phát triển ra hàng hải kỹ thuật, đem biển ca, ri, bê biến thành nội hồ, tiếp đó khai thác Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ, gặp được Inca, thu hoạch được nhẹ lượng chuyển vận đại lạc đà thuần phục có thể cày ruộng bắc mỹ trâu rừng thẳng đến tộc đàn mở rộng đến toàn bộ châu mỹ solot lắc đầu từ bay xa trong suy nghĩ trở về nghe được lo còn sống tin tức thật sự là để hắn tâm thần chấn động như là nhìn đến thần thoại nhân vật từ trong sách đi tới sau lưng tiểu avivit không có đạt được đáp lại bất mãn tiếp tục chim chip kêu đây là một loại kêu gọi nó đói bụng a -huyết đứng người lên nhìn xem ngó giáo giác tiểu kim điêu, cảm thấy thú vị. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Đây là cái gì? Một đầu bạch sắc tiểu gà Tây. Là một đầu tiểu kim điêu, mới ba tháng lớn. Tại trong núi rừng A-V-Viết trên thần thụ nhặt được. Solop liền nói, liền lấy ra chuẩn bị xong thịt mềm khối đúc cho tiểu A-V-Viết, tiếp đó lại lấy ra một cái dinh dung dăng người yêu thích dùng gốm hồ lô, đem bên trong thủy cẩn thận đúc tới miệng của nó mỏ bên trong, tiểu kim điêu cũng nghe lời nói không có loạn lắc đầu a à, nguyên lai là kim điêu hùng ưng là võ sĩ yêu nhất a à huýt lại gần thử nghiệm sờ tiểu viết. kết quả tiểu kim điêu kháng cự quay đầu né tránh còn dùng mềm mềm mỏ không ngừng mổ tay của hắn tiểu gia hỏa này kim điêu cũng thực là tính tình liệt cũng ít thấy a à huýt cười ha ha nhớ kỹ thủ đô có hiểu được huấn lật cánh ưng lão võ sĩ chờ trở lại đô thành đi triệu một vị tới đem nó huấn luyện một chút xô lót gật gật đầu ưng ừ, xác thực cần phải có chuyên môn huấn luyện sư đến dạy dỗ mới có thể dùng tại đi sang bên trong nếu như ưng đầy đủ thông minh thời gian huấn luyện đầy đủ lâu còn có thể phân biệt ra một ít đặc thù sự vật tỷ như đại quy mô quân đội lại tỷ như trên biển thuyền a à, huyết bây giờ nên làm gì bất hủ loka leo hội gây bất lợi cho ngươi sao Sô-lót có chút bận tâm mà hỏi. Ta đã phái Guillermo đi hướng lão tổ tông xin chỉ thị, tạm thời ở chỗ này trú quân chờ đợi hồi phục, đoán chừng còn có 10 ngày liền có thể thu được hồi âm. Thủ đô đã không có trung đoạn đối với chúng ta lương thảo cung ứng, xem tới không có vấn đề quá lớn. A Huýt huyết nhàn nhạt cười, có một ít ưu sầu, nhưng càng nhiều hơn là nắm đại cục trong tay tự tin. Ti dốc lễ đăng cơ chiến tranh thất bại, tiếp đó bị ta đánh bại thay thế, bản này ngay tại lão tổ tông quyết định truyền thừa quy tắc phạm vi bên trong. Lại nói, ti dốc đã chết, hiện tại ngoại trừ ta, còn có ai có thể chân chính tiếp nhận liên minh vương vị. Khó được cần nhờ ta huynh trưởng nhi tử, năm gần 7 tuổi Montemuma nhị thế sao? Nghe được Montemuma nhị thế danh tự, Solot có chút thất thần. Hắn suy nghĩ cuồn cuộn, trong tay hơi hơi dừng lại. A Huýt liền đoạt lấy Solot trên tay khối thịt, tiếp tục đùa tiểu kim điêu. Hắn nắm giữ võ sĩ cơ sở, cổ tay đầy đủ linh hoạt, thoáng nghiêm túc chút, tiểu kim điêu tựu căn bản mổ không đến. Tiểu Avic ăn không được thực vật, lại mổ không đến phần tử xấu, gấp đến độ chim chíp kêu gọi thiếu niên. Solot từ kêu gọi lấy lại tinh thần, trắng A Huýt một cái. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra tân khối thịt, cẩn thận đút cho tiểu kim điêu. A Huýt nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục phân tích vương đô tình thế lão tổ tông tuổi tác đã cao, ẩn cư không để ý tới thế sự nhiều năm, chỉ là dặn dò mở rộng đại thần miếu. Ti dốc lên ngôi lúc, hắn liền không có xuất hiện. Lần này xem ra là đem kia chơi dồn ép đến nóng nảy, hắn quản lý đại thần miếu, cho nên tại lão tổ tông xuất hiện trước mặt số lần nhiều chút, nhiều ít có thể nói lên chút lời nói. Xem tới này lần nữa trở về, trong thời gian ngắn vẫn là không động được đại tế ti vị trí. Thiếu niên trầm ngâm chốc lát, Vạn nhất bất hủ Lo -ca thật ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta cử binh xuôi năm sao? A à Huyết lắc đầu, sẽ không. Lão tổ tông dù sao cũng là Tenochiten nhất hệ tổ tiên, thật muốn xử lý chúng ta, chỉ có thể tiện nghi chi thứ Técoko cùng Telacon. Những năm này cũng chính là dựa vào lão tổ tông trấn áp, thủ đô Ba Thành hồ khu năm vạn trực thuộc võ sĩ mới đều nắm giữ tại Tenochiten nhất hệ trên tay. Tết Cô, Cô cùng Tê -la Côn hai vị thân vương hiện tại cũng chỉ là bài trí. Cử binh là cuối cùng tuyển hạng. Đối mặt lão tổ tông, các đại quý tộc hoàn toàn không thể tin được, các thành ban đoàn trưởng cũng là dao động dị thường, vương thất trực thuộc võ sĩ thì càng không cần nói. Dù sao cũng là bất hủ Thái Dương a. À. Solot cảm thấy hiểu rõ. Ba thành liên minh tại mới thành lập lúc, ba thành lãnh tụ đều được xưng là Telatoni, tức quốc vương nhưng là sau đó, Montemuma nhất thế có ý tăng cường ba thành liên hệ, để lẫn nhau hôn nhân dung hợp, giai tầng thống trị hòa làm một thể. Tiếp đó theo thi nhân quốc vương Nejahulo tạ thế, Localeo trở thành duy nhất khai quốc nguyên lão. Quy vọng của hắn không gì sánh kịp. Tại hắn áp chế xuống, Tenochtitlan Tlatoni biến thành duy nhất chân chính quốc vương, mà Tecoco cùng Tlacon thành chủ biến thành Teguche, cũng chính là thân vương. -cô, Cô cùng Talon thân vương là ba cấp vinh quang quý tộc phía trên tồn tại. Năm vạn trực thuộc võ sĩ bên trong, Tenochi tên trực tiếp khống chế tại ba vạn người, còn lại một vạn bốn ngàn xuất từ -cô, Cô, sáu ngàn xuất từ Cô. Hai vị này thân vương hiện tại không có chút nào hành động, nhưng đều là tương lai tập quyền mầm họa. Trong lịch sử, bọn hắn cũng sẽ trong tương lai cùng Montemuma nhị thế đối lập, phân liệt liên minh lực lượng. Solot thở dài xem tới hiện tại chỉ có thể chờ đợi Guillermo trở về, nhìn xem tiên tổ thần thụ là như thế nào xử lý tân sinh chim ưng con nhóm. Hắn tiếp tục đúc tiểu kim điêu. Chờ đã ăn xong cuối cùng một miếng thịt, tiểu Ave cuối cùng thỏa mãn ô ô kêu hai tiếng, tiếp đó bắt đầu chải vuốt chính mình vũ mau. Cánh của nó ngay tại lớn lên, hơi hơi phím hắt tân vũ vừa mới nảy sinh, sờ tới sờ lui nhẹ như tơ ngỗng. Thưa dịp tiểu Avevit thả lỏng phòng bị, A à huyết cuối cùng nhanh như thiểm điện mò tới tiểu kim điêu đầu, đối mềm mại xúc cảm rất là hài lòng. Hắn cười mỉm nói với Solo: Cái này tiểu ưng là ngươi nhặt được, không bằng chúng ta tự gọi nó Solo đi. Cũng hình dung nó tương lai tự như ti chấp trên không trung bay lượn. Thiếu niên có chút lúng túng nhìn xem hảo hữu. Cái này. Ngạch. Ta đã cấp tiểu kim điêu thủ tên rất hay. Ồ, kêu cái gì à? A huyết cười nhìn thiếu niên. Cái kia. Bởi vì ta là tại A viết thụ thượng nhặt được nó, cho nên. Ta gọi nó A viết. A huyết nụ cười trên mặt động lại. Sau đó, hắn đưa tay chụp vào thiếu niên gương mặt. Thiếu niên sớm có phòng bị, võ sĩ huấn luyện làm ra hiệu quả, một cái nhảy bước phía sau thiểm, tránh khỏi. A huyết ngươi nghe ta nói, cái tên này còn có thể thương lượng. Solot không đoạn né tránh di động, A Huyết cũng triển lộ tinh nhuệ võ sĩ thực lực, hai người mau lẹ tiến thối công phòng. Sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là A Huyết võ nghệ càng mạnh, hắn đem thiếu niên bước đến góc phòng, đại lực ngoan thủ. Đau, 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 mặt của ta. Quen thuộc kêu thảm vang lên lần nữa. Thiếu niên tiếng kêu thảm thiết kinh động đến chải vút vũ mau tiểu A Vê Viết, nó thò đầu ra, nhìn một chút tạm thời ném đi sầu lo, dở xuống mặt nạ, nhẹ nhõm mà chân thực hai người chíp chíp. Tiểu Avevit có chút hoang mang. Chim ưng con không thể nào hiểu được thần thụ, bởi vì bọn hắn trong mắt thế giới cũng không tương đồng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Tính danh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 84 Tính danh tại A Huyết Cường liệt kiến nghị cùng hữu hảo hiệp thương dưới, tiểu kim điêu có một cái nổi tiếng đại danh, Averroes. Từ tên của hai người bên trong các lấy ra một bộ phận, cấu thành một cái tân tạo từ. Tại Nahuto ngữ bên trong, cái này tự mới cho người cảm giác đại khái chính là nước hồ cùng thiểm điện, lại hoặc là uy nghiêm cùng tử vong. Đương nhiên, Solot vẫn là yêu thích tại trong âm thầm gọi kim điêu nhũ danh, Avivit. Chíp chíp. Tiểu Avivit, không, Averroes tiếp tục hiếu kỳ kêu hai tiếng nó quay đầu, nhìn xem hai cái gần trong gan tất, nghiêm túc nhìn xem mặt của nó. Nó nhận biết hai cái này người, một cái là ngày ngày cho ăn chính mình người tốt, một người là muốn sợ chính mình kẻ xấu. Kim điêu trí lực cùng quả đen, diệt xám tương tự, đều ở vào loài chim bên trong thông minh nhất hàng đầu, sau khi thành niên trí thông minh có thể đạt tới nhân loại 7 tuổi hai đồng. Kim Điêu trải qua huấn luyện phía sau có thể phân biệt phức tạp nhân loại động tác, lý giải ngắn gọn âm tiết khẩu lệnh cũng có được lâu dài trí nhớ. Bọn hắn bình thường tại khoảng 2.000 mét không trung xoay quanh, thị lực là nhân loại 8 lần trở lên, tại độ cao này có thể phân biệt hai cây số bên trong, trên mặt đất dài nửa mét thỏ rừng. Bọn hắn cũng có thể tại đặc biệt mục tiêu trên không xoay quanh, vì chủ nhân chỉ tên phương hướng. Thông minh quả đen có thể phân biệt đèn đỏ cùng đường cái, sẽ ở đèn đỏ thì đem quả hạch đặt ở trên đường cái, chờ đợi xe hơi đem quả hạch sát ngoài đập vùng mà lẽo mét vẹt chỉ có thể coi là trung du đến mức chim cúc nhi miêu đà điểu loại này đầu rất nhỏ loài chim thì là loài chim bên trong trí thông minh cuối cùng chúng ta có phải hay không nên cho nó thủ một cái dòng họ xô lót ôn nhu nhìn xem mau nhung nhung ấu tiểu kim điêu cảm giác được nó có thể làm bạn chính mình cực kỳ lâu dòng họ người nói là gia tộc danh tự a à huyết hơi hơi suy tư một hồi chúng ta Mexica người chân chính phát triển cũng không quá trăm năm, cũng không có đặc biệt cố định gia tộc danh tự. Bình thường, gia đình quý tộc tử đệ danh tự sẽ đến bắt nguồn từ vĩ đại tiên tổ hoặc là trong thần thoại thần chi, tiếp đó thêm đuổi kịp đủ loại bất đồng xưng hào. Mà bình dân danh tự liền đến bắt nguồn từ thông thường sinh hoạt, còn có trong chiến trường nổi danh dũng sĩ. Tỷ như, tổ phụ Montemuma nhất thế tên đầy đủ là Montemuma Ilucam, mà tổ phụ huynh đệ, thúc tổ phụ Localeo tên đầy đủ chính là VV Localeo, VV chính là tôn quý trưởng giả ý tứ. Nếu quả thật muốn tìm một cái cố định dòng họ, có thể tuyển lựa một cái anh hùng nhân vật danh tự xem như họ, tỉ như Montemuma. Bất quá, nhân vật anh hùng bản thân là không cần gia tộc danh tự. Bởi vì, không phải gia tộc vinh dự bọn hắn, mà là bọn hắn vinh dự gia tộc. Tên của bọn hắn có thể làm những cái khác người dòng họ, tỉ như A Huyết, Tỷ Như Solot. Nói đến đây, A cười ha ha một tiếng. Solot gật gật đầu. Lúc này Mexico xã hội còn không có đặc biệt minh xác gia tên chế độ cùng với gia tộc kế thừa phát. Danh tự bình thường xem như trưởng bối mong đợi, địa vị tôn quý người sẽ có rất nhiều hậu tố. Mà tái diễn danh tự phía sau thì lại lấy tuổi trẻ hoặc lớn tuổi xem như phân biệt. Tỷ Như Montemuma nhị thế chính là Montemuma Sokoyotin sau cô dù tin tức tuổi trẻ hài tử. Ở đời sau tân Tây Ban Nha, vì vững chắc xa xôi thống trị, Tây Ban Nha quốc vương tựu đã sắc phong Montemuma hậu đại vì Montemuma bá tước. Những thứ này quy hàng vương tộc liền từ này lấy gia Montemuma làm dòng họ. Mà nữ tính hậu đại đồng dạng nắm giữ kế thừa tài sản cùng thân phận quý tộc quyền lực. Tỷ như A Huyết thần trưởng cùng gia tộc võ sĩ chính là kế thừa với hắn mẫu thân, Atoyotili nhị thế. Nàng là Montemuma nhất thế nữ nhi, tiếp nhận phụ thân bộ lạc lãnh tụ chức vị, cũng kế thừa bộ phận tài phú cùng vũ lực. Hai người tiếp tục xem tiểu Averroes trò chuyện, nho nhỏ bạch bạch mềm mềm sủng vật quả thật làm cho tâm tình người ta vui sướng. Acapul đi nơi nào? Ta không thấy được hắn. Nghe được kia chơ mời ra lão tổ tông, hắn tự lập tức đi tê ô tìm tổng tế tự thương lượng đi. A huyết tiếp tục đùa với tiểu Averroes hắn tại tiểu kim điêu phía trước nhanh chóng lắc lư ngón tay, tiểu kim điêu con mắt tự vụt sáng vụt sáng đi theo xem, ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu Averroes con mắt cũng chuyển trở thành thiểm điện. Atotimico trô eo quân đoàn có hồi phục sao? Nơi đó một vạn sáu ngàn võ sĩ cùng hai vạn dân binh xem như duy nhất uy hiếp được chúng ta trọng binh tập đoàn. Solot lót vương tay, ấn trụ A ngón tay. Hắn có chút bận tâm tiểu Averroes bị chơi hỏng không quá lấy ưng thị lực cùng nhãn bộ kết cấu, những thứ này lắc lư kỳ thật đối với nó là một bữa ăn sáng. Vương thúc trô eo hồi phục nói hắn không can thiệp Tenochitên nhất hệ vương thất nội bộ kế thừa. Bất quá hắn đại quân hơi hơi hướng về sau co rút lại, hiện tại đã thoát ly cùng tờ người tiếp xúc. Tuy là hắn hiện tại ngốc tại Atotinico bang không nhúc nhích, nhưng thật muốn di động lên trở về thủ đô cũng chỉ muốn hai tuần. Hắn cũng đã biết lão tổ tông kết thúc ẩn cư, hiện tại khẳng định cũng điều động sứ giả. Đúng rồi, Troel Nejahun vừa là thúc phụ của ta, cũng là Tết Cô Cô thân vương beril Nejahun thúc phụ. beril cái từ này chính là vương tử, Nejahun thì là cấm thực. Tết Cô, -cô cái này nhất hệ thành ban truyền thừa nhiều năm, có được chính thức truyền thừa gia tên, Nejahun. Từ khi thi nhân quốc vương Nejahuli tạ thế phía sau, chúng ta Tenochiten nhất hệ một mực nếm thử hoàn toàn chiếm đoạt Tết -cô -cô không quá bơ rưu thân vương mặc dù mới 18 tuổi, cũng rất không đơn giản, cổ tay rất linh hoạt. Hắn tuy là giao ra Tết Cô, Cô một vạn bốn ngàn võ sĩ, nhưng là trong đó tám ngàn người đều tại trô eo trong tay, duy trì Tết Cô, Cô nhất hệ độc lập tính cùng lực ảnh hưởng. Hiện tại, hắn vừa mới nghe nói ta thay thế ti dốc, tự lập tức phái người tới hiệu trung, còn hướng ta trưởng nữ đề hôn. Nói đến đây, ta huyết ý vị thăm trường nhìn xem solo xô lót trầm mặt chốc lát sau đó ánh mắt của thiếu niên bên trong lộ ra chân thành cùng kiên định a à huyết ta minh bạch ngươi ý tứ hướng lên trời phát thệ ta hội trân quý ta tương lai thê tử trả giá chân thành của ta dùng ôn nhu chi tâm che chở bao dung quyết sẽ không để phức tạp quyền lực tranh đấu thương tổn đến nàng nhìn xem ánh mắt của thiếu niên a à huyết chậm rãi gật đầu một cái ta tin tưởng ngươi phẩm tính cùng năng lực đây cũng là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân. Giữa hai người, nhất thời có chút trầm mặt. A huyết đổi chủ đề, sợ lấy tả hữu lắc lư tiểu Averroth, cười hỏi. Đây là một đầu hùng ưng vẫn là thư ưng. Solot cũng cười vương tay. Kỳ thật ta cũng tò mò vấn đề này, nhưng chính là nhìn không ra. Hai người sau đó liền đem tiểu Averroth xoay người, nhẹ nhàng đè lại, tiếp đó tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng Kim Điêu không có rõ ràng Thư Hùng sinh lý khác biệt Xác thực kiểm tra không đi ra Tiểu Averroes liều mạng Tại vải bông thượng phản kháng Nó bay nhảy cánh dãy dùa Chim chíp hô hoáng Tưởng muốn chạy ra ma trảo Qua nửa ngày Hai người hai mặt nhìn nhau Hai vị tương lai hùng ưng Cư nhiên không cách nào phân biệt ra ưng Thư Hùng Chờ đến trưởng thành Nếu như là Thư ưng Hẳn là hình thể hội lớn hơn nhiều Móng vuốt cũng càng dài Nghĩ nửa ngày Solot mới nhớ lại một chút loại chim thường thức. À, vậy liền để chúng ta xem sau đó đi. A huyết mỉm cười, trong tươi cười có càng sâu hàm nghĩa. Hai người lại đơn giản thảo luận hạ vây thành an bài cùng doanh địa tình huống. A huyết, ngươi chuẩn bị giải tán tụ tập thành ban quân đoàn sao? Solot nghiêm túc hỏi thăm. Xác thực có ý định này. A huyết gật gật đầu. Chúng ta bây giờ có hai ngàn quý tộc chiến đoàn, 27,000 trực thuộc, thêm vào ngươi mang về ca sang tàn quân, chính là ba vạn trực thuộc, đầy đủ vây khốn di lót các thành. Đúng rồi, ca sang đã hướng ta hiệu trung, bất quá ta tạm thời không định dùng hắn. Trước hết để cho hắn để không, mà dũng một đoạn thời gian lại nói. Tiếp xuống vương đô sự tình, cũng không phải là dựa vào quân đội để hoàn thành, địa phương thành ban quân đoàn không thích hợp đưa vào thủ đô, này lại tổn hại vương thất uy nghiêm ta đã cùng thành ban các đoàn trưởng trao đổi qua rất nhiều lần, đối bọn hắn tình huống sờ soạn cái đại khái. Là thời điểm giải tán đến từ 7 ban 2 vạn 5 ngàn thành ban quân đoàn. Ta còn muốn giải tán ít nhất 3 vạn người dân binh, tới thực hiện lời hứa ban đầu. Hai ngày này ta hội lại ban thưởng một chút các thành ban quân đoàn, cũng cho ngươi bổ sung một chút tiêu thoan quân đoàn võ sĩ số lượng. Sau đó, thánh thành quân đoàn liền có thể đi đầu trở về, trở lại tiêu thoan chờ đợi tin tức đại tế ti tin tức linh thông tính không thể so với ta kém mà dọc theo trong hồ đường thủy thánh thành ly thủ đô cũng chỉ có ba bốn ngày lộ trình a à huyết quyết đoán đại quân tương lai hành động hắn sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc thánh thành quân đoàn là hữu hiệu chuẩn bị lực lượng solot cũng điểm đầu đồng ý đô thành vấn đề là vấn đề chính trị mà không phải quân sự vấn đề chờ đợi Guillermo trở về vương kỳ liền có thể chính thức xuôi nam hai người lại đơn giản thương nghị xuôi năm chuẩn bị solot liền chuẩn bị cáo từ hắn muốn đi chuẩn bị chút lễ vật cấp bất hủ loca tại a huyết cường liệt yêu cầu cùng nhiều lần cam đoan dưới thiếu niên cuối cùng đem tiểu averroth tạm thời lưu cho hảo hữu chăm sóc nhìn đến người tốt rời đi bóng lưng tiểu averroth thò đầu ra nghi ngờ nhẹ giọng hỏi thăm chích 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 sau đó thanh âm của nó biến thành nóng nảy lớn tiếng kêu gọi chim chích trước mắt đã là không ngừng đến gần kẻ xấu, cười mỉm nhìn xem nó A Huyết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Tạo giấy, giáp vải cùng lễ vật. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Tạo giấy, giáp vải cùng lễ vật thì qua giữa trưa, dương quan thanh lãnh chiếu sáng đại địa, không chỗ ẩn nút. Mây trắng cao cao bay xa tại viễn không, không thể nắm lấy. Gió thu hơi hơi mà qua, khô ráo bên trong lộ ra hàng ý dưới ánh mặt trời, các võ sĩ mặc giáp nắm vũ khí, vây khốn đối địch thành trì, giữa thiên địa một mảnh túc sát. Từ đại trướng ra tới, Solok đi trước thăm hạ phụ thân. Trải qua một tháng điều dưỡng, Si Úc đã có thể rời giường hoạt động. Sắc mặt của hắn lộ ra hơi hơi hồng nhuận, nhìn tinh thần không tệ. Solok hướng phụ thân thỉnh an chào hỏi, hai người hàng huyên hai câu, rất tự nhiên đem thoại đề chuyển dời đến tái xuất Leo trên thân. Phụ thân, trưởng giả Leo đến tột cùng là một cái dạng gì người? Si út trầm tư chốc lát, nhìn hội ngoài trướng thiên không, lúc này mới chậm rãi nói. Trưởng giả Leo là thiên không thái dương, là uy nghiêm tượng trưng. Ta từ nhỏ nghe tên của hắn lớn lên. Ánh mắt của hắn tại đám mây phía trên, từ sẽ không để ý dưới chân chim thú chém giết ý nghĩ của hắn như đám mây cao xa khó mà bị người bình thường cân nhắc duy nhất có thể xác định là hắn ý chí kiên cường như mùa thu dương quang mang theo hạng lãnh cùng sát ý tự thiên không mà rơi để các thần dân nghiêm nghị nghe theo vô pháp tránh né cùng sửa đổi xô lót trong lòng suy tư lại cùng phụ thân tán gẫu vài câu tự vội vàng xuất trướng ly khai hắn đưa tới đã lâu không gặp lão thợ mộc cuôs từ khi gánh chịu trường cung chế tác, lão thợ một địa vị cấp tốc đề cao, hiện tại đã bị A Huyết bổ nhiệm làm đại quân công tượng đầu lĩnh, xuất hành cũng có mấy danh võ sĩ tùy thân bảo hộ. Tế tự đại nhân, ngài xuất chinh hơn 20 ngày bên trong, trong doanh địa lại tân chế tạo 50 thanh trường cung, hiện tại liền có thể đưa cho ngài tới. Cuos cung kính báo cáo, phía sau còn đi theo mấy tên tân thu đồ đệ. Solot gật gật đầu, bởi vì kim loại công cụ cùng cao cấp công tượng khuyết thiếu, chất lượng tốt trường cung chế tạo lộ ra dị thường chậm chạp. Trừ bỏ chiến tranh hao tổn, đến bây giờ cũng không quá tích lũy đủ 200 số lượng. Hắn đã mệnh lệnh Kuos tuyển nhận càng nhiều học đồ, tập trung càng nhiều làm bằng đồng công cụ, tận lực đề cao hiệu suất. Tưởng muốn thu hoạch được đột phá tính sản lượng đề thăng, chỉ có thu hoạch được thủ đô khổng lồ công tượng nhân khẩu. Kuos tuyển một thanh chất lượng tốt trường cung giúp ta thêm vào tinh tế trang trí cùng hoa văn, ta phải dùng làm cấp trưởng giả lễ vật. Sẽ giúp ta làm một cái cỡ nhỏ một đầu máy ném đá, cao cỡ nửa người liền tốt. Cuối cùng, xuất chinh trước ta phân phó chuyện của ngươi làm sao? Kuos gọi một cái đồ để hỏi thăm, ngay sau đó cười trả lời. Tế tự đại nhân, ngươi để cho ta đem chế cung nhiều ra vỏ cây ngâm tại vôi thủy hồ nước, hiện tại đã ngâm ba tuần. Còn ngươi nói tế sợi đây chiếu, đã sớm chuẩn bị xong. Solot cái này liền tại Kuos dẫn đầu dưới, đi hướng phao liệu hồ nước. Không sai, tạo giấy ý tưởng hắn đã có. Phao liệu nhiệm vụ cũng phân phó qua mấy lần, hiện tại hắn cuối cùng có bức thiết nhu cầu cùng thời gian, tới đem tạo giấy kỹ thuật đốt sáng lên. Đáng nhắc tới chính là, vôi thủy tại Trung Châu Mỹ là một loại sinh tồn nhu yếu phẩm, nó bị rộng khắp ứng dụng tại bắp ngô bụi hóa xử lý bên trong. Thiên nhiên bắp ngô cũng không phải một loại dinh dưỡng toàn diện thực vật, nó khuyết thiếu có thể bị hấp thu vi chấm ta chấm tức vitamin b 3 lấy chưa qua xử lý bắp ngô là món chính liền sẽ dẫn đến thiếu máu cùng pelagra bệnh xuất hiện nghiêm trọng làn da nhiễm trùng nếu như không cải thiện ẩm thực pelagra bệnh hoạn giả sẽ tại trong vòng 5 năm tử vong trên thực tế bắp ngô bên trong kỳ thật có đầy đủ vi chấm ta chấm chỉ là cùng bán chất sen lưu phục hợp cùng một chỗ nếu như dùng vôi thủy ngâm cũng gia nhiệt bắp ngô bản chất sen lưu liền sẽ phát sinh thủy phân mà đem vi ta m i n p phóng xuất ra loại này xử lý đồng dạng có thể mềm hóa bắp ngô đề thăng cảm giác là chế tác mỹ vị massage bột mì trước trí trình tự xô hồi tưởng đến tạo giấy thuật quá trình trong ký ức của hắn tạo giấy thuật bản chất là đánh tan sợi thực vật hình thành bột giấy xử lý bột giấy để sợi gây dựng lại bột giấy đều đều ngưng kết thành trang giấy. Vì đánh tan sợi thực vật, khứ trừ tạp chất, liền có phao liệu, tẩy liệu, nấu liệu quá trình. Vì để cho sợi gây dựng lại, mới muốn dùng nhân lực hoặc sức nước đem tương liệu đảo đánh thành bùn cao. Cuối cùng để trang giấy đều đều phân bố, dùng màng trúc hoặc sợi đây tịch cua lấy, hông khô thành hình. Đây cũng là xô lót trong trí nhớ tạo giấy thuật toàn bộ, đến mức cái gì phơi bạch xử lý, cái gì chép giấy kỹ xảo, cái gì trúc bùn giấy bồi, cái gì hông khô nhiệt độ, hết thảy là không tồn tại. Hắn ngược lại là còn có cái ấn tượng kêu chính liệu tạo giấy cùng nguyên liệu thô tạo giấy, trong đó khác biệt tắc thì chỉ nhớ rõ chính liệu muốn nấu, nguyên liệu thô muốn dẫm. Solot đã từng tỉ mỉ phân tích qua, Trung Châu Mỹ ở vào thực vật phồn thịnh nhiệt đới, có thể tạo giấy nguyên liệu khởi nguồn phi thường rộng khắp, dễ dàng phát triển đại quy mô tạo giấy nghiệp. Tạo giấy nguyên liệu thường thấy nhất chính là đủ loại sợi đây loại thực vật giá rẻ nhất tự nhiên là hoàng sợi đây, phân bố phi thường rộng khắp, sợi sản lượng cũng nhiều. Sau đó là thường ngày ứng dụng cây si, đàn tê quy các võ sĩ bắt phu dây thường chính là dùng cây si, đàn chế thành. Tiếp theo là cây bông, châu Mỹ là cây bông cố hương, đủ loại bông vải loại trồng trọt diện tích rất rộng. Nhưng ở Mexico các bộ, vải bông thường xem như tiền tệ sử dụng, dùng bông vải chế giấy hiển nhiên chi phí quá đắt đỏ. Tiếp theo chính là đủ loại vỏ cây, giống bây giờ dùng chính là đàn mộc vỏ. Trung châu Mỹ là không thiếu khuyết cây cối, khuyết thiếu chính là đốn hạ chặt cây cối gọt vỏ kim loại công cụ. Sau đó liền trúc tử, Trung châu Mỹ trúc tử chủng loại rất ít, chủ yếu tập trung ở đông bộ địa khu, không có khai phát ra thiên triều đủ loại đồ tre, ngược lại là bị bộ lạc dân dụng tại chế tác thổi tên. Cuối cùng chính là đủ loại có khô, tỉ như vùng duyên hải bụi cỏ lau. Solot nhìn qua bắp ngô cành cây thân, có chút không nắm chắc được loại này số lượng rất nhiều vật liệu có thể hay không tạo giấy. Bắp ngô cành cây thân sờ tới sờ lui da rất cứng, cũng có thật nhiều tiết điểm, hẳn không phải là tốt đẹp tạo giấy vật liệu, phía sau có thể để đám thợ thủ công thử một lần. Nghĩ dựng bông vải cùng sợi đây, Solot liền nhớ lại Mexica người giáp trụ. Bởi vì khuyết thiếu thuần dưỡng cỡ lớn súc vật, kiên cố giáp da thường thường chỉ có võ sĩ cấp cao mới nắm giữ, mà giáp vải mới là các võ sĩ rộng rãi nhất sử dụng trang bị giáp trụ là võ sĩ cùng dân binh phân chia tiêu chí các võ sĩ tiêu chuẩn phân phối là ít cây bông áo tức một loại bông vải sợi đây hạng nhẹ chiến giáp ngoại hình của nó tượng một cái giày áo lót mỗi tầng do cây bông cùng hoàng sợi đây hỗn hợp bệnh tiếp đó nhiều tầng áp chế thành hình cây bông dựng cắt chém phòng hộ hiệu quả hoàng sợi đây dựng giải nhiệt hút mồ hôi hiệu quả Loại này giáp vải có thể hữu hiệu đề thăng các võ sĩ đối hát diệu thạch chiến côn cùng làm bằng đá mũi tên lực phòng hộ. Theo võ sĩ đẳng cấp lên cao, đến cấp 2 hua xe thợ săn sau đó, bọn hắn bắt đầu trang bị si, chiến y, toàn thân hạng nhẹ chiến giáp. Chiến y bình thường bị sáo tại Icawipin bên ngoài, đồng dạng là bông vải sợi đầy hỗn hợp dệt mà thành. Theo võ sĩ đẳng cấp tiếp tục đề thăng, chiến y hội vẽ lên đủ loại hoa văn, càng ngày càng hoa lệ uy vũ cấp 4 thâm niên võ sĩ liền bắt đầu khoác đủ loại vũ mau, may đủ loại gia thú, tại chiến y thượng miêu tả ra ưng cùng Jaguar đồ án. Mà tới được hùng ưng cùng Jaguar quý tộc chiến đoàn, chiến y hội thăng cấp thành buông xuống vũ mau giáp da. Đến mức đầu phòng hộ, cấp thấp võ sĩ hội mang đủ loại bông vải sợi đây hoặc là bằng da nhọn mũ, mà võ sĩ cấp cao cùng quan chỉ huy hội đầu đội đủ loại thú hình mũ giáp. Thú nón trụ Calata là một loại vinh dự tượng trưng, trên thực tế nó là dùng một đầu chế tác, mà không phải xương cốt. Solot thường xuyên mang thú nón trụ nhìn cực kỳ uy vũ, là sắc thái tiên diễm hình tượng rất thật đầu hổ, nhưng trên thực tế dị thường nặng nề còn kín gió. Cái này khiến hắn luôn là một bên uy nghiêm lãnh khốc hạ lệnh, một bên mồ hôi từ trên mặt chảy rồng. Hắn dự định một khi thu hoạch được tiên dung giang mỏ đồng, tự đầu tiên đem thanh đồng nón trụ tạo ra đến, một đầu thú nón trụ tại lực phòng ngự cùng thoải mái dễ chịu tính thượng đều không được. Thanh đồng khải giáp có chút thiên trọng, trước tham chiếu cổ Hy Lạp khải giáp nửa người hình dạng và cấu tạo, thêm vào quần giáp cùng hộ thối. Chỉ có tại khai phát Colima cạn tầng quan sát sau đó, mới có thể cân nhắc tân tiến hơn lân giáp, giáp bó, tỏa tử giáp, đến mức cao cấp nhất bản giáp kỹ thuật, trước mắt nhìn còn xa xa khó vời. Tại Solot chỉ huy cùng công tượng thao tác bên trong, lần thứ nhất tạo giấy thí nghiệm tự lục loại triển khai. Phao liệu chuẩn bị đã hoàn thành, tiếp xuống chính là nấu liệu. Đám thợ thủ công xây dựng trúc có lòng bếp mộc suy, trước dùng vôi thủy nấu vỏ cây một ngày. Solot lót dùng tay nắm niết vỏ cây, sợi không có hoàn toàn tản ra. Hắn suy tính hội, liền nhường đám thợ thủ công thay đổi tính kiềm mạnh hơn cho thang lại lần nữa nấu một lần. Lại qua một ngày, vỏ cây cuối cùng trở thành thích hợp bột giấy sau đó chính là tẩy liệu, trừ bỏ bột giấy trung vôi cặn bã cùng một chút hòa tan vật. Nhân lực đầy đủ, Solot chỉ cần nhìn xem thuận tiện, thẳng đến bột giấy đầy đủ thuần khiết mới biểu thị hài lòng. Bởi vì không biết phơi bạch cái này một hạng, tẩy liệu phía sau trực tiếp tiến vào đánh liệu phân đoạn. Mười mấy tên dân phu dùng giày rộng dài chày gỗ, tại thạch cửu bên trong đem tương liệu nhiều lần đảo đánh, đồng thời nhặt đi tạp chất cùng thô liệu. Như vậy mấy canh giờ, cuối cùng đem bột giấy đảo đánh thành bùn cao. Solot nhìn một chút, cảm thấy cùng trong trí nhớ bột giấy khác biệt không lớn, chỉ là hơi hơi ố vàng. Sau đó là cần thiết kỹ thuật chép giấy phân đoạn, đem bột giấy hòa tan tại rãnh nước bên trong, tiếp đó đều đều trải phẳng tại sợi đây chỗ ngồi, hình thành thật mỏng ướt giấy. Tuy là Solot yêu cầu nghiêm khắc, vòng này tiết ướt giấy vẫn là độ dày không bình quân. Tích lũy ướt giấy hẳn là cần thiết nhẹ nhàng ép khô một lần thủy, nhưng cái này một hạng hắn cũng không nhớ rõ, liền trực tiếp tiến hành bước kế tiếp sấy khô giấy. Xô lót trước trực tiếp dùng lửa trại nướng một lần, nhìn đến trang giấy nứt ra biến hình, ngay sau đó ý thức được không khô nhiệt độ muốn đều đều, không thể quá cao. Hắn liền để công tượng xây dựng một cái thổ chất sấy khô lò sưởi, đem ướt giấy dán tại tường ngoại chậm rãi hông khô. Đương nhiên, hắn yên nguyên không biết đánh bóng quá trình. Trước sau mấy ngày, từng cái phân đoạn nhiều lần sửa đổi cùng lặp lại. Đợi đến xô lót cuối cùng cầm tới một trương tính chất thô ráp, cứng cỏi thiên dày, ố vàng phím bụi vỏ cây giấy lúc, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là ta một bước nhỏ, cũng là Indian văn minh một bước dài. Thiếu niên có chút tự đắc nghĩ đến, tạm thời không để ý đến trang giấy hỗn tạp không thuần cùng độ dày không đồng nhất. Tạo giấy kỹ thuật tại 8 thế kỷ truyền nhập Ả Rập, tại 12 thế kỷ truyền nhập châu Âu. Hiện tại châu Âu vẫn là quyển gia cừu cùng trang giấy mỗi thứ một nửa sử dụng. Trên một điểm này, châu Mỹ vẫn là có đầy đủ cơ hội đuổi theo châu Âu. Solot phân phó đám thợ thủ công tiếp tục tạo giấy đừng nên dừng lại, hắn cần thiết đủ số lượng giấy để chứng minh kỹ thuật mới ưu việt tính. Tiếp đó hắn liền dùng bút lông cẩn thận trên giấy sao chép thường dùng một ngàn chữ hán. Trong lúc đó hắn đi xem tiểu Averroes mấy lần. Vừa thấy mặt tiểu kim điêu tự, chim chíp, nhiệt tình kêu to, còn vẫy cánh. Ngay sau đó A Huyết trên mặt ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kim điêu đầu, tiểu A lập tức câm như hến, nhu thuận nghe lời. Sô vui mừng cười, xem tới A Huyết cùng tiểu kim điêu chung đụng không tệ. Thiếu niên liền quay người rời đi, không nhìn tiểu A Rốt, thâm tình, trông đợi cùng khát vọng. A Huyết mỉm cười đứng tại cửa nhà gỗ, tiểu kim điêu tự bị hắn âm ảnh nơi bao bọc. Mười ngày sau, lót hài lòng nhìn trước mắt lễ vật. Một thanh tinh xảo trang trí trường cung, một khung tiểu xảo máy ném đá mô hình, một bộ khắc họa, giáp cốt văn, tượng hình văn cùng chữ hán đối ứng một bản, một quyển trước sau không đáp ngàn chữ văn giấy thư, còn có rộng rã ba đam giấy. Trong khoảng thời gian này, A Huyết cũng lần lượt ban thưởng cũng giải tán bảy ban thành ban võ sĩ. Các ban đoàn trưởng cùng các cấp quan chỉ huy hướng A Huyết cung kính cáo biệt, ngay sau đó dẫn đầu các võ sĩ đạp vào chờ đợi đã lâu hồi hương con đường. Ô Lót mang theo tê ô quân đoàn cũng cáo biệt xô Lót ly khai, Si Úc nhẹ nhàng cấp nhi tử một cái ông ấp, ngay sau đó hư nhược ngồi thuyền nhỏ mà đi. Lại qua hai ngày, Diêu Mô cuối cùng từ Đô Thành mà tới. Hắn phong trần mệt mỏi, vừa thấy A Huyết tựu đại lễ thăm viếng. Vương Thượng, Bất Hủ Thái Dương lo ca leo triệu tập ngài đi hướng thủ đô yêu cầu lưu lại ít nhất hai vạn Mexica võ sĩ, tiếp tục vây khốn di lót các thành đến bị chiếm đóng. Lão Tổ Tông nói thế nào? A à huyết khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Là vua thượng chúc. Trưởng giả đã đồng ý do ngài kế thừa vương vị, bất quá hắn muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Hẳn là cấp ti dốc cái chết hạ một cái kết luận, phòng ngừa ảnh hưởng vương thất uy nghiêm. Còn có thể điều giải ngài cùng tổng tế tự kỳ chơ mâu thuẫn. Giulermo lại lần nữa trang nghiêm hành lễ. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Điểm đủ một vạn võ sĩ, đại quân ven đường thủy xuôi nam, mau chóng xuất phát. A Huyết tự tin mỉm cười, sự tình cùng hắn dự đoán tương đồng, chính mình là duy nhất thích hợp người thừa kế. Giulermo hành lễ lui ra. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem xô lót tràn đầy vui vẻ mặt, trong lòng khe khẽ thở dài. Điện hạ, vì vương thượng, chỉ có xin lỗi ngài. Ngày thứ hai, hai ngàn quý tộc chiến đoàn cùng tám ngàn trực thuộc võ sĩ, leo lên hạo đảng trăm ngàn thuyền, đi ngược dòng nước, tiến về hùng vĩ trong hồ Đô Thành. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Trong hồ Đô Thành, Teno Chiten. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 Trong hồ Đô Thành, Teno Chiten. Tháng 11 Mexico thung lũng là yên tĩnh mà vui sướng, chính như mép nước Avevit thụ thường hoa cầu, tại trong gió nhẹ tản ra tùng bách mùi thơm ngát. Đội tàu chở A Huyết Vương Kỳ cùng võ sĩ, dọc theo sang Du An sông một đường xuôi nam, ánh mặt trời ấm áp trên mặt sông dập dờn. Đi thuyền tại thanh phong dòng nước Giang, không quá hai ba ngày công phu, liền tiến nhập phồn vinh Mỹ lệ Mexico thung lũng, đế quốc thực tế thống trị cương vực dọc đường Mexica thôn trang đã sớm hoàn thành năm nay thu hoạch cùng cống phú, đồng ruộng gian gieo rắc mạng chủng đậu ván. Giàu có thôn trang có đầy đủ đậu chủng phát dưới, dùng tới khôi phục thổ nhưỡng độ phì, tới đón tiếp càng thêm đầy đủ sung túc sang năm. Tại ven đường các thôn dân ngóng nhìn hành lễ dưới, quốc vương đội tàu tiếp tục đi về phía nam, một tuần sau tiến nhập gian Tô Can Hồ. Xô lót xa xa nhìn về phía phương đông, nơi đó là thánh thành Têu Thoàn phương hướng. Một ngày bên ngoài, chính là chính mình sinh ra cùng trưởng thành địa phương. Nơi đây đã là Mexica người khu vực hạch tâm, không ngừng có Mexica người thuyền nhỏ chập chờn mà đến, chở dọc đường thôn trang trưởng lão, hướng đội tàu dân lên tươi mới rau quả, hoa quả cùng trân quý đạm rượu. Em tai tiếng ca một đường vận quanh đội tàu, kia là các thiếu nữ ái mộ võ sĩ lớn mật thổ lộ. Các nàng như trong nước phù sen, trong gió thu chỉ một kiện đơn bạc áo trắng, duyên dáng ở đầu thuyền vũ đạo, Hướng các võ sĩ triển lộ uyển chuyển dáng người. Mỗi khi màn đêm buông xuống, thỉnh thoảng có võ sĩ từ đội tàu hậu phương chạy đi, cùng các thiếu nữ trên thuyền hẹn hò, cùng nhau thưởng thức trăng sáng, tinh hà cùng hoang ca. Đến đế quốc an toàn nội địa, A Huýt cũng không có ước thúc võ sĩ. Đội tàu tiếp tục đi về phía nam, liền tiến nhập Mexico người căn bản, 150 vạn người Teccoco hồ khu, thủ đô Ba thành trực thuộc lãnh địa cũng là trung châu mỹ phồn thịnh nhất đầy đủ sung túc vị trí ven đường thôn trang dày đặc khói bếp từ hai bên bờ liên tục dâng lên trong gió thu mơ hồ truyền đến xa xăm gốm địch còn có trầm thấp trống vận nương theo lấy xã khu võ sĩ cùng tế tự tiến ca xô lót nhẹ ngửi mấy cái ngửi thấy hơ lửa gà cây hương còn có nướng bắp ngô mùi thơm ngát bỗng nhiên liền có chút đói bụng đây là thôn xóm trưởng lão tại xã khu trong lễ đường tổ chức yến hội các thôn dân ở chỗ này tập hợp cử hành đủ loại tế tự nghi thức dâng lên thực phẩm chim muôn bắp ngô tuệ đuôi chuột thảo hạt đậu cùng hoa dại các võ sĩ cùng thôn trang thủ lĩnh đoàn tụ một đường vui sướng hưởng thụ lấy ngày mùa thu bên trong phong phú ngày lễ xô lót lại lần nữa tỉ mỉ thưởng thức cách đó không xa bay tới thực vật hương khí bên trong còn có một loại đặc thù mùi thơm cùng loại với thiêu đốt gỗ đàn hương mang theo cổ phát xa xăm vận vị đây là cái gì hương khí hồ khu thôn trang đã đầy đủ sung túc đến sử dụng đắt đỏ hương liệu sao? Solot có chút giật mình. Hương liệu cũng không phải cái gì đắt đỏ vật phẩm. Ngoại trừ chi năm sản xuất, trong rừng thu thập, liên minh còn liên tục không ngừng từ Nam phương Mistet người, và Port người, cùng Đông Bắc Hua Xe người nơi đó trưng thu đến số lớn hương liệu cống phú. Tại màu mở hồ khu, liên bình dân thâm niên võ sĩ, giàu có phổ thông thương nhân đều có thể dùng lên hương liệu quý tộc tế tự u gốt tự hào mà cười cười đáp lại. Trong đại quân, A Huyết phải gìn giữ uy nghiêm, Guillermo xưa nay nghiêm túc thận trọng. Đến từ vương đô quý công tử u gốt liền trở thành xô lót hướng dẫn du lịch, hướng hắn giảng thuật đô thành hồ khu Mỹ lệ màu mỡ. Đây cũng là thôn trang xã khu các trưởng lão chúc phúc yến hội. Yến hội giai đoạn sau cùng, tế tự cùng võ sĩ cấp cao biết chút đốt mùi thơm kha ba nhựa cây, hướng chúng thần cùng tiên tổ cầu nguyện, chúc phúc năm sau bội thu. Hồ khu là liên minh thống trị căn bản. Nơi này thôn trang đều bị nghiêm mật biên tổ, hình thành nhân khẩu minh sát xã khu, cáp cùng loại với tầng triều nhập hộ khẩu tề dân. Mỗi cái xã khu do bốn vị trưởng lão quản lý, bình thường là phân đất phong hầu quân công quý tộc, bình dân thâm niên võ sĩ còn có đô thành bổ nhiệm thần miếu tế tự. Mỗi khi chiến tranh kèn lệnh thổi lên, mỗi cái thôn trang xã khu cần thiết cung cấp một cái 200 người võ sĩ thêm dân binh tiểu đội, các võ sĩ trang bị tinh lương mức độ tắc thì cùng thôn trang giàu có mức độ thành có quan hệ trực tiếp. Bình thường mà nói, càng đến gần đô thành thôn trang liền càng giàu có, võ sĩ cũng càng nhiều. Nơi đây đã là đội tàu bên trong rất nhiều võ sĩ quê hương, bọn hắn sinh ra ở nơi đây, tại đô thành tiếp nhận huấn luyện quân sự, hoàn thành tuyển chọn khảo hạch, tiếp đó gia nhập vương thất trực thuộc quân đoàn, trở thành một tên cao quý võ sĩ. Đội tàu tiếp tục đi về phía nam, trong không khí lại tăng thêm đủ loại thoải mái dễ chịu hương hoa, còn có ca. Cao quả thành thuộc về sau, tương tự chanh nhàn nhạt tươi mát. Solot nhìn quanh tả hữu, ở chỗ này hồ khu, đã khắp nơi có thể thấy Mexica người hương thịnh căng cơ, trong hồ phù điền chi nam. Những thứ này phù điền ngoại vi dụng hàng rào bó chặt, dưới đáy là thổ nhưỡng hỗn hợp cọc gỗ. Tuy là đã đến mùa thu, nông phu nhóm như cũ tại phù điền chút gì không lục trồng trọt ngoại trừ bắp ngô đậu ván cùng bí đỏ xô lót còn chứng kiến ngay tại thu hoạch trung ca cao thụ còn có bắt đầu kết quả quả bơ cùng với đủ loại tinh tế chăm sóc hương thảo đây đều là cung cấp quý tộc thực vật trên hồ chi nam có thể cả năm canh tác không ngớt Tết cô cô hồ bảo đảm cây trồng sinh trưởng thủy phân trong hồ nước bùn cung cấp sung túc chất dinh dưỡng Thu Đông Mexico cũng sẽ không nhiệt độ thấp tuyết rơi. Bây giờ chính là mùa khô, mương nước từ sắp hàng chỉnh tề chi nam giang nhàn nhạt vạch qua, mặt nước không quá một người bao sâu. Thỉnh thoảng có mặt áo trắng đầy đủ sung túc nông phu chống đỡ thuyền nhỏ, dò xét lưới đánh cá, vớt đáy hồ cùng mương nước nước buồn. Tiếp đó đều đều thi rơi tại phù điền bên trên. Phù điền chung quanh còn có đắm chìm vào lên men trung cành cây thân cùng lá cây, mà ở trên mặt hồ lờ mờ có thể thấy du động con cá truy đuổi tảng mát hạt ngũ cốc. Thỉnh thoảng có thuyền nhỏ chở đầy bài tiết phân bón từ Nam Phương Đô Thành mà đến, tăng thêm tại Chi Nam bên trên. Cái này có lẽ là sớm nhất nông nghiệp sinh thái. Thuyền sư tiếp tục đi về phía Nam một ngày, cuối cùng đạt tới Tenochtitlan Bắc Đại Môn, Tepia Thôn Trang, một vạn võ sĩ từ nơi này lên bờ. Tiếp xuống, Solok muốn dọc theo vài dặm trường kiều, bộ hành tiến về trong hồ Đô Thành. Solok đi ra giàu có bờ Bắc Thôn Trang, đi tới Tết Cô Cô bên hồ. Hắn không tự chủ dừng bước, chỉ thấy một đầu duyên dáng đá trắng trường kiều, nương theo lấy màu đậm thổ những con đê, vạch qua vô biên vô tận một đạo trường hồng, liên tiếp hướng cách đó không xa to lớn thạch đầu đô thành. Trường kiều trên hành người như bầy kiến tới lui, thỉnh thoảng có đầu đội vũ mau tế tự cùng quý tộc đi quá, tại bầy kiến bên trong rạch ra từng đạo trống rỗng. Trong lòng của hắn tính ra, dưới chân cầu đá ước chừng rộng 10 mét, nương theo lấy hai phía đồng dạng độ rộng con đê, có trọn vẹn 30 mét con đường, có thể dung nạp 60 người song hành mà đi, kéo dài chừng 5-6 cây số. Mà khi hắn dương mục tứ phương, càng nhiều trường kiều cùng con đê ở phương xa lan tràn, như là thần linh bút vẽ, đem tét cô cô hồ thỏa thích chia cắt. Dưới ánh mặt trời, trên mặt hồ hiện ra trong trẻo ba quan, bạch sắc trường kiều cùng nước hồ cùng nhau lấp lánh, như là không trung quốc độ. Trăm ngàn đầu thuyền nhỏ chở hàng hóa cùng đám người, từ bốn phương tám hướng mà đến, linh xảo từ cầu đá giang xuyên qua. Xô lót định nhãn nhìn lại, mới phát hiện cầu đá cùng con đê tinh xảo thiết kế, thường cách một đoạn cự ly hội lưu ra chuyên môn hình cung lỗ thủng, thuyền nhỏ liền theo nước hồ tại người đi đường dưới chân xuyên toa. Trường Kiều Ngoạ Ba, Vị Vân Hà Long Phục đạo hành không, không tể gì cầu vòng. Xô lót trong mắt ánh mãn hồ quan thủy sắc, trường Kiều người đi đường còn có nơi cuối cùng đá trắng cung điện, hồng đỉnh thần miếu. Đây là hắn chưa từng tưởng tượng bao la hùng vĩ. Xô lót tế tự, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? U gốc cười nhìn về phía xô lót. Mỗi một cái đô thành cư dân, đều vui với nhìn thấy người ngoại bang lần thứ nhất nhìn đến thủ đô thì rung động cùng thất thần. Ta tại đến một tổng cộng có vài tòa trường kiều. Xô lót mỉm cười, rất nhanh khôi phục thanh tĩnh. Phương Bắc có hai tòa chủ cầu, đi thông bờ bắc thôn trang. Phương Tây có hai tòa chủ cầu, bốn tòa phân cầu, từ bắc chí nam, một đầu thông hướng Tipan người cố đô Agapoza, hai cái thông hướng trung gian Tlacon, còn có một đầu đi đi về phía nam phương Chapulet. Phương Tây còn có hai tòa trường mương. Từ phương Tây Purecha cao địa dưới chân, một đường trèo đèo lội suối, dẫn nước đến Đô Thành, thật sự là công trình vĩ đại. Bình thường chỉ mở ra một đầu vận chuyển nước trong, quan bế một đầu thanh lý con đường nam phương tắc thì có một tòa chủ cầu hai tòa phân cầu phân biệt thông hướng bờ nam chư thành bang mà tại đô thành phương đông là kéo dài toàn bộ hồ nước trường đê như là nữ thần ông ấp đem hùng vĩ trên nước đô thành bảo hộ tại mùa mưa hồng thủy cùng mạng thủy đất trũng bên ngoài đây là thần linh ở nhân gian chỗ ở là bất hủ thái dương lo ca lèo lắng nghe thần linh ý chỉ kiến trúc ở nhân gian thần quốc U gốc phong tình miêu tả trong hồ đô thành bao la hùng vĩ. Hắn bất tri bất giác sử dụng hoa lệ đô thành giọng điệu, tiến hành tế tự ca ngợi ngâm sướng. Đây là tám cầu cùng trường đê vần quanh chi đảo, hùng ưng rơi xuống chi địa, trong hồ đá trắng vị trí, cây xương rồng nở rộ quê hương, Mexica. Tenochtitlan. xô lót trong lòng tán thưởng, liền cũng dùng đến thánh thành trầm thấp ngữ điệu, réo rắc đối với ngâm tụng. Tại hắn tầm mắt đi tới, cầu nối cùng trường đê thỏa thích phân chia mặt hồ, một đường giao thoa chi chít khắp nơi trong hồ Phù Điên. Hàng trăm hàng ngàn thuyền độc một lưu chuyển như thoi đưa, vận ngày nửa hạ tài phú cùng cống phẩm. Nơi cuối cùng là mênh mông vô bờ thạch đầu phòng ốc, rộn rộn ràng ràng đám người, còn có dị thường cao lớn sông tử kim tự tháp đại thần miếu. Đây là cầu nối, thuyền, thần miếu, cung điện, võ sĩ, tế tự hội tụ văn minh trung tâm, châu Mỹ nhất hùng vĩ thành thị trọn vẹn 14 cây số vuông trong hồ Đô Thành. Solot đã từng hỏi A Huyết, trong hồ Đô Thành đến tột cùng có bao nhiêu nhân khẩu? A Huyết cười nói cho hắn, trong hồ Đô Thành nắm giữ 80 cái capoli xã khu, cử thế vô sông 25 vạn nhân khẩu. Đương người Tây Ban Nha lần đầu tiên tới trong hồ Đô Thành, bọn hắn bị bao la hùng vĩ thạch đầu cự thành rung động, tán thưởng nơi này là tân thế giới Venice. Nhưng mà theo Solot, đây bất quá là nhỏ hẹp ví von ở thời đại này, Venice thành khu diện tích không quá 8 cây số vuông, nhiều nhất nắm giữ 12 vạn nhân khẩu, vẫn chưa tới trong hồ đô thành một nửa, trường đê cùng mương nước công trình càng là hoàn toàn vô pháp so sánh. Venice ngược lại là có thể trái lại xưng là châu Âu Tenochtitlan. Nếu để cho Solot làm ví von, trong hồ đô thành liền hẳn là diện tích 36 cây số vuông, nhân khẩu 30 vạn hán đại thành Trường An, hoặc là diện tích đồng dạng 15 cây số vuông, nhân khẩu lại lại bị đoán chừng có trăm vạn người đế quốc La Mã thành mà vô luận như thế nào, nơi này là không hề nghi ngờ đế quốc trung tâm, trung châu mỹ văn minh huy hoàng nhất vị trí. Dơ cao vương kỳ dưới một vạn tinh nhuệ võ sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ dọc theo trường kiều một đường năm đi. Vương kỳ sở lướt qua, trên cầu người đi đường nhau nhau tránh lui đến hai bên con đê nơi sâu xa, quỳ xuống tại không có quá chân nhỏ trong hồ nước. A Huyết mang theo quốc vương uy nghiêm tư thái, mà xô Lót nương theo tả hữu. Hai người một đường tiến lên, như vào chốn không người. Hắn tỉ mỉ quan sát hai bên, bảy thành là người mặc đơn sắc áo gai hoặc áo bông, không có mũ, ngũ thể phủ phục ở trong nước bình dân, hai thành là người mặc nhuộm màu áo bông, mang theo bông vải mũ, hai đầu gối quỳ xuống công tượng cùng thương nhân, nửa thành là người mặc tiên diễm chiến y, mang theo đơn giản vũ mau, một chân quỳ xuống các cấp võ sĩ cùng quân công quý tộc, còn có cực thiểu số người mặc văn sức hoa phục mang theo cao dương vũ quan cúi đầu cuối người chào cao cấp tế tự cùng đại quý tộc vương kỳ sở lướt qua đều là đế quốc thần phục các con dân thái dương sơ xuất quan hách hách thiên sơn vạn sơn như hỏa phát một vòng khoảnh khắc thường thiên cù trục lui quần tinh cùng tàn nguyệt xô lót trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang vạn quân chen chúc vạn dân quỳ xuống đây chính là đẳng cấp xâm nghiêm Mexica xã hội, đây chính là tầng cao nhất quyền lực tư vị. Vương kỳ hạ thiếu niên hơi hơi say say, ngay sau đó tỉnh táo, khôi phục trong con ngươi thanh tịnh. Tiếp đó hắn thoáng thăm dò, nhìn về phía uy nghiêm A huyết. Đối phương sắc mặt bình tĩnh như thường, trong mắt thần thái sáng láng, vì vậy trong lòng của hắn gật đầu. Tại ven đường ngàn vạn người tránh lui hành lễ dưới, đại quân độ quá dài cầu, trước mắt chính là trong hộ đô thành Bắc Thành đã từng Tlatelo thành bang. Tòa thành này bang là Mexica người ban sơ tại đảo giữa hồ thượng thành lập sông thành một trong, diện tích ước là nam phương Tenochtitlan chủ thành một phần tư. Theo Mexica người khuếch trương, trong hồ đô thành phi tốc phát triển, hai thành dần dần hợp nhất. Chỉ tại chỗ giao giới lưu ra một đạo hình cung chia các mương nước, vì hai bên thành thì cung cấp trọng yếu nhất nước trong. Xô lót một đường tiến lên, trước mắt là giao thoa cầu nối cùng thủy đạo bắc thành Tlatelo bên trong, phần lớn phòng ốc đều xây dựng ở trong nước khối nhỏ trên lục địa, rất nhiều là về sau lấp trúc ra tân đảo. Những thứ này phòng ốc là bình dân hoặc phổ thông võ sĩ chỗ ở, dựa theo quy hoạch chỉnh tề sắp xếp. Giao thoa thủy đạo như là tứ phía thẳng tắp bàn cờ, bàn cờ gian chính là vừa rơi xuống vừa rơi xuống tụ tập thành tràng phòng ốc, như là thiên thần rơi xuống quân cờ. Mỗi trang phòng ốc nền tảng đều là thạch đầu bình đại, phòng ngừa hồng thủy chìm thấm. Phòng ốc tường cơ là bạch sắc đá hoa cương hoặc màu đỏ hỏa sơn nham, trần nhà thì là chất gỗ thanh ngang cùng gậy gỗ, lại ngoài vi tắc thì dán lên một tầng bụi đất. Phòng ốc ốc xá đồng dạng thẳng tắp, ước chừng chia làm phòng ngủ, phòng bếp, nhà kho cùng nô lệ trụ sở. Mỗi khi số lượng nhất định phòng ốc tụ tập thành khối, trung tâm liền sẽ xuất hiện cỡ nhỏ xã khu thị trường cùng hoàn toàn thạch xây xã khu thần miếu. Trong thành xã khu cùng loại với đường đại thành trường An Lý Phường, ước chừng 3.000 nhân khẩu, không chỉ có kinh tế chức năng, càng thêm ra hơn quân sự chức năng. Loại này thần miếu chính là đế quốc thần thụ thống trị tầng dưới chót nhất bộ rễ, thâm nhập cơ sở xuất giác, Mexica người cường đại năng lực động viên nền tảng. Đồng dạng là bốn vị trưởng lão phụ trách một cái xã khu, bình thường giao nạp cống phú, giám sát vừa độ tuổi thiếu niên gia nhập trường quân đội, thời kỳ chiến tranh tắc thì triệu tập 100 đến 200 người võ sĩ. Solot trong lòng tính toán, Bắc thành Tlatelol ước chừng có hơn 10 xã khu, còn kém rất rất xa chủ thành tứ đại khu 80 xã khu. Cho nên cuối cùng bị chủ thành dung hợp, tiếp nhận vương thất trực tiếp quản lý, thiết trí có Tlatelol thành chủ chức vị. Ở thời đại này, quyết định hết thảy thủy chung là nhân khẩu cùng vũ lực. Đại quân bộ hành gần một giờ, cuối cùng đi tới Bắc thành trung tâm. Trung châu Mỹ chưa thành trung tâm cùng La Mã thành bang tương tự, thủy chung là cao ngất thần miếu, thêm vào rộng lớn trung tâm quảng trường. Solot nhìn hội gần cao 40 mét sông Tử Kim Tự Tháp, tờ là tên lô thần miếu, liền đem chú ý lực chuyển dời đến xem như đại tập thị trung tâm quảng trường. Bởi vì, tại hắn có thể nhìn Nam Phương Chủ Thành, có chân chính to lớn Mexica đại thần miếu. Bắc Thành rời xa Chủ Thành Tông Giáo cùng trung tâm chính trị, rời xa các đại quý tộc chiếm diện tích khổng lồ khu biệt thự, cho nên có đầy đủ không gian, hội tụ xuất quy mô hình khổng lồ đại tập thị. Nơi này đại tập thị là chủ thành thị trường gấp 2, mỗi ngày ước chừng 6 vạn người ở chỗ này giao dịch. Đại tập thị là một khối bằng phẳng đất trống, bốn phía là liên thông thủy đạo, biên giới là từng dãy cầu hình vòm. Đến từ thiên hạ hai dương thương nhân tự ngồi thuyền mà đến, vận chuyển hàng hóa thẳng đến cầu hình vòm. Tiết kiệm thương nhân tự cùng hàng hóa cùng nhau ngủ ngoài trời tại cầu hình vòm xuống. Dựa theo thương phẩm bất đồng, thị trường bị chia làm bất đồng khu khối. Biên giới nơi là thường thấy nhất hoa quả rau quả món chính, đủ loại thạch đầu công cụ cùng gốm chế vật chứa, chất gỗ gia cụ, củi đốt cùng gỗ thông đầu, đơn sắc vải bông áo gai cùng tấm thảm, còn có phổ thông hát diệu thạch tiểu đao, cốt đao, cốt châm cùng dệt cái dùi. Đây là bình dân thường ngày cần thiết, cũng là diện tích lớn nhất khu vực. Lại hướng bên trong đi, chính là tiên diễm bệnh vũ mau phi phong, hoa lệ văn sức vải thảm, tinh xảo võ sĩ chiến y, hắc diệu thạch chiến côn cùng chất gỗ thuẫn bài, vu y tế tự thảo dược dược tề, đủ loại thịt khô cùng cá khô, lão hổ, hoảng lộc, giao lan, rái cá gia thú, chế tác hoàn thành lạnh ca chấm cao cùng tê quy la rượu, mật ong cùng phong đường đường quả, nhìn đến đây, xô lót cẩn thận nhớ kỹ vị trí, chuẩn bị sau đó có thời gian rảnh tới. Ở trung tâm cùng biên giới ở giữa là quy mô khổng lồ nô lệ thị trường, khởi nguồn đủ loại đại đa số nô lệ bị dùng dây thừng cột chắc hai tay, trên cổ phủ lấy một cái thòng lọng, thắt ở một cái cán dài tử thường phòng ngừa chạy trốn. Số ít là chính mình mua bán nô lệ, những người này rất có thể được an bài đến người tế sân bóng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đại nô lệ thương nhân có đầy đủ võ sĩ trong coi, bọn hắn liền buông ra tuổi trẻ nữ nô hai tay, để các nạn có thể tự do bày ra. Thiếu niên nhìn mấy lần, trong lòng tính toán tuổi tác, tự yên lặng quay đầu lại lại hướng bên trong đi, chính là có võ sĩ trú đóng cảnh giới cao cấp thị trường. Ở chỗ này không có gì bất ngờ xảy ra, Solot lại lần nữa nhìn thấy người Maya thon dài thần tính đầu, cửa hàng của bọn họ luôn là mang theo để cho người mê say thần yên. Tiếp lấy hắn liếc mắt liền thấy đến từ phương Tây Đồng Phủ cùng Đồng Châm, những thứ này cỡ nhỏ khí cụ bằng đồng giá bán 10 phần đắt đỏ, cơ hội tiếp cận vàng bạc trang sức. Hắn đồng dạng ghi lại cửa hàng vị trí bên cạnh không xa chính là vàng bạc ngọc thạch quầy phô, nhất là lấy trong mây chi dân, mít xét người tay nghề nhất là tinh xảo. Đủ loại tinh điêu tế các vàng bạc trang sức, vòng tay vòng tay, còn có khảm nạm bảo thạch nhẫn, cùng với quý giá nhất ngọc thạch dây chuyền. Còn có một chút đến từ bờ biển Huace cùng Tô Tô Nát Thương Nhân, bọn hắn tại bán ra sắc thái lấp lóe vỏ sò so vật phẩm trang sức, cao cấp hoa hồng sắc cùng màu đỏ nhạt hải bối thậm chí có thể cùng vàng bạc đồng giá mà trân châu thường thường chỉ là vỏ sò tặng phẩm phụ. Cao cấp trong chợ một chỗ khác quý tộc thiên vị phương tiện là xa xỉ phẩm cửa hàng, thu bán thuốc nhuộm, hương liệu cùng tiên diễm thực vật. Nhiệt đới đóa hoa ganh đua sắc đẹp, trong không khí tràn ngập tô tô nát người yêu nhất hương thảo khí tức, mỹ lệ song phấn hồng đặt ở tinh xảo chén bạc bên trong, còn có gây mũi thổ cây kinh giới, Mexico ngưu chí cùng ta cô đồ gia vị. solot đi đến hành quân võ sĩ biên giới, đi tại phiên chợ bên cạnh, sợ hãi thang đánh giá đại tập thì hết thảy trước mắt là đến từ thiên hạ lưỡng dương các tộc thương nhân trong tay là nhiệt tình rao hàng các nơi tiếng địa phương trong mũi là không biết tên hương hoa cùng song phấn trong tay là vàng bạc bảo thạch hơi lạnh xúc cảm hắn trong lúc nhất thời có chút hoa mắt thần mê thẳng đến bên tai vì đó yên tĩnh nhìn đến các tộc thương nhân cùng bình dân cung kính hướng vương kỳ quỳ xuống hắn mới mỉm cười đi trở về hạo đảng hành quân đội ngũ đi trở về uy vũ túc sát vương kỳ xe cốc kích, người vai ma, liền nhẫm thành duy, cử tay áo thành màng, người đông như kiến. Thiếu niên cười than thở, thật sự là tốt một cái người ở phụ thịnh, phồn hoa chợ búa, phong hừ dự đại, yên vui nhân gian. Đại quân không có lưu lại. Tinh nhuệ quý tộc chiến đoàn nhóm chỉ là nhàn nhạt quét mắt đầy đủ sung túc đại tập thị, trong ánh mắt tràn đầy quyết định thương nhân sinh tử tự tin. Sau đó bọn hắn đi theo vương kỳ, tràn đầy vinh dự cùng sùng kính, ngàn nhiên đi về phía nam phương mà đi, nơi đó là to lớn chủ thành, cao ngất đại thần miếu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Trong hồ đô thành, Tenochitlan. Hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 87 Trong hồ đô thành, Tenochitlan. Hạ thuần khiết dương quang từ không trung vẫy xuống, tràn đầy đối phùng người hoa Giang hiếu kỳ. Nó rơi vào đại thần miếu bên trái, tự biến thành vũ thần điện ôn nhu mây a lam, nó rơi vào đại thần miếu phía bên phải, liền biến thành chiến thần điện nặng nề hỏa sơn hồng. Nó tiếp tục hướng xuống, bay múa tại quý tộc cung xã lấp lánh mạ vàng quan điểm, ngưng tụ tại võ sĩ đình viện cổ sơ màu đen hoa văn, tản mát tại bình dân ốc xá hào phóng bạch sắc tường đá, tiếp đó tỏa ra ánh sáng lung linh, dung nhập tế tự lục vũ trường quang, dung nhập quý tộc vàng bạc đồ trang sức, dung nhập võ sĩ hắc diệu thạch trường côn, dung nhập bình dân vải trắng trường bào, lại lần nữa phản xạ hồi ánh sáng, rơi vào xô lót trong mắt màu đen, chiếu sáng hắn màu nâu con ngươi. Thiếu niên thế giới, vì vậy ngũ thải ban lan. Xô lót hành tẩu tại nghiêm túc lừng lẫy đại quân, say đắm ở ven đường Mỹ Lệ phong cảnh. Hắn dọc theo trắng noãn rộng lớn cầu nối, vượt qua sóng gần lăng tăng mương nước, tiến vào chủ thành biên giới, đi tới quý tộc hoa viên khu, trước mắt chính là một mảnh hoa mỹ cùng tinh xảo. Gió mát lướt nhẹ qua mặt, đường sông biên phiêu tán đăng tâm thảo nhàn nhạt ngọt, còn đê bên cạnh là viết tùng bách mùi thơm ngát. Mà khi lót đi ngang qua quý tộc đình viện, luôn là ngửi được không cùng loại loại hương hoa, quanh quẩn tại người đi đường trong lòng. Ánh mắt của hắn vượt qua thấp bé tường vây, nhiệt đới Mỹ lệ đóa hoa ngay tại tường đấu tranh nội bộ kỳ khoe sắc, che giấu tường hoa về sau, nhìn lén các võ sĩ hành quân yểu điệu thuộc nữ. Hoa cởi tàn màu đỏ thẩm hạnh nhỏ, chim én phi lúc, nước biết nhân gia quấn. Trên cành tơ liễu thổi lại ít, thiên nhai nơi nào không có thơm. Xô lót tháo nón an toàn xuống, cười hướng thuộc nữ điểm đầu thăm hỏi. Cái kia thục nữ liền mỉm cười đáp lễ, lộ ra không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp, còn có đeo lục tùng thạch dây chuyền cái cổ. Đây là trí tuệ tượng trưng cũng đại biểu 15 đến 20 tuổi ở giữa, tại can mi các cầu học học sinh quý tộc. Lộ có cỏ thơm, định có lan chi. Hoa là võ sĩ sinh mệnh tượng trưng, hoa viên là thân phận quý tộc tiêu chí, đóa hoa thì là hiến cho thần linh cùng tôn giả lễ vật. Tê-nô-chi-ten vừa là trên hồ chi thành, là đá trắng chi thành, là thần miếu chi thành, cũng là hoa chi thành. Đại thần miếu sứ giả sớm đã ở chỗ này chờ chực. Căn cứ vào cao thượng lễ tiết, sứ giả hướng A Huyết cung kính dâng lên một cái tinh mỹ vòng hoa, còn có một bó tiên diễm vũ mau. Vòng hoa là từ bên hồ vườn thực vật bên trong ngắt lấy đóa hoa, tiếp đó do thần miếu thánh nữ bệnh mà thành. Vườn thực vật bên trong an trí đủ loại tiếng cống kỳ hoa dị thảo, cũng là các tế tự thiên vị thảo dược thu thập điểm. Vũ mau đồng dạng đến từ trong thành loài chim vườn bách thú, vị tại đô thành đông hồ đảo nhỏ, bên trong thả trong cò trắng, hồng tước, phong điểu, quan trĩ, vũ yến, còn có rất nhiều bị thực vật hấp dẫn mà đến tiên diễm chim chóc. Tại đô thành giữa hồ chủ đảo phía Tây, tắc thì có một cái tu kiến tinh xảo giả thú vườn bách thú, bên trong có thông minh lụa mau hầu, linh xảo hoảng lộc, ngốc manh đồn chuột, đào hang con ta tu dư cùng leo cây mèo rừng. Mà tại giả thú vườn bách thú phía Bắc, thành thị trung tâm ngã về Tây, tắc thì có một khối gần trăm mẫu trong thành hồ. Chung quanh dùng đá trắng gọt giũa, chia làm bất đồng khối nhỏ, chăn nuôi thưởng thức dùng ăn cá nước ngọt, sắc thái lộng lẫy cá cảnh nhiệt đới, còn có đến từ xa xôi Nam Phương kỳ lạ ăn thịt ngư. Y theo lệ cũ, A à huyết tại trên mũ giáp bó tốt vũ mau, tiếp đó đeo lên vòng hoa, tại sứ giả dẫn dắt hạ đi về phía Nam Phương cách đó không xa hỏa thần khuê sát tân thần miếu mà đi. Vương thất nhạc công ngay sau đó thổi lên to rõ ốc biển, kéo dài bên trong âm kèn lệnh, lại gõ đấm hùng hậu trống da, ca tụng từ thần linh đến quốc vương lại đến võ sĩ nhân gian. Cởi xuống dọc đường, xô lót nhìn đến rất nhiều thú vị xã khu cột mốc đường, u gốt ở bên cạnh cười giảng giải. Vẽ lấy đăng tâm thảo, tới gần thủy đạo, thò đăng khoa, xã khu, vẽ lấy bụi cỏ lau, tới gần bên hồ, a ca ngươi thẳng, xã khu, vẽ lấy hồ nước, gần đây lắp ra, ta à mã cái kia ngươi khoa, xã khu, còn có vẽ lấy trường thảo, vị tại hòn đảo trung tâm, ngải sửa theo đông khoa, xã khu. Những tên này đại biểu cho xã khu ban sơ thành lập lúc, dưới chân thổ địa gián vẽ. Mà bây giờ, xô Lót phóng tầm mắt nhìn tới, tại quá khứ thổ nhưỡng cùng trên hòn đá, là thẳng tắp tùng bách, tiên diễm đóa hoa, đá trắng cầu nối, vẽ màu ốc xá, rộn ràng hành lễ đám người. Còn có khắp nơi có thể thấy được thần miếu, trong thần miếu vàng bạc hoa văn trang sức thần tượng, sâu thẳm lượng lờ tùng hương, cùng với xã khu các tế tự hoa lệ ngâm sướng, hướng trở về vương giả dân lên chúc phúc. Nương theo lấy tiếng ca cùng tùng hương, đội ngũ hướng đông nam mà đi trước mắt dần dần giãn ra, tại đô thành bờ đông, một đạo dài dằn giặc bạch đê cũng cuối cùng xuất hiện ở trong mắt xô lót. Đầu này bao la hùng vĩ trường đê vạch qua Nam Bắc, trọn vẹn hơn 10 cây số, như thủ hộ thần huy động trường tiên, đem tét cô cô hồ trực tiếp phân làm hai nửa. Phía tây là tinh tế khai thác nước trong hồ, nước hồ thuận trăm cây số trường mương, một đường từ Purecha cao địa dẫn tới, tưới nước dọc đường Chi Nam, cũng cung cấp đô thành mấy chục vạn thị dân phía đông thì là ngàn thuyền ngang dọc hồ nước mặn, lui tới thiên nam địa bắc thương thuyền, đi thông rộng lớn hơn nam bắc thủy hệ, thẳng đến biển Ca, Ri, B. Trường đê điều tiết đông tây hồ thủy muối phân, cũng bảo hộ lấy đô thành khỏi bị mùa mưa hồng thủy quấy nhiễu, đây là Mexico tổng kiến trúc sư kiệt tác, tương tự đều sông yển to lớn thiết kế. Đông tây hai bên, lam nhạc hoặc là xanh đậm, nhộn nhạo khiêu động giai điệu, đồng thời dưới ánh mặt trời lấp lóe ngân quang tiếp đó cùng xa xôi thiên không tương tiếc, tụ hợp vào thần linh hoa viên. Yên liễu hòa cầu, phong màn thúy màn, so le mười vạn người gia. Vân thụ cuốn đê sa, sống giữ quyển sương tuyết, lạch trời không bờ. Đối mặt loại này nhân gian mỹ lệ cùng bao la hùng vĩ, xô lót lại có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ là không tự chủ mỉm cười, truy tìm trong trí nhớ tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen. Tiếp đó vạn quân chen chúc, chờ đợi một ngày sướng ẩm say như chết, đi say nghe tiêu trống, ngâm thưởng yên hà. Hành tẩu hơn một giờ, đi ngang qua mười mấy xã khu. Đại quân cuối cùng đi tới hỏa thần khuê sát tân thần miếu, một tòa cao hơn 20 mét đỉnh bằng kim tự tháp, thần điện tắc thì vị tại đỉnh tháp. Khuê sát tân là mê nhân hỏa thần, là lục tùng thạch chi chủ, cũng là chí lão thần. Hắn một cái tên khác là Vê Vây Théo Đặc Nhĩ, Vê Vây trưởng lão hàm nghĩa chính là đến từ đây hỏa thần miếu không cao lớn lắm, lại đặc biệt rộng lớn. Mặt tường do màu đỏ hỏa sơn nham kiến trúc mà thành, dị thường kiên cố mà dùng bền, như là một cái cỡ nhỏ thành lũy. Tại thủ đô khu hạch tâm ngoại vi nhập khẩu, có bốn cái kho quân giới, bảo hộ lấy hạch tâm nhất đại thần miếu thần điện khu, vương thất cung điện khu, đại quý tộc phủ đệ cùng thủ đô thị trường. Nơi này là phương Bắc kho quân giới, cũng là kiên cố phương Bắc cứ điểm. Nam phương kho quân giới là vị trí đem đối ứng tử thần Solo thần miếu, phương Tây kho quân giới là Tlopo Trang Bình dân trường quân đội, phương Đông kho quân giới là phía Đông Nam Nam phương hằng tinh thần miếu. Kho quân giới bình thường trú đóng có mấy cái tiểu đội võ sĩ, cảnh giới đô thành trật tự cùng trị an, cũng bảo vệ hạch tâm nhất giai tầng thống trị. Thần miếu cùng trường quân đội cao lớn mà kiên cố, là thiên nhiên cự thạch thành lũy. Bất quá từ xây thành đến đây, nửa cái thế kỷ bên trong, bốn cái kho quân giới cũng không từng phát huy quá cứ điểm quân sự chức năng. Bởi vì theo AZ đế quốc thành lập, không còn địch nhân có thể xâm lấn thủ đô. Mexica chiến tranh, luôn là đơn phương đối ngoại khuếch trương, mang về vô số cống phú, tưới nước nở rộ trong hồ đô thành. Trong thần điện chính là cao mấy mét hỏa thần thần tượng. Hỏa thần là một tên đá điêu khắc cường tráng nam tử, đầu đội có đánh dấu hỏa diễm ký hiệu hoàng kim đầu đội, trên mặt là đen đỏ diện màu, miệng hai bên nhô ra bạch ngân răng, thân trên để trần, ngực mang vô số lục tùng thạch khảm nạm hồ điệp trang sức, sau lưng là một thanh sắc thái tiên diễm hắc diệu thạch trường đao. Tại thần điện tế tự dẫn dắt dưới, đám người tiến nhập thần điện, từng nhóm hướng hỏa thần hành lễ. Hỏa thần tế tự hướng A Huyết dân lên lục tùng thạch ngực sức, cấp quốc vương thắt ở trước ngực. Số lót cũng hành lễ cầu nguyện, cầu nguyện lục tùng thạch gợi mở trí tuệ. Sau đó là một nhóm một nhóm trực thuộc võ sĩ bọn hắn lấy tiểu đội làm đơn vị tiến hành cầu nguyện, chúc phúc chiến tranh kết thúc và bình an trở về. Đương nghiêm túc cầu nguyện sau khi hoàn thành, các võ sĩ liền mặt hướng A Huyết đại lễ thăm viếng, sau đó tạm thời giải tán, trở lại chính mình xã khu. Tiếp xuống, đại quân cũng sẽ không tiến nhập thủ đô Hạch Tâm. Dựa theo Mexica quân sự xã hội quy phạm, Hạch Tâm nhất thần điện khu nắm giữ cao quý nhất uy nghiêm, cung điện khu tắc thì không hướng phổ thông võ sĩ mở ra đây là vương thất cùng đại thần miếu uy tín, không nên tùy ý tổn hại. Trở lại Đô Thành về sau, Guillermo đã lại lần nữa cùng ngành tình báo liên hệ, xác định trưởng lão Tlocaleo cũng không phản đối A lên ngôi. Trên đường đi, đại thần miếu hoan nghênh lễ nghi cũng là quốc vương đẳng cấp. Cho nên tại đơn giản sau khi thương nghị, A Huyết liền y theo chính trị quy tắc, tại kho quân giới giải tán quân đoàn, chỉ để lại tân bổ đủ 2.000 gia tộc võ sĩ quân đoàn giải tán hao tốn mấy canh giờ. Kuluka, Berto còn có bê gui đều theo thứ tự hướng xô lót cáo biệt, bọn hắn muốn về đến xa cách đã lâu ra, ông ấp tưởng niệm thân nhân, cảm tạ tử thần lưu bọn hắn lại sinh mệnh, cảm tạ chiến thần để bọn hắn đắc thắng trở về. Chỉ có lẽ loi một mình bơ còn bồi tiếp xô lót, tan thương ấn khắc tại hắn trầm tĩnh trên mặt, giống như thần miếu bên ngoài tẩy luyện ngàn năm hỏa sơn nham. Đương hai ngàn võ sĩ lại lần nữa vây quanh vương kỳ xuôi nam, Thái Dương đã ngã về Tây. Càng đi thành thị hạch tâm mà đi, địa thế tắc thì càng phát ra trống trải, đường sông dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là giữa hồ đại đảo trung tâm, Mexico đô thành bang sơ thành lập địa phương, cũng là thần điện khu vị trí. Rộng lớn thần điện khu bị cao 3 mét tường đá chỉnh tề còn cuốn. Những thứ này đã từng cao lớn tường đá, bây giờ nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới, phủ phục tại đại thần miếu dưới chân. Đáng nhắc tới chính là, trên tường đá tràn đầy sinh động hình rắn phù điêu, làm thành nghiêm chỉnh hình vuông, mà mỗi một biên chiều dài đều là 36 năm mét. Cái này có lẽ là một cái kinh người trùng hợp, tượng trưng cho mây A Thái Dương lịch Pháp bên trong tháng 1 năm 36 năm ngày. Thần điện khu bao hàm có vài chục tòa bất đồng thần miếu. Tương đối trọng yếu là đồ vật gốc hẻo lánh, nơi đó theo thứ tự là có hai tòa cao tới 40 mét đơn kim tự tháp một tòa thờ phụng vũ xà thần que danh chút. hắn nắm giữ phong thần thiên không thần sao trời chi thần hóa thân diện mang theo đầu ưng tạo hình mặt nạ tài treo khúc hình vỏ sò treo sức trước ngực đeo theo lấp lóe ốc biển một tòa khác thờ phụng nguyên sơ thái dương tecalipta hắn cũng là dạ thần mà pháp thần chim bạc cùng vận mệnh chi thần nắm giữ màu đen khuôn mặt cùng thân thể màu vàng đầu đội dùng biến hóa không chừng tấm gương thay thế bàn chân bất động vũ khí thì tại bên cạnh hắn vần quanh. Mà thần điện khu trung tâm, trong hồ đô thành trung tâm, AZ đế quốc trung tâm, thậm chí Mexica thiên hạ trung tâm, chính là thần quốc ở nhân gian hình chiếu, người cùng thần câu thông thánh sở, cao 60 mét sông tử kim tự tháp, không có gì sánh kịp đại thần miếu. Xô lót xuyên qua tường vây. Hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, để trên đầu trường vũ rũ xuống, tiếp lấy há miệng quên ngôn, chỉ có thể lặng lặng nhìn chăm chú lên cái này cổ điển thời đại kỳ quan, kích động trong lòng cuồng trào mãnh liệt tình cảm. Hùng vĩ đại thần miếu như là dãy núi, cao vút trong mây đầu, chiếm cứ tất cả ánh mắt. Đại thần miếu cái đế dài rộng đều có hai ba trăm mét, thuần dùng bạch sắc cự thạch lũy thế, chống đỡ lấy nguyên Nga thượng tầng bình đại. Cái đế phía trên là sông Tử Kim Tự Tháp, do bốn cái nghiêng về bậc thang cấu thành, mỗi cái bậc thang cao chừng 10 mét, trung gian có một cái thông đạo liên tiếp. Dọc theo thông đạo leo lên bốn cái bậc thang, liền đến kim tự tháp đỉnh, một cái cự đại bình đài. Bình đài trường vì trăm mét, rộng tám mươi mét, như là gánh chịu thần linh vương tọa. Mà đỉnh bằng phía trên, chính là cao cư không trung thần điện. Thần điện cao tới hai mươi mét, bên trái là mây A Lam Vũ thần điện, cung phụng vũ thần, nông nghiệp chi thần, phong bạo chi thần Tlaloc. Phía bên phải là hỏa sơn đỏ chiến thần điện, cung phụng chiến thần, thái dương thần, thủ hộ thần Hujilifo. Thần điện màu lam đại biểu mùa mưa cùng hạ chí, hồng sắc tắc thì đại biểu máu tươi cùng chiến tranh. Đây là Mexico nhân tín ngưỡng bên trong trọng yếu nhất hai vị thần linh. Tlaloc ban cho đồng ruộng bội thu, ngăn cản hồ nước hồng thủy, mà Hujilifo ban cho chiến tranh thắng lợi, mang đến nhân gian quang minh. Nương theo lấy hai vị thần linh tín ngưỡng, nông nghiệp cùng chiến tranh, liền như là trong thân thể bản năng, khắc họa nhập Mexica nhân huyết nhục cùng xương cốt, chỉ đạo đế quốc tiến lên. Mỗi cái trước thần điện đều có cự đại chậu than, thánh hỏa đang không ngừng thiêu đốt, cả năm không ngừng. Hỏa chủng bắt nguồn từ lên một cái 52 vòng tuổi hội kết thúc, năm 1455 tận thế tế tự điển lễ. Vào năm ấy cuối cùng một ngày, đương thời tổng tế tự leo lên Acer đại kéo thánh sơn tối đỉnh phong, chờ đợi mão túc tinh đoàn xuất hiện. Tiếp đó, hắn tại thần duệ tế phẩm lòng ngực nhen nhóm thánh hỏa, lại từ tinh nhuệ nhất võ sĩ một đường hộ tống, thẳng đến đại thần miếu thánh hỏa lại cháy lên. Điều này đại biểu thế giới đem lại lần nữa chuyển động đến hạ một cái 52 năm. Đế quốc các võ sĩ chắc chắn sẽ có phát ra từ nội tâm cảm giác cấp bách. Bọn hắn phải không ngừng phát động chiến tranh, tới lấy lòng không trung thần linh, phòng ngừa tận thế đến. Chiến tranh liền như thế trở thành võ sĩ sinh hoạt một bộ phận, như là theo sát phía sau tử vong. Lối vào thần điện thủ vệ tính ra hàng trăm thần miếu võ sĩ. Mà đang trầm mặt như điêu khắc võ sĩ Giang, thì là lịch đại kiệt xuất võ sĩ chân chính điêu khắc. Bọn hắn lấy kiên nghị tư thái, cầm nắm lấy dài rộng mấy thước cờ xí, cờ xí thường tung bay bất động tư thái hai vị thần linh. Điều này đại biểu quý tộc cùng võ sĩ đối thần linh hiệu trung cùng kính dân. lót nhìn kỹ lại, cờ xí thượng sinh động như thật. Tlaloc có che đậy con mắt mặt nạ, diệt xám vũ mau đồ trang sức, Jaguar trăng nanh, một tay cầm hoàng kim bắp ngô cán hoặc tính chất tượng trưng thiểm điện bổng, tay kia thì là ban cho hàng vũ ấm nước. Thần bối cảnh là hiến tế Jaguar. Hu Jilifo mang có lam lục sắc phong điểu mũ giáp, đầu phát nơi là nở rộ như thái dương vũ mau, trên mặt là màu vàng cùng màu lam đường vân, một tay cầm tượng xa cùng giống như tấm gương quyền trượng, quyền trượng cũng tương tự ném mâu, một tay cầm ưng vũ mau thuẫn bài, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thần bối cảnh là hiến tế hai chân tế phẩm. Đây là kiệt xuất nhất hòa sĩ dùng tới sang quý nhất thuốc màu, mang theo lớn nhất sùng kính cùng hoảng hốt, miêu tả ra Mexica trong người thần linh. Còn chân chính thần linh là cái dạng gì? Lại là quyết định tại bất hữu nhân vật trong tay. Từ thần điện đến cùng tòa, cả tòa đại thần miếu đều bao trùm có nặng nề màu đen đường vân cùng thải sắc hội họa uống lượng giữ tợn xa là thường thấy nhất hình tượng, kế tiếp là vũ thần sở thiên vị Jaguar, chiến thần chỗ yêu thích hùng ưng. Khuynh hướng vũ thần một bên điểm suyết lấy dạng bút bắp ngô, đậu ván, bí đỏ cùng cây xương rồng, mà chiến thần một bên tắt thì vẽ lấy đủ loại bị bắt chim thú tù binh. Đại thần miếu như là trong thần thoại giáng lâm thế gian thần sơn, cao ở vào trong hồ đô thành trung tâm. Truyền thuyết vũ thần đặt lạc lóc từ bên trong ngọn thần sơn mà đến, mà chiến thần tại xà sơn chinh phục những cái khác chư thần. Sơn là đại thần miếu hình tượng khởi nguồn. Mà nhiều đời quân chủ đều đang không ngừng mở rộng sơn quy mô. Từ năm 1325 lần đầu hoàn thành đến đây, đại thần miếu đã mở rộng 4 lần, mỗi một lần đều là tại vốn có thần miếu bên ngoài một lần nữa thành lập càng lớn cự thạch ngoại tầng. Nói cách khác, ở trước mắt sông Tử Kim Tự Tháp bên trong, còn có trọn vẹn 4 tầng khảm bộ thần miếu mà bây giờ lần thứ năm mở rộng đang tiến hành lần này mở rộng đem tiếp tục khuếch trương kim tự tháp tường ngoại nhưng duy trì thần điện không thay đổi mỗi một lần mở rộng hoàn tất đều mang ý nghĩa một tràng quy mô chưa từng có cỡ lớn tế tự từ vũ thần yêu thích động vật đến chiến thần tất yếu tế phẩm tại to lớn đại thần trước miếu có là một đầu ngang qua trường mương kéo dài phân số tròn đạo đi thông chỉnh tề bài bố chứa nước hồ tại mặt trời chiều kim sắc quan mang dưới, đại thần miếu đỉnh hóa thành chói mắt thiên quốc, mà miếu thờ cái bóng lấp lóe tại trường mương bên trong, như là sáng chói nhân gian. Một loại không có gì sánh kịp trang nghiêm cùng thần bí, liền gián lâm tại sùng lễ giả trong lòng. Cầu nguyện đám người cứ như vậy cổng mặt trời chiều, thành kính phủ phục tại đại thần miếu dưới chân, run rẩy cảm thụ thần quan mang. Trong đó thậm chí bao gồm tính ra hàng trăm gia tộc võ sĩ. Solot ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thần miếu, hắn rất muốn ngâm hai câu thơ. Tỷ như cung điện hồng vân phủng tử hoàng, sông rõ ràng điện cuốn ủng sông tường. Lại hoặc là sơn tiểu xuyên biển mây, lầu cao nhập yên tiêu, không biết gì cung điện, đông vọng út điều nhiêu. Lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy nghĩ chốc lát, Solot mới hiểu được nguyên nhân. Tại hoa hạ văn hóa bên trong, cũng không đem thiên thần xem như chí cao vô thượng đối tượng tới sùng bái mà thế gian này cái gọi là thần miếu, tất cả bao la hùng vĩ liền đều chỉ vì thần mà tồn tại, tuyệt không phải nhân gian cảm hoài. Vì vậy, thiếu niên hơi hơi cúi đầu, hướng về thần linh thần điện. Hắn đầy ngập cảm hoài hóa thành một câu cổ lão tán tùng. Tại chúng ta thần trong thành, tại thần trên thánh sơn, nên thụ khen lớn Mỹ. Vân cùng sơn bến bờ. Thần ánh mắt lướt qua quần sơn. Mà lúc này cách đó không xa, mặt trời chiều nhuộm đỏ đại thần miếu phía đông, thủ tịch đại thần trong cung điện, có một vị dị thường lão giả già nua. Hắn đang dùng thần ánh mắt, lướt qua cung điện đại môn, đảo qua cách đó không xa đi tới vương kỳ, không mang theo mảy may cảm tình. Tại bên cạnh hắn, thì là mặt mũi hiền lành, đầu đội hắc diệu thạch thần quan, người mặt tối cao tế tự phục sức, ôn hòa mỉm cười tổng tế tự ki chơ. Lại sau này, là khoanh tay mà đứng, cung kính làm bạn, mặt tròn hơi mặt tế tự trưởng lão Ugeo. Cuối cùng thì là mười mấy tên trưởng lão vệ đội, trầm mặt không nói gì. Cầm đầu một tên mặt như điêu khắc võ sĩ, trong ngực ôm một cái tiểu xảo bình gốm. Tôn kính trưởng lão, ngài mời xem. Khi chơ cúi đầu thăm hỏi, ngón tay hướng đội ngũ trung tâm. Nơi đó có một vị khuôn mặt thanh tú, dị thường tuổi trẻ thiếu niên, chính rung động nhìn lên trên trời thần miếu. Tổng tế tự vì vậy mỉm cười. Quốc vương cái chết, đương là đứa bé kia cách làm. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Vận mệnh cùng độc dược Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 88 Vận mệnh cùng độc dược mặt trời chiều chiếu hạ chói lọi quang mang, như là thiên thần uy nghiêm nhìn xuống ánh mắt ở nhân gian lưu lại nghiêng về cái bóng. Thân miếu cùng cung điện đỉnh liền ánh chiếu tại ráng chiều bên trong, lóe ra khó mà nhìn sáng chói, hóa thành nhân gian thiên quốc thần tọa. Mà trên thần tọa, có một vị thống ngự đế quốc 50 năm lão giả. Hào quang mơ hồ mặt mũi của hắn, chỉ để lại một đôi bao hàm thiên hạ, trải qua thế kỷ, tàn thương vô tình con mắt. Nghe được tổng tế tự kỳ chơ, lão giả liền hơi hơi cúi đầu chú mục, nhìn về phía dưới chân như là lá cây thiếu niên nhìn đến thiếu niên cái kia mầm non niên kỹ, lão giả cảm hoài nhẹ nhàng than thở. Vũ thần than thở hội hóa thành gió thu, mà gió thu tiêu tiêu lướt qua, lá cây liền rì rào mà xuống, phiêu linh rơi vào bụi đất. Đứa nhỏ này là tiểu siêu tét cháu trai. Năm này 13 tuổi. Lão giả bình tĩnh hỏi đến. Thời quan để thanh âm của hắn biến già nua, lại chỉ là xóa đi thanh âm bên trong tình cảm, mà vô pháp cải biến từ đầu đến cuối như một cứng rắn đúng vậy trưởng lão solot là siêu tét đại tế ti rất nhiều cháu trai trung một cái hắn xem như vương thất chi hệ nhưng đã qua tứ đại nghe nói xem như trao đổi siêu tét ủng hộ điều kiện a à đem hắn lập làm người thừa kế mà cổ con trai trưởng montemuma nhị thế năm nay 7 tuổi khi chơi tiếp tục mỉm cười tôn kính cúi đầu đón lấy hắn trầm ngâm chốc lát lại bổ sung đứa nhỏ này nắm giữ túc tuệ. Cũng có người hướng ra phía ngoài tuyên bố, hắn là vĩ đại môn tê mà nhất thế chuyển thế. Nói đến đây, khi chơ trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, cái này nghe đồn tồn tại, hắn là lại biết rõ rành rành. Nghe được mất đi huynh trưởng danh tự, lão giả ánh mắt ngưng tụ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn kia chơ một cái. Tổng tế tự thản nhiên lại lần nữa cúi đầu. Lão giả không có hỏi thăm. Hắn lẳng lặng nhìn xem dưới chân đám người, nhìn xem vương kỳ hạ quốc vương cùng thiếu niên, nhìn xem ánh mặt trời đem bọn hắn bao phủ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Khi chờ. A à Huyết vết ti dốc. Chuyện này đúng không? Khi chờ ánh mắt co rút lại. Hắn tỉ mỉ cân nhắc lão giả mỗi cái chữ, mới cúi đầu cẩn thận đáp lời. A à Huyết điện hạ so ti dốc quốc vương càng có chiến trường năng lực vương vị thay thế đối vương thất tương lai có lợi nhưng hắn giết chết ti dốc quá trình quá thô bạo tổn hại vương thất uy nghiêm huống hồ trận này đoạt vị cũng không có chuyện trước trưng cầu ý kiến của ngài bằng vào ta thiển kiến cho dù đoạt vị chính xác cũng có thể chịu đến trừng trị lão giả nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu động tác này bị làm bạn nhiều năm khi chơi nhạy cảm bắt được tổng tế tự liền lại lần nữa mỉm cười Nehajunja Troel tại Atotinico hiện tại trong tay có 16.000 người. Lão giả dùng trần thuật ngữ khí hỏi. Đúng vậy, trưởng lão Minh xét. Troel quan chỉ huy đã thoát ly cùng Tarasca người tiếp xúc. Dưới tay hắn có 8.000 Cô trực thuộc võ sĩ, 8.000 Đông bộ thành bang võ sĩ. Otopan vây thành sau khi thất bại, Tarasca người liền không còn tiến công, đông bắc đường biên giới trên hiện tại chỉ là dàn co khi chờ kính cẩn bẩm báo, ngay sau đó im lặng tức thanh. Lão giả lại lần nữa trầm tư. Lần này, hắn trầm mặt thời gian tương đối lâu, trong cung điện một mảnh nghiêm túc, u gheo cũng nín thở. Lại thêm hậu phương tỉnh tự như pho tượng trưởng lão vệ đội, lớn như vậy cung điện tự như cùng một bức ngưng kết bức tranh, bôi trét lấy mặt trời chiều ánh nắng chiều đỏ, lại dường như im ắng thần vực, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khi chờ, người đi nghênh đón A Huyết nói cho hắn ngày mai tới gặp ta kế nhiệm vương vị lão giả bình tĩnh quyết định tương lai quốc vương ngươi chuẩn bị kỹ càng a huyết kế nhiệm điển lễ triệu hồi troel tước đoạt hắn thống binh quyền lực tiếp đó xử tử thủ cấp thị chúng tội danh là tự ý rời vị trí mất đi lương đạo dẫn đến ô tô pan vây thành thất bại hết thảy sau khi hoàn thành đem cái này tin tức cấp Hunja beriu đưa qua nói cho ta phản ứng của hắn lão giả lạnh lùng tuyên bố đám người vận mệnh, như là nắm giữ vận mệnh nguyên sơ Thái Dương. Kế nhiệm điển lễ sau đó, siêu tét gia hài tử tự giao cho ngươi xử trí. Tiểu siêu tét đi theo huynh trưởng nhiều năm, nhớ kỹ để cháu của hắn, đi không có thống khổ. Nói xong lời nói lạnh như băng, ánh mắt của lão giả bên trong lại mang theo một tia ôn hòa. Kia là xa xưa mà ông nhu hồi ức, lâu đến huynh trưởng vẫn là tráng niên, đại tế ti siêu tét cũng là đồng dạng 13 tuổi tuân theo ngài ý chỉ khi chơi trên mặt vẫn là không có kẻ hở dáng tươi cười hắn thật sâu hành lễ các ngươi đi xuống ta mệt mỏi lão giả cuối cùng nói dưới trời chiều hắn chậm rãi nhắm mắt lại lâm vào xa xăm hồi ức kia là tinh lực vô hạn chinh chiến tuế nguyệt khi chơi duy trì hành lễ tư thế im ắng lui lại ly khai khi hắn trải qua cung điện hậu phương trưởng lão vệ đội lúc lại mỉm cười hướng cầm đầu võ sĩ hành lễ. Võ sĩ cũng không có đáp lại, hắn chỉ là ngừng kết ôm trong ngực tinh xảo bình gớm, nghiêm túc thủ vệ trưởng lão. Khi chơ ánh mắt tại bình gớm trên dừng lại trong nháy mắt, tiếp tục mỉm cười ly khai. Sau lưng hắn, là đồng dạng rời đi tế tự trưởng lão Ugeo. Ugeo không có phản ứng cầm đầu võ sĩ, trực tiếp ra khỏi cung điện. Hai người ra khỏi cung điện, đi ra trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Ugel lúc này mới chà sát đem mồ hôi trắng, thở phào một hơi, tiếp đó buông lỏng hoạt động hơi mập thân thể. Thì sau nhất thu, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, để trên mặt hắn có chút hàng lãnh. Khi chờ, người đối một cái võ sĩ cũng hành lễ, thật là làm cho tế tự trưởng lão nhóm trên mặt không ánh sáng. Ugel nhếch môi, hướng về khi chờ chế dễu đến. Khi chờ trên mặt vẫn là ấm áp mỉm cười, để cho người như mộc xuân phong hắn nhàn nhạt nhìn ugeo một cái như là nhìn xem một khối gỗ mục tiếp lấy hắn không nhìn chế dẻo tiếp tục đi đến phía trước ugeo trên mặt một trận phát xanh nhìn hai bên một chút chỉ thấy được nơi xa thủ vệ thần miếu vệ sĩ hắn lúc này mới tiếp tục cười nói vĩ đại montemuma chuyển thế lời đồn hẳn là ngươi khuếch tán ra a à, chật chật thật sự là tâm ngoan thủ lạc liền đối phó một cái 13 tuổi hài tử cũng muốn dùng loại thủ đoạn này. Khi chơi dừng bước. Bốn bề vắng lặng, chỉ có phía trước mấy chục năm quen biết đã lâu, hắn lúc này mới đem trên mặt mỉm cười thu hồi, hóa thành lạnh nhạt khinh thường. U gheo, có đôi khi ta thật sự là nghi hoặc, cò trắng lưu lại tại thánh sơn trên đỉnh, bên cạnh vì sao lại trà trộn vào tới một đầu gà tây. Ngu xuẩn mà ồn ao. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tại U gheo phát tác trước, tiếp tục thanh thế bức người thỉnh dùng ngươi đây chẳng qua là vật phẩm trang sức đầu to, hảo hảo suy nghĩ một chút. Đứa bé kia hiện tại mới 13 tuổi, cũng đã là cấp 5 thổ lan tế tự, a à huyết người nối nghiệp, còn có siêu tét nhất hệ đại tế ti truyền thưa. Không thừa dịp chim ưng con còn ấu tiểu thời điểm, một nắm đem hắn bóp chết, khó được còn phải đợi hắn từng bước một trưởng thành, chờ đến hùng ưng vô pháp chống cự đập vào mặt, mổ mù con mắt của ngươi sao. Khi chơ lăng lệ giận giữ mắng mỏ, cuối cùng không che giấu nữa tổng tế tự phong mang có người dạng này một cái tế tự trưởng lão thật là làm cho trên mặt ta không ánh sáng nguyên thoại hoàn trả sau đó khi chơi nhẹ nhàng than thở hắn ở trong lòng hoài niệm ketoko ta xuất sắc chất tử ngươi bản sẽ không chết nếu như không phải hắn bảo vệ kuluka dốc ta thuận theo học sinh ngươi chết cũng bởi vì hắn ugeo trên mặt một trận xanh đỏ giao thoa lại bị tổng tế tự khí thế ép vô pháp đáp lại hắn thất thanh chốc lát mới trả lời xác thực không thể để cho đại tế tiên nhất hệ thắng chúng ta vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào tử sắc cây mau địa hoàng nước chỉ cần một muỗng nhỏ hai khắc đồng hồ nội tâm tạng chật nhảy mà chết đồng dạng nhã căn thụ nước nôn mửa tâm suy tử vong màu đen đế căng thảo tiêu chảy tâm suy tử vong còn có tử vong điểm đỏ độc nấm, xuyên ruột lạng bụng, nội tạng chảy máu, nửa cái ban ngày tử vong. Nếu như phải nhanh hơn một chút, thủy rắn hổ mang độc dịch, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, toàn thân máu đen, hư thối mà chết. Đầu mâu xà độc dịch, năm khổng đổ máu, cơn sốc mà chết. Rắn cặp nông độc dịch, làn da phát tím, hô hấp gian thổ huyết mà chết. Còn có mỹ vị ngư đồn noãn xào, ăn chất độc, trong nháy mắt toàn thân tê liệt, hô hấp suy kiệt tay chân run rẩy mà chết. Ha ha, không đúng, vẫn là chậm một chút đi, màu nâu đỏ bụi cây khuẩn tốt nhất, vô thành vô tức gian, nội tạng suy kiệt hóa lỏng, sau mười mấy tiếng mới trì hoãn tử vong, không người nào có thể phát hiện. Khi chơ thấp giọng trầm ngâm, lại cố ý để Ugel có thể nghe được. Nghe những thứ này đáng sợ độc dược, Ugel hơi mập thân hình run nhẹ nhẹ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Khi chơ, ngươi cái này lão độc vật ngươi từ chỗ nào học được nhiều như vậy độc phương? Có phải hay không là ngươi thuận miệng gạt ta? Ugel đề cao tiếng nói, có chút sợ hãi thấp gọi. Ugel, ngươi cái này bất học vô thuật gà Tây. Khi chơ mỉm cười, trêu tức nhìn xem quen biết đã lâu. Chúng ta đại tế tiên nhất hệ truyền thừa, ngươi liền không có tỉ mỉ nghiên cứu qua sao? Độc dược đã có thể giết người, cũng có thể cứu người, càng có thể gạt người những thứ này nhưng là chân chính vật hữu dụng. Ugeo cường hành khôi phục trấn định, ra vẻ hung ác nhìn xem Ki chơ. Lão độc vật. Nếu như ngươi dám đem những thứ này độc dược dùng tại ta thân tộc cùng trên người của ta, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì là vinh quang quý tộc trả thù. Khi chơ lại lần nữa cười khẽ. Hắn tới gần hai bước, mắt lộ hàng quang, nhìn chăm chú hơi hơi ngửa ra sau Ugeo, như là nhìn đến con mồi rắn độc lão gà Tây, ngươi hẳn là may mắn chính mình đầy đủ ngu xuẩn. Còn xin ngươi tiếp tục ngu xuẩn đi xuống. Đừng cho là ta không biết u gốt đi a à huyết nơi đó, đem ngươi tiểu tâm tư thu lại. Nghe vậy, u gheo trong lòng một hư. Hắn hơi hơi cúi đầu, bỏ lỡ kia chơ ánh mắt, im miệng không nói thêm gì nữa. Kia chơ lúc này mới quay đầu, khôi phục thân thiết mỉm cười, trong lòng trầm tư. Thật sự là ngu xuẩn không có trưởng lão ngầm đồng ý, ta sao lại dám tùy ý độc hại vương thất cùng đại quý tộc. Bất quá xem trưởng lão tâm tư, đối siêu tét còn có chút nhớ tình bạn cũ. Vậy liền dùng điều chế qua thánh thủy đi. Đơn độc uống gì sự cũng sẽ không phát sinh, sẽ chỉ toàn thân sung sướng thư sướng. Nhưng nếu như vừa uống xong võ sĩ k chấm CAO đồ uống, liền sẽ ở hai khắc đồng hồ phía sau đau chảy máu, tại chỗ té xỉu. Khống chế tốt liều lượng, chính là si ngốc ngơ ngác, thần chí không rõ, tứ chi tê liệt, bản thân bất toại. Tốt xấu có thể lưu lại một cái mạng, cấp đại tế tiên nhìn xem. Cố ý điều chế qua thánh thủy chính là hiệu quả rõ rệt đơn án oxy hóa môi ức chế tề, phối hợp thêm dầu có đơn án K.CAO, liền có thể dễ dàng để cho người huyết áp cấp tốc lên cao, đại não chảy máu trúng gió. Đây là đại tế tiên nhất hệ, cố ý nhằm vào võ sĩ cùng quý tộc tập tục, khai phát ra bí ẩn độc dược. Ở thời đại này, a chết cao cấp các tế tự, là chân chính dược tề đại sư. Nghĩ đến đêm đối thủ của siêu tét ký thác kỳ vọng cao hậu bối, biến thành ngu dại trẻ đần độn. Lại nghĩ tới siêu tét nhìn đến đây hết thảy thì biểu tình. Khi chơ nụ cười trên mặt liền càng phát ra thân thiết ấm áp, càng phát ra hòa ái dễ gần. Hắn cười ha ha, lưu lại ngay người U-Geo, mặt mũi hiền lành hướng về cung điện thần miếu hạ đám người đi tới. Nơi đó có một đầu tỉnh tỉnh mê mê chim ưng con, đang đợi không biết vận mệnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Mới gặp, tưởng nhớ ngây thơ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 89 Mới gặp, tưởng nhớ ngây thơ mặt trời chiều là bao la hùng vĩ kỳ quan, là già nua sinh mệnh, là không biết vận mệnh, cũng có thể, là mỹ lệ gặp nhau, Tại không lâu sau đó, Solot ngẩng đầu nhìn đại thần miếu. Hắn thấy không rõ thần điện bên trong thần tượng, cũng không có chú ý thần miếu sau cung điện, càng không nhìn thấy Bất Hủ Thái Dương, Lo Ca Leo. Tâm tình của hắn đã bình tĩnh trở lại. Mấy năm gian khổ võ sĩ tu luyện, chiến trường chém giết sinh tử ma luyện, để tâm linh của hắn đủ cường đại, đầy đủ tự điều khiển, có đầy đủ dũng khí đi đối mặt hết thảy khó khăn cùng hung hiểm vừa rồi đối thoại hắn không thể nào biết được. Hắn chỉ là nhìn đến một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, mang theo làm cho người như một xuân phong dáng tươi cười, nhanh chân hướng bên này đi tới. Lão nhân ước chừng hơn 50 tuổi, mang theo tôn quý hắc diệu thạch thần quan, hất lên tinh mỹ đỉnh cấp tế tự bào, một tay cầm một thanh mộc chế thần trượng. Hắn vóc người khá cao, chỉ là y phục rộng lớn, che đậy dáng người, cũng ẩn giấu đi trong ngực hết thảy. Xô lót phát hiện A Huyết lông mày hơi nhíu lên, nhìn chăm chú lên đi tới lão nhân, ánh mắt lạnh lùng mà túc xác Lão nhân vẻ mặt tươi cười, nhanh chân đi đến vương kỳ phụ cận. Tiếp đó, hắn cung kính, hướng về A Huyết, thật sâu cúi đầu hành lễ. Tôn kính mà thiện chiến điện hạ, tương lai thần duệ quốc vương. Ta, tổng tế tự kỳ chơ, hướng ngài cung kính thăm hỏi. Cũng tại Thái Dương thần chứng kiến dưới, dâng lên đại thần miếu tế tự đoàn, vĩnh viễn không cải biến trung thành. Nói xong, Ki Chơ không chút do dự quỳ một chân trên đất, đem đầu thượng thần quan lấy xuống, lộ ra hoa trăm tóc. Tiếp đó hắn thật sâu cúi đầu, lấy mái tóc giao cho A Huyết. Đây là phổ thông quý tộc hướng quốc vương tuyên thể hiệu trung lễ tiết. Đặt ở liên minh chí cao tổng tế tự trên thân, là tuyệt đối đại lễ thăm viếng. A Huyết khuôn mặt có chút động, ngay sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển sang lạnh lẽo hắn lạnh lùng nhìn trước mắt quỳ xuống đại tế ti, không nói một lời. Tràng diện nhất thời yên lặng, Solot yên lặng đánh giá cái này cùng tổ phụ niên kỹ tương tự, địa vị tương đối lão nhân, trong lòng vạn phần cảnh giác. Tổ phụ đã từng đã nói với hắn, tại vương đô, hắn cần có nhất đề phòng người, chính là ki chơ. Liên minh hai đại tế tự đoàn ở giữa, nhìn như một mảnh hòa thuận, kỳ thực ám lưu hung dũng. Qua nửa ngày, Guillermo một thanh ho nhẹ hắn lên trên hai bước từ a huyết sau lưng đi ra hướng ki chơ trang trọng hành lễ tiếp lấy đồng dạng đại lễ thăm viếng sau đó hắn đứng người lên đại biểu a huyết đem tổng tế tự đỡ dậy Kỳ chơ ngẩng đầu trên mặt là hoàn toàn như trước đây hiện lành mỉm cười hắn tiếp lấy hướng guillemot hành lễ guillemot cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ tiếp xuống hắn hơi hơi quay người đối mặt với Solot, nhanh chóng trên dưới dò xét nhìn đến thiếu niên oai hùng Hắn mỉm cười càng phát ra thân thiết động lòng người. Tiếp đó, tổng tế tự vậy mà hơi hơi cúi đầu, cũng hướng Soloth thi lễ một cái. Soloth có chút giật mình. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi mô động tác, vì vậy đơn giản đáp lễ. Ahut lúc này mới lên tiếng, phun ra lạnh lẽo cứng trắng câu chữ. Khi chơi, ngươi tới làm cái gì? Ta là đại biểu bất hủ trưởng lão truyền lời. Khi chơi nhẹ nhàng hướng lót gật đầu lại mặt hướng A Huyết cười nói chúc mừng điện hạ trưởng lão mời ngươi sáng sớm ngày mai tương kiến tiếp đó mau chóng tiến hành lễ đăng cơ điển lễ rất nhanh ngài chính là trong hồ đô thành đời thứ bảy chủ nhân liên minh đời thứ năm quốc vương là vua thượng chúc mô cũng mặt mỉm cười chúc mừng A Huyết A Huyết sắc mặt lúc này mới hòa tan một chút bất quá vẫn là không nói gì tôn kính điện hạ tiền nhiệm quốc vương cung điện đã để trống không bằng để ta tới dẫn đạo ngài vào ở khi chơ cười kiến nghị trên mặt là chân thành tha thiết cùng thân thiết a à huyết lắc đầu lúc này mới lên tiếng không cần nóng lòng nhất thời đêm nay ta về trước mẫu thân kế thừa môn mu cung chờ sáng sớm ngày mai trở lại ý kiến bất hủ trưởng lão tuân theo ý chí của ngài ta quốc vương khi chơ cung kính cúi đầu ngay sau đó nhẹ giọng nói đêm nay trong đêm, xin cho ta tới cửa bái phỏng, cho ngài dân lên chứng minh ta trung thành lễ vật. A Huyết ánh mắt ngưng lại, hắn không gật đầu, cũng không có phản đối, chỉ là trầm mặt chốc lát, phất tay quay qua. Khi chơi lại lần nữa hành lễ, cúi đầu cung tiễn A Huyết rời đi. Ánh mắt của hắn lại lưu tại lót rời đi trên bóng lưng, trên mặt càng thêm ôn hòa mỉm cười. lót đi theo A Huyết, tiến về thần điện khu phía tây, cung điện khu Trung Montemumma cung. Đây là vĩ đại Montemuma nhất thế cư trú cung điện, có được vinh quang lịch sử ký ức. Nhìn xem thấy ở xa xa cung điện, Solot lại không rảnh quan sát cung điện hình dạng và cấu tạo cùng quy mô. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên một trận phân loạn, tự như kích thích dây đàn, rung động không ngừng. Hắn vừa mới nghĩ lên, chờ đến A Huyết Gia, liền có thể nhìn thấy vị hôn thê của mình, năm gần 12 tuổi thiếu nữ, Alisa. Tuy là, Tại cái này bình quân tuổi tác bất quá hơn 20 tuổi thời đại, nữ hài phổ biến trưởng thành sớm. 12 đến 14 tuổi kết hôn sinh con bình dân có khối người. Nhưng đối với các đại quý tộc mà nói, cái tuổi này nữ nhi, vẫn chỉ là tiểu hà mới lộ gốc nhọn nhọn, là che chở trong nhà nụ hoa, cũng sẽ không để ngoại nhân biết được. Đối với Alisa hết thảy, Solot hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại vô số cái ngày đêm triển chuyển suy tư, tưởng tượng tương lai thê tử trong lòng tắc thì làm tốt tất cả chuẩn bị, đi bao dung đối phương hết thảy, vô luận đẹp xấu, vô luận tính cách, vô luận yêu thích, thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Solot đã từng hỏi gia tộc võ sĩ trưởng Seri, Seri lại lắc đầu không nói, chỉ là nhẹ nhàng than thở. Hắn mới không vui nói cho Solot, ngươi cái này ngốc phong điểu đi đại vận, vậy mà có thể lưu lại tại vương thất đóa hoa xinh đẹp nhất lên. Hiện tại, theo cung điện tới gần, Solot thấp thỏm trong lòng, bịch nhảy vọt, liền thủ tâm cũng hơi hơi suốt mồ hôi. Cuối mùa thu mặt trời chiều chiếu ở trên người hắn, vậy mà để hắn toàn thân phát nhiệt. Tự hồ sau một lúc lâu, lại hình như qua thật lâu. Thái dương vị lạc trước đó, Vương Kỳ đi tới cung điện bên ngoài. Dưới sự chỉ huy của Seri, gia tộc các võ sĩ thuần thục tản ra trú đóng. Lam nhạc cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, A à Huyết liền ức chế không nổi kích động trong lòng, nhanh chân hướng về phía trước hành tẩu như gió. Sớm có người hầu đi truyền lại tin tức. Xô lót lúng cuốn tay chân trì hoãn quá y phục. Cách một khoảng cách, hắn khẩn trương theo ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, như là lần thứ nhất đăng đường nhập thất tiểu tặc. Alisa Phía trước cuối cùng truyền đến A huyết kích động la lên. Thiếu niên toàn thân lắc một cái, ân cần nhìn về phía trước đi, lại chỉ thấy A huyết rộng lượng bóng lưng, cùng cúi đầu dùng sức ôm ấp ba ba. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe, tượng như chuông bạc truyền nhập xô lót trong tai, tiếp lấy nhảy vọt trong lòng hắn. Thiếu niên tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ, hướng A Huyết bên người tiến tới. A Huyết ôm thật chặt chính mình nữ nhi mến yêu, lại không dám thái quá dùng sức. Hắn giống như là che chở bông hoa, sợ làm bị thương một chút điểm. Hắn thỏa mãn mà cười cười, lộ ra chưa bao giờ có ôn nhu tư thái. Tại trong ngực hắn, vang lên nữ nhi ngọt ngào kêu gọi tại hắn lòng ngực nơi là nữ nhi kề sát mềm mại gương mặt đây hết thảy đều đem hắn trong lòng hàng băng hòa tan trọn vẹn một năm lại bảy tháng không thấy nàng tựa hồ lại cao lớn một chút đã đến bộ ngực của mình nhìn lại một chút nữ nhi mặt mày đã trường mở rất nhiều như là thanh lệ hoa sen mới nở trong lúc mơ hồ không chỉ có vong thê ôn nhu ân còn kế thừa chính mình thoát tục thần vận Tường ở trên bầu trời người. Ai, tương lai, cũng không biết hội tiện nghi nhà ai xuẩn. Nghĩ tới đây, A Huyết bỗng nhiên quay đầu, cầm tức nhìn bên cạnh xuẩn ưng. Xô lót ngay tại thăm dò, nghĩ nhìn kỹ một chút A Huyết trong ngực, cái kia linh lung thiếu nữ, có thể làm một cái đại thủ nhanh như thiểm điện, chuẩn xác vô cùng nắm đưa tới cửa gương mặt, dùng sức bóp. Thiếu niên đau dậm chân, nhưng là lần này, tại thiếu nữ phía trước, vô luận như thế nào cũng không thể kêu đi ra. 33. Ba ba. Rất nhanh, thanh tuyền thanh âm như là tiếng trời, kịp thời vuốt lên A à huyết vô cớ lửa giận, cũng chảy xuôi nhập thiếu niên tâm hồ. A à huyết cứng đờ, nhẹ nhàng buông tay ra. Hắn quay đầu, hướng về phía nữ nhi dương quan cười một tiếng. Tiếp đó đáp nữ nhi bả vai, dừng lại mấy giây. Lúc này mới khẽ cắn môi, nghiêng người sang, lộ ra thuần khiết thiếu nữ. Đây là thiếu niên lót, lần thứ nhất trông thấy thiếu nữ Alisa hai người mặt mày tương đối, cách nửa mét tương vọng. Kia là một cái sao mà mỹ lệ thiếu nữ. Nàng có thần tinh đôi mắt, công công lông mày, tinh xảo cái mũi, tiểu xảo môi anh đào, tự nhiên hồng nhuận quai hàm hồng, còn có thuần khiết nụ cười ôn nhu. Nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt cùng khả ái, nở rộ tại thanh tú động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng nở rộ tại thiếu niên trong lòng. Khuôn mặt như vẽ lại như lông mày, bất quá sơ thành, chính là người trong bức họa. Lúc này hồn nhiên ngây thơ, thanh tú nơi, tương lai khuynh đảo chúng sinh. Thiếu niên trong nháy mắt ngừng thở, nhìn không được nghiêng thân tới gần. Người trước mắt có nhu hòa bộ mặt đường công, thiếu nữ đặc hữu tinh tế lông tơ, còn có chạm vai đen nhánh tóc dài, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, hiện ra linh lung nhỏ nhắn mềm mại dáng người, lại như cùng chân trời đám mây, là như vậy mềm mại dễ thân một đôi bàn tay lớn kịp thời vương, đem hai người ngăn cách. A Huyết trừng xô lót một cái, nghĩ nghĩ, lại thở dài. Các ngươi trò chuyện một hồi đi, ta còn có việc. Nói xong, A Huyết gian Nang quay người, hướng nghị sự chính điện mà đi. Thiếu niên nhìn xem thiếu nữ, hắn chậm rãi, ôn nhu, phát ra từ nội tâm, ở trên mặt tràn ra một cái dáng tươi cười. Ngô, ngươi là ai nha? À có thái dương vị đạo, thiếu nữ mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Tiếp đó nàng hơi hơi thăm dò, ngửi một cái thiếu niên cái cổ. Ta là xô lót. Nhìn xem gần trong gan tất xinh đẹp gương mặt, nghe như có như không yếu ớt mùi thơm cơ thể, trải qua chiến trận thiếu niên, lại nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Vừa rồi tiến nhập cung điện, thiếu niên tự đổi một thân phơi khô trường bào. Trên người hắn là dưới ánh mặt trời, huấn luyện ấn ký dương quan khắc vào trên người hắn, cũng khắc vào hắn lúc này tâm lý. Ngô, cái này tự hồ là một cái thiên thần danh tự. Như vậy, ta là Alisa, đám mây gian tinh linh. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, thần tinh liền lóe ra nụ cười ôn nhu, tản mát tại thiếu niên trong mắt, để vạn vật cũng cười thất sắc. Alisa. Thật đẹp. Thiếu niên tự lẩm bẩm. Ngươi là hoa tinh linh, hồ điệp tinh linh, phong tinh linh, đám mây tinh linh cũng là ta tinh linh. Cái kia, ngươi vì sao lại ở chỗ này nha? Thiếu nữ nhón chân lên, chớp ánh mắt sáng ngời, sáng lạng cùng thiếu niên đối mặt. Một trận luồng gió mát thổi qua, thổi tan thiếu nữ tóc dài, cũng thổi loạn suy nghĩ của thiếu niên. Thiếu niên cảm giác được trong lòng sơ sinh manh nha, thiêu đốt lấy bộ ngực của mình. Tinh quang vẫy xuống nội tâm, dựng dục ra lóng lánh hạt giống, có thể sờ lên lại như vậy mềm mại. Bởi vì, ta là bảo vệ ngươi người. Thiếu niên theo bản năng vương tay, muốn đi bắt được trước mắt tinh linh. Thiếu nữ lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng xoay tròn lấy quay người, tóc dài nhu hòa đảo qua thiếu niên gương mặt, tránh thoát thiếu niên hơi hơi dùng sức bàn tay. Hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, kia là hoa mùi thơm ngát. Thế nhưng là, ta đã có bảo hộ người của ta nha. Ta có ta phụ thân. Thiếu nữ giảo hoạt cười một tiếng, liền hướng về sau nhẹ nhàng nhảy bước. Cái kia không đồng dạng. Thiếu niên nền bước mạnh mẽ bộ pháp, vội vàng đuổi theo, truy đuổi vân cùng đóa hoa tinh linh. Ngô, vì cái gì không giống chứ? Thiếu nữ hơi nhíu lên lông mày, nàng dừng lại nhẹ nhàng bước chân, nghiêng đầu, ngây thơ nhìn xem thiếu niên. Bởi vì... Bởi vì... Bởi vì hắn chỉ có thể cùng ngươi bắt đầu, mà ta có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng. Thiếu niên cà lâm tưởng muốn giải thích, cuối cùng lại gạt ra một câu nói như vậy hắn ngay sau đó thẳng tắp lồng ngực đem tay đặt tại trong lòng phát thệ ánh mắt kiên định nhìn về phía thiếu nữ cuối cùng thiếu nữ nháy nháy mắt có chút hoang mang cùng mờ mịt thế giới cuối cùng là cái gì đâu chính là mọi người đều ly khai đi hướng thần quốc thiếu niên cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ sợ làm bị thương người trước mắt ta không muốn ta không cần phụ thân đi hướng thần quốc ta muốn mẫu thân trở về. Thiếu nữ nhếch lên miệng, khổ sở nhíu lại cái mũi, trong mắt chậm rãi súc lên lóng lánh. Nhìn đến thương tâm đóa hoa, thiếu niên tâm trong nháy mắt bị đánh nát. Hắn vươn tay, dùng sức bắt được thiếu nữ, muốn đem lực lượng của mình truyền cho nàng. Bàn tay của nàng lại là như vậy tinh tế tỉ mỉ mềm mại, thiếu niên liền không còn dám dùng sức, ngược lại để lên một cái tay khác, nhẹ nhàng hợp trụ cái kia phần ôn nhu. Đừng khóc, cái kia muốn quá cực kỳ lâu. Hơn nữa còn có ta. Thiếu niên tới gần thiếu nữ, tưởng muốn hôn tới nàng trong mắt nước mắt. Thiếu nữ lại xoay một nửa né tránh. Nàng dùng mảnh khảnh mu bàn tay lau đi nước mắt, tiếp đó chăm chú nhìn thiếu niên. "Ta sẽ đi thần quốc. Ngươi cũng sẽ đi thần quốc sao?" Thiếu niên ngốc trong nháy mắt, tiếp đó nghiêm túc điểm đầu. "Ta sẽ đi. Ta hội cùng với ngươi, cùng ngươi mãi cho đến cuối cùng." hắn ở trong lòng cam kết nếu có thần quốc ta cũng cuối cùng rồi sẽ đến đó thiếu nữ lúc này mới nhe răng cười một tiếng con mắt của nàng công công giống như là đẹp mắt nguyệt nha nguyệt nha cũng rơi vào thiếu niên tâm lý rất nhanh nàng lại nhăn nhăn cái mũi đáng yêu lắc đầu ngô ngươi hù dọa người là một cái ca ca xấu ừm vẫn là để ta tới ca hát đi thiếu nữ hơi hơi dùng sức tiểu xảo mà nhẵn bóng đầu ngón tay liền từ trong tay thiếu niên rút ra, tiếp đó như trong gió hồ điệp, bỗng nhiên bay xa. Ta muốn làm một đóa hoa, ngậm lấy mỹ lệ tinh quang, đem hương hoa giao cho hồ điệp. Ta muốn làm một con bướm, cuốn lấy ôn nhu hương hoa, đem vũ đạo lưu tại trong gió. Ta muốn làm một trận thanh phong, thổi hồ điệp cánh, đem đồ án vẽ ở vân bên trên. Ta muốn làm một đám mây, bọc lấy nhu hòa cơn gió, che lại tinh tinh con mắt ta muốn làm một vì sao, nằm tại đám mây trung gian, lặng lẽ chiếu sáng bông hoa. Ta lại biến thành hoa. Lặp 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 lặp, thiếu nữ tiếng ca hướng chân trời bách linh, nhu hòa uyển chuyển, lại giống trong núi thanh tuyền, thanh thúy len ken. Sau đó, nàng triển khai cánh tay, bắt chước hồ điệp cánh, như như gió mát tự do vũ đạo, lại có đám mây mềm mại. Cuối cùng, nàng quay đầu lại, kéo lên đầu vai tóc dài, lộ ra ngây thơ gương mặt xinh đẹp, đối thiếu niên thuần khiết cười một tiếng. Trăng sáng dâng lên tại phương đông, mặt trời chiều rũ xuống tại phương tây. Mặt trăng lên mặt trời lặng, tinh tinh mở mắt, chợt lóe chợt lóe nhìn về phía đóa hoa, cũng chiếu sáng trong bụi hoa người. Kia là Alisa, có hoa dung nhan, điểu giọng hát, tinh linh vũ đạo, đám mây thiện lương cùng mềm mại. Solot lặng lặng nhìn trong bụi hoa thiếu nữ, nguyệt nha, tinh tinh, bông hoa, hồ điệp, thanh phong, đám mây, Tự từng cái rơi vào nội tâm của hắn cùng hắn ý hợp tâm đầu hô hấp gắn bó từ đây lại khó xá khó phân hắn nghe như nước suối tiếng ca gột rửa trong lòng tất cả bụi bặm giờ này khắc này chỉ có tưởng nhớ ngây thơ ngươi từng nói với ta gặp lại là bài hát con mắt là mùa xuân hải thanh xuân là lục sắc sông thiếu niên nhẹ nhàng ngâm sướng mỉm cười sưởi ấm ôn nhu nhìn xem kiếp này thiếu nữ gặp lại là bài hát sinh mệnh giao thoa tự như sông, coi ngươi chảy qua nội tâm của ta, bỗng nhiên đã là đầy mắt phương hoa. sinh mệnh bên trong có bao nhiêu mong đợi, tương lai bên trong có bao nhiêu bàn hoàng. quay đầu nhìn lên, ngươi lại tại ta bên cạnh. thế gian phồn hoa đổi lấy du khách cười một tiếng, đầy mắt xuân sắc nghĩ lên tuyên cổ tang thương. tâm linh vùng quê bên trong, khi nào như lưu tinh nở rộ. chết đi ta rốt cuộc không thể trở lại ngươi bây giờ sẽ hay không theo giúp ta đến lão. Ngươi một tia tóc xanh, cài chặt cô độc ta. Ta liền mỉm cười, từ đây sẽ không phiêu bạc. Đêm trăng cùng tinh hà, bông hoa cùng đám mây. Tại giao thoa trong tiếng ca, tại nóng bỏng trong tâm linh, đây cũng là hai người mới gặp. Tưởng nhớ ngây thơ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 khuyên bảo cùng thánh thủy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 Khuyên bảo cùng thánh thủy phong cùng trăng chỉ là ngắn ngủi bỏ neo cản, võ sĩ nhân sinh thủy chung là thiết hỏa cùng chém dết, mà xem như kẻ thống trị, còn muốn thêm vào quyền mưu cùng cải cách. Xô lót lặng lặng bồi bạn Alisa 2 giờ, cảm thụ được nội tâm yên tĩnh cùng vui sướng. Sau đó, một tên sứ giả vội vàng mà tới, mời hắn tham dự hội nghị trọng yếu hắn liền cùng công chúa vẫy tay từ biệt, hướng trang nghiêm đại điện mà đi. Lần này, hắn khuôn mặt kiên nghị, đi lại vững vàng, có thể quan sát được Montemuma cung đặc điểm. Montemuma cung chiếm diện tích cũng không lớn, bày biện cũng có chút cổ phát đại khí. Dọc đường cung xã trang trí màu đen đường vân, màu đỏ nóc nhà, còn có nặng nề thạch khí, cùng loại với tầng hán phong cách. Bởi vậy cũng có thể lấy nhìn ra Montemuma nhất thế cá nhân đặc tính đến đại điện, chúng tướng ngồi vây quanh một đường, ở giữa là cháy hừng hực lò sưởi, bốn phía là rộng mở đầu gió. Bởi vì khuyết thiếu dầu trơn, cũng vô pháp rộng khắp ứng dụng ngọn nến. Lửa trại liền phát họa ra đại lượng âm ảnh, ngừng kết các võ sĩ nghiêm túc biểu tình. Nhìn đến chạy tới xô lót, chúng tướng hiểu ý cười một tiếng. Thân cư chủ tịch A Huyết liền vẫy tay, để xô lót ngồi tại dưới tay của hắn. Hắn liền đi cái trang trọng lễ tiết, chính thức ngồi tại thứ tịch trận này thiếu niên cùng thiếu nữ tụ hội trong lúc vô hình minh sát soloth thân phận từ đây hắn chính là a Huyết quân chính tập đoàn chính thức người thừa kế soloth lại một lần nữa nhìn đến akapul hắn là từ teo thoan xuất phát trên thực tế sớm hai ngày đến trước giờ chờ đợi tại đô thành akapul đầu tiên là đối soloth cười cười tiếp đó nghiêm nghị hướng a huýt hành lễ hồi bẩm đại tế ti đã hướng trưởng lão điều động sứ giả một khi tình thế xuất hiện biến hóa bản thân hắn cũng sẽ tùy thời từ đô thành xuất phát chạy đến tê thoan quân đoàn cũng giống như thế đại tế ti phán đoán lần này lên ngôi điển lễ sẽ không ra cái vấn đề lớn gì tổng tế tự cũng sẽ chủ động tìm kiếm cùng quốc vương hòa giải a à huyết gật gật đầu ngày hôm nay ki chơ biểu hiện cũng chứng minh rồi điểm này Guillermo vì vậy hành lễ nêu ý kiến trưởng lão đã lại lần nữa can thiệp chính trị hiện tại liền không thích hợp đối kỳ chơi động thủ. Dựa theo trưởng lão hiện tại tình trạng cơ thể, lần này tham gia vào chính sự sẽ không tiếp tục quá lâu, phía sau thời gian còn rất dài. Lập tức để nhất sự việc cần giải quyết, chính là điều động sứ giả, yêu cầu các thành bang cùng thế lực điều động đại biểu, tiến hiến cống lễ, tham dự lên ngôi điển lễ. Sau đó, Guillermo liền cùng A Huyết thảo luận cụ thể thành bang danh sách cùng cống phẩm. Acapul lôi kéo Solot, hắn liền nghiêng thân tới gần đi nghe tổ phụ tư nhân lời nhắn solot đại tế ti cũng không lo lắng a Huyết quốc vương nhưng là rất lo lắng ngươi acapul biểu tình có chút ngưng trọng solot nghiêng tai lắng nghe phía dưới đại tế ti để cho ta chỉ có thể nói cho ngươi hắn nói trưởng lão ý tưởng từ trước đến nay khó mà dự đoán nhưng hắn ý chí cơ hồ từ không sửa đổi tình cảm của hắn đạm mạc gần như không có duy nhất có thể đem cầm, chính là hắn quyết sách khẳng định là từ liên minh đại cục xuất phát, đồng thời khuynh hướng Tenochtitlan nhất hệ. Có thể đánh động hắn, cũng chỉ có liên minh đại cục, hắn suốt đời sự nghiệp tương lai. Nói đến đây, Akapun nhìn hai bên một chút, hiển nhiên lời kế tiếp để hắn có chút bất an. Tại trưởng lão xem đến, thần linh là chí cao vô thượng công cụ. Nói xong câu này lăng mạ về sau, Akapun yên lặng cầu nguyện thần linh khoan thứ, hắn kinh ngạc phát hiện xô lót biểu tình vậy mà không có chút nào biến hóa tại đô thành cần có nhất đề phòng chính là tổng tế tự ki chơ đại tế ti hiểu rất rõ ki chơ hắn là dược tề học đại sư lúc tuổi còn trẻ càng là kiệt xuất võ sĩ hắn đã từng dùng tôi thượng độc trắng chủy thủ ám sát quá đối địch thành ban trưởng lão hắn lâu dài tùy thân thần trượng trên thực tế có thể mở ra bên ngoài khảm nạm thổi đồng có thể dùng tới đập nện bên trong là nam phương tùng lâm bộ lạc sử dụng rỗng ruột có thể thổi bắn ra gai gỗ vũ khí gai gỗ thường tắc thì có lập chết con ếch độc cho nên tới gần khi chơi thời điểm nhất định phải xuyên giáp da tổng tế tự thần trượng lại là một cái thổi tên lót hoàn toàn nhìn không ra bất quá ngoại trừ lúc còn trẻ dùng qua một lần bên ngoài về sau tổng tế tự cũng rất ít tự mình ra tay đại tế ti nói. Tuyệt đối không nên uống đô thành ca.cao, càng không thể ăn tổng tế tự chạm qua đồ vật. Tuy là hắn không biết nguyên lý, nhưng rất nhiều đại thần miếu địch nhân đều là tại uống ca.cao phía sau chết bất đắc kỳ tử mà chết, cho dù cùng nhau dùng cơm những cái khác người không có chút nào triệu chứng trúng độc. lót sợ hãi mà kinh, xem đến, đô thành không hề giống mặt ngoài như thế bình tĩnh mỹ hảo. Cuối cùng, đại tế ti đã cấp trưởng lão phái tới sứ giả, gửi lời nhắn xem ở qua lại tình cảm bên trên trưởng lão hẳn là sẽ cùng ngươi đơn độc gặp mặt nói chuyện một lần đến nơi đây acapul đã nghiêm túc chỉnh ngồi bắt trước đại tế ti khẩu khí solot ta biết ngươi có rất nhiều vượt qua thường nhân ý tưởng cùng kiến thức đối mặt trưởng lão ngươi không cần băn khoăn có thể thỏa thích nói ra đặc biệt là ngươi đối với liên minh đề nghị trưởng lão nếu như tán thành tiếp thu liền sẽ lập tức chuẩn bị chấp hành đây là một cái cơ hội Sô lót gật gật đầu, hướng Acapul hành lễ cảm tạ, ngay sau đó lâm vào suy nghĩ. Sau đó hội nghị tự có chút không hề lay động, A huyết cấp chúng tướng an bài bất đồng nhiệm vụ, phân khu trú phòng, cũng chuẩn bị để bọn hắn tiếp nhận Vương đô tứ đại kho quân giới, tiếp đó lại hội kiến Vương đô bốn cái khu vực quân sự đại biểu. Hắn hội từng bước tiếp thu các xã khu quyền hạn quản lý, khống chế lại cơ sở thuế thu cùng quân sự động viên. Mà đối với đại quý tộc đất phong cùng tư quân, chỉ có thể tạm thời lấy lung lạc làm chủ, tán thành bọn hắn tự trị quyền. Dùng một câu Nhật Bản chiến quốc lời nói tới nói, chính là lãnh địa an cư. Lúc bóng đêm thâm trầm, vương đô trọng yếu quyền quý tán đi, chúng tướng cũng nhao nhao cáo từ. Trong đại điện chỉ còn lại A Huyết, Solot, Gilermo còn có Acapul. Đại gia một bên tán gẫu, một bên chờ đợi tổng tế tự đến. Lại qua hai khắc đồng hồ, tổng tế tự ki chờ mới khoan thai mà tới khi chơ mặt tối nay mộc mạc khổ tu tế tự bào, trong tay vẫn là cái kia thanh thon dài thần trượng, đương nhiên, xô lót hiện tại biết đây là một cái xa gần đều là vũ khí. Phía sau hắn đi theo một vị cúi đầu nữ tử áo đen, thân hình tựa hồ có chút tuổi trẻ, nữ tử trong ngực có một cái tiểu xảo bình gốm. Lại sau này đồng dạng là một vị khổ tu tế tự, hắn bán cung eo, cổng một cái khá lớn một giỏ, nhìn có chút trầm trọng. Khổ tu tế tự là một loại nghề nghiệp đặc thù, bọn hắn hội vạch phá da của mình cùng gương mặt, dùng máu của mình để dâng cho thần linh, thậm chí còn có thể tiến hành trình độ nhất định tự mình hại mình. Những thứ này tế tự đối thống khổ chịu đựng lực cực mạnh, sinh hoạt đơn giản, thường thường tinh thông võ nghệ. Bọn hắn hội định kỳ đi từng cái thôn trang thậm chí thành thị tuần hành, cử hành tế tự nghi thức, phi thường chịu đến các nơi thôn dân cùng thành ban thị dân sùng kính, là đại thần miếu ảnh hưởng phi trực thuộc lãnh địa trọng yếu lực lượng khi chơi đầy mặt nụ cười ấm áp vừa vào cửa tựu đại lễ thăm viếng liền hô tới chậm thỉnh quốc vương thứ tội lần này không có vây xem đô thành võ sĩ hắn làm được là ngũ thể phục địa tối cao lễ tiết sau lưng nữ tử cùng tế tự cũng đồng dạng ngũ thể phục địa a à Huyết hơi hơi ra hiệu Guillermo liền lập tức lên trên đồng dạng đáp lễ sau đó đem ki chơi nâng lên hai người một cái từ đầu đến cuối mỉm cười một cái toàn bộ hành trình nghiêm túc theo xô lót lại dị thường hài hòa. Khi chơ cười nhìn quanh đám người, nhất nhất gật đầu hành lễ, không có chút nào đại tế ti tư thế, để cho người thân thiết dị thường. Tiếp lấy hắn phân phó bên cạnh nữ tử một câu, tiếp nhận nàng trong ngực bình gớm. Nữ tử kia liền ngẩng đầu, lộ ra một trương quyến rũ động lòng người, lại điềm đạm đáng yêu khuôn mặt. Khi chơ thời khắc chú ý A huyết biểu tình, nhìn đến trong mắt của hắn sát na biến hóa thần thái, trong lòng liền mỉm cười tiếp đó hắn đi ra phía trước, từ bình gốm bên trong lấy ra một cái tinh xảo thạch bình, hiến cho A Huyết. Tôn kính điện hạ, đây là U Gheo trưởng lão cùng ta cùng nhau vì ngài điều phối thánh thủy, là thần linh cùng nhân gian câu thông môi giới, là thần linh ban cho sung sướng. Chỉ cần một chén nhỏ, liền sẽ để tâm thần người thư sướng, sầu lo quét sạch sành xanh, như cùng ở tại đám mây bay lượn. Còn xin ngài nhận lấy phần này tâm ý, cũng thỉnh chưa vị nhắm nhát. Khi chơi khắp khuôn mặt là thành khẩn dáng tươi cười. Hắn lấy ra một cái nho nhỏ gốm ly, tiếp đó trước trót một chén, chính mình uống cạn. Bất quá mấy giây, trong mắt của hắn liền thần thái sáng láng, nụ cười trên mặt bay lên. Tiếp lấy hắn lại lấy ra bốn cái chén nhỏ, muốn đích thân cũng cho đang ngồi những cái khác người. A Huyết nhìn Guillermo một cái, Guillermo lập tức hiểu ý, hắn cung kính tiếp nhận Khi chơ trong tay Thánh Thủy trong miệng liên tục gửi tới lời cảm ơn. Tiếp đó kéo lấy Khi chờ, mời hắn tại A huyết phụ cận vị trí ngồi xuống, tùy hành hai người cũng đi theo hậu phương. Tiếp đó lại tự nhiên phân phó thị vệ đưa lên tử thủy, thực vật cùng tân gốm ly. Tràng diện nhất thời có chút nhiệt liệt. Sô hơi hơi trầm tư, khi chờ nhắc tới Ugel. Hắn cùng Akapun liếc nhau, đối phương cũng gật gật đầu biểu thị xác định. Hai người cảm thấy hiểu rõ xem đến dùng ugeo thay thế tổng tế tự kế hoạch đã sớm bị thấy rõ rất khó tiếp tục chấp hành nói không chừng liền ugeo bản nhân đều bị tổng tế tự thu phục hai người âm thầm thở dài đừng lấy thánh thủy tân gốm ly rất nhanh đưa lên Guillermo đi đầu hành lễ tiếp đó thay a Huyết uống vào bất quá chốc lát vị này xưa nay cẩn thận tỉ mỉ sĩ quan tình báo vậy mà cũng tinh thần phấn chấn dáng tươi cười giàu dạt già. Hắn sau đó đứng ngẩn ngơ mấy giây, mới dùng cường đại tự chủ thu liễm lại nụ cười trên mặt. Tiếp lấy lại nhìn về phía trong tay gốm ly, sợ như sợ cọp. A à Huyết tự nhiên không có uống thánh thủy, hắn chỉ là mỉm cười hướng tổng tế tự thăm hỏi. Vừa nghe tổ phụ khuyên bảo, tuy là trong lòng hiếu kỳ, Solo cũng không dám uống, liền dùng tuổi tác cùng thân thể xem như viện cớ, không tham luyến ngắn ngủi thần linh sung sướng. Khi chơi trong lòng khe khẽ thở dài hắn đang chuẩn bị kiểm tra một chút xô lót đối thánh thủy kháng tính, tốt quyết định đến tột cùng hẳn là hạ bao lớn liều lượng độc, cam đoan sau đó làm đến chiếu tướng chưa chết. Bất quá, phía sau cơ hội còn rất nhiều. Suy nghĩ chuyển động, nụ cười của hắn càng phát ra thân thiết. Sau đó chính là Acapul. Hắn uống một hớp dưới, bất quá hai ba cái hô hấp, liền vô pháp tự đè xuống vẻ mặt tươi cười, sắc mặt hồng nhuận, cơ hồ bồng bềnh muốn bay. Vậy mà từ một cái như ngọc quân tử, biến thành thoải mái cuồng sinh, thậm chí hơi hơi ngâm sướng cầu khẩn ca dao. Xô lót trong lòng cảnh giác, đem thánh thủy để vào cấm chỉ tiếp xúc danh sách. Loại biểu hiện này, ngoài trừ Acapul lần thứ nhất nếm thử, kháng tính quá thấp bên ngoài, thánh thủy bên trong nhất định chứa không rõ trung khu thần kinh thuốc kích thích. Mà nương theo lấy độ cao hưng phấn, nhất định là hoặc cường hoặc yếu thành nghiện tính khi chơi sau lưng nữ tử áo đen len lén nhìn xem Acapul, ánh mắt tại Acapul ôn nhuận dung mạo thượng lưu liền. Nàng nghe cái kia nam tử tuấn Mỹ duyên dáng tiếng ca, giật mình quên đi trong đại điện tụ hội. Thẳng đến một câu đã sớm chuẩn bị, như như xét đánh tạc nhập trong nội tâm nàng. Đây là ta ruột thịt tôn nữ Sepana, năm nay 18 tuổi, chưa cho phép người, cũng còn tại can các tự học. Nàng xưa nay hâm mộ điện hạ uy nghi phong độ, học thức uyên bác, lão hủ liền ở chỗ này mặc dày thỉnh cầu, còn vọng điện hạ thu nhận nạn, mang theo bên người luôn luôn dạy bảo. Khi chơ dáng tươi cười nhẹ nhàng nhìn xem A à Huyết. Như vậy lời nói từ trong miệng hắn nói ra, vậy mà không chút nào đường đột mạo muội ngược lại để cho người cảm thấy theo lý thường nên, thiên nhiên hợp lễ nghi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.